đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 21, so đấu. Cường binh trại huấn luyện không riêng chỉ có phi dược bộ đội chú chát, còn có mãnh hổ bộ đội giống như trước mượn cường binh trại huấn luyện một phần địa phương tới huấn luyện binh lính. Mãnh hổ bộ đội ở Hoa Hạ khu giống như trước có không tầm thường danh tiếng, nhưng là cùng phi dược bộ đội so với cũng là phải kém sắc không ít, cho nên hai chi bộ đội cho tới nay đều là đối với đầu. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, cùng tồn tại cường binh trại huấn luyện luôn là sẽ phát sinh ma sát, cho nên ở 5 năm trước định ra rồi một cái quy củ, mỗi cách một tháng hai chi bộ đội tự tiến hành một lần công bình so đấu, cứ như vậy có thể gia tăng bộ đội thành viên lòng cầu tiến, dù sao người nào cũng không muốn thua cho người khác, vậy cũng là một loại tốt cạnh tranh. Trống trải thao luyện trên trận xây dựng một cái to lớn lôi đài, Lâm Trung Hổ mắt nhìn thẳng nhìn lên trước mặt trung niên huấn luyện viên nói, Lý Tại Thiên, ngươi không nên ở lão tử trước mặt châu bò hò hét, có bản lãnh hai chúng ta tới thống thống khoái khoái đánh một cuộc. Lâm Trung Hổ, nói cũng không thể đủ nói như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết so đấu quy tắc sao? Quy tắc trong minh xác nói rõ huấn luyện viên là không thể động thủ, các ngươi phi dược bộ đội tự đợi đến thua sao? Ha ha ha, vừa nói mãnh hổ bộ đội huấn luyện viên Lý Tại Thiên phá lên cười. Ở dĩ vãng vốn là phi dược bộ đội ở so đấu trong là vững vàng đè ép mãnh hổ bộ đội một bậc, nhưng là năm nay mãnh hổ bộ đội tới một cái ngoan nhân, thực lực của hắn rất xa vượt qua hai chi bộ đội sở hữu thành viên, cho tới bây giờ phi dược bộ đội đã liên tục 5 tháng nếm đến thất bại mùi vị. Lý Tại Thiên, ngươi cho rằng lần này các ngươi mãnh hổ bộ đội vẫn có thể thắng sao? Bản thân ta muốn nhìn lần này cuối cùng rốt cuộc là người nào xem ai chê cười. Lâm Trung Hổ lòng tin tràn đầy nói, sự tin tưởng của hắn toàn bộ đến từ chính Diệp Thần Phong, mãnh hổ bộ đội cái vị kia ngoan nhân mặc dù thực lực không tệ, nhưng là Lâm Trung Hổ có tự tin ở 20 chiêu bên trong giải quyết đối phương, mà Diệp Thần Phong nhưng là cùng hắn đánh ngang tay người, đây đối với Diệp Thần Phong mà nói căn bản ngay một chút tính khiêu chiến cũng không có. Lâm Trung Hổ, ta đây cần phải mỏi mắt mong chờ. Lý Tại Thiên hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí trong giọng nói lại có chứa khinh thường. So đấu phương thức vô cùng đơn giản, song phương riêng của mình phái ra 3 người, tiến hành rút thăm tuyển định đối thủ, dĩ nhiên nếu như nhất phương thắng, còn có thể tiếp tục lựa chọn đứng ở trên lôi đài cùng người tiếp theo người tỉ thí. Lâm Trung Hổ phái ra trong 3 người trừ có Diệp Thần Phong ra, còn có cùng Diệp Thần Phong cùng một cái túc xá Lục Thiên, một người khác còn lại là những khác túc xá. Trải qua rút thăm, Diệp Thần Phong rút được chính là người thứ 3 ra sân, mà Lục Thiên rút được là người thứ nhất ra sân, đối thủ của hắn rõ ràng chính là mãnh hổ bộ đội cái vị kia ngoan nhân Phương Hải Đào. Lúc này Lục Thiên thảm, hắn cần phải nếu bị tàn bạo chết không thể. Phương Hải Đào rút được thứ nhất ra sân, đoán chừng chúng ta ngay thắng một cuộc cơ hội cũng không có. Chu Bình tiếng buồn bã than thở nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần Phong vẫn còn đang suy tư muốn tìm cái gì lấy cớ rời đi trại huấn luyện đâu. Tự nghe được Chu Bình tiếng thở dài, liền vội vàng hỏi, Tiểu Bình Tử, Lục Thiên đối thủ rất lợi hại phải không? Đâu chỉ là lợi hại a, đoán chừng trừ huấn luyện viên ra, không có một người là đối thủ của hắn, nếu là đợi Phương Hải Đào lựa chọn liên chiến 3 chàng, ta xem ngươi hay là nhận thua thật là tốt, tỉnh ngược đãi, điều này cũng không có gì mất mặt. Xem ra Chu Bình đối Phương Biển Gầm cực kỳ kiêng kỵ. Đừng nói là Chu Bình, cả phi dược bộ đội người cũng đối Phương Biển Gầm thật là kiêng kỵ. Diệp Thần Phong đối với Chu Bình lời nói xem thường, nếu Phương Hải Đào cũng không phải là huấn luyện viên đối thủ, đối với hắn như vậy mà nói căn bản là chưa đầy e ngại. Trên lôi đài, Lục Thiên mặt mũi nghiêm túc, xem xét lại Phương Hải Đào còn lại là vẻ mặt dễ dàng, thậm chí trong miệng khinh thường trêu đùa, thức thời sớm làm lăn xuống đi, bằng không đợi ta cho ngươi cả đời khó quên. Thân là quân nhân có đúng là một cổ tử huyết tính, vô luận người nào quân nhân nghe thế lời nói cũng là kìm nén không được tính tình. Lục Thiên bộ mặt vẻ mặt băng bó càng chặt hơn, quát lên, muốn đánh cứ đánh, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Ta Lục Thiên sẽ không nhận thua. Ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng là trong mắt của ta ngươi dũng khí chính là không biết, biết rõ thất bại còn muốn so sánh với đi xuống, người đây không phải là ngu ngốc sao. Đã như vậy ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Phương Hải Đào thân hình vừa động, chợt hướng Lục Thiên vào tới, quanh mình nhất thời có một cổ kình khí tập qua, phanh một tiếng, Lục Thiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó thân thể của hắn đã bị đánh bay ra ngoài, bộ ngực đau không chịu nổi. Tự chút thực lực này cũng dám chạy tới mất mặt xấu hổ. Chẳng lẽ phi dược bộ đội tự phái không ra một người giống dạng điểm người sao? Phương Hải Đào khinh thường ngôn ngữ,
hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nghe được dưới lôi đài một đám phi dược bộ đội thành viên là các mặt đỏ tới mang tai. Ngồi ở trên ghế đang xem cuộc chiến Lâm Trung Hổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, mà ở bên cạnh hắn Lý Tại Thiên còn lại là cười ha hả nói, Lâm Trung Hổ, người không nên cùng biển gầm so đo, tính tình của hắn chính là chỗ này sao ngay thẳng. Nghe vậy, Lâm Trung Hổ sắc mặt trở nên càng thêm kém, Lý Tại Thiên ý tứ trong lời nói không phải là nói Phương Hải Đào đã nói cũng là sự thật sao. Đây quả thực khinh người quá đáng, bất quá ngược lại thấy trong đội ngũ Diệp Thần Phong lúc, hắn đem khẩu khí này ngạnh xanh xanh đích áp chế đi xuống. Hiện tại ngươi hẳn là lớn tiếng nói, ta thua, ba chữ kia. Thấy theo địa phương bò không dậy nổi Lục Thiên, Phương Hải Đào có chủ tâm là muốn vũ nhục đối phương. Lục Thiên cắn chặt hàm răng, trên mặt là không chịu thua vẻ mặt, miệng quát ta còn không có thua đâu. Chỉ cần ta có một hơi ở, tự tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nếu là đổi lại cùng người khác ở tỉ thí, Lục Thiên có thể đã sớm nhận thua. Thật sự là Phương Hải Đào ngôn ngữ quá vũ nhục người, tượng đất huống chi có ba phần tính năng của đất, đổi lại là ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Đã như vậy, cùng đừng trách ta. Phương Hải Đào khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, ngay sau đó đáy giày cứng đờ đón dậm ở Lục Thiên trên mặt, dùng đáy giày bản quạt Lục Thiên bạt tai, nói, ngươi lại không xứng với để cho ta lấy tay phiến ngươi bạt tai. Lý Tại Thiên, này không khỏi vậy thật là quá đáng sao. Còn không mau gọi Phương Hải Đào dừng tay. Lâm Trung Hổ thấy chính mình trong bộ đội thành viên bị đương chúng vũ nhục, trong lòng thật sự là không nhịn được. Lâm Trung Hổ, này làm sao có thể trách biển gầm đâu? So đấu có văn bản rõ ràng quy định, chỉ có nhất phương nhận thua, hoặc là bị đánh ngất xỉu, mới có thể đủ coi là làm tỉ thí kết thúc. Người đã thủ hạ chính là thành viên như vậy có cốt khí, người hẳn là cảm thấy tự hào mới đúng a. Lý Tại Thiên rất thích toàn tính thấy trường hợp như vậy. Thảo, này quá khi dễ người, kia khốn kiếp. Ta thật muốn đem hắn tháo thành tám khối. Chu Bình thấy huynh đệ bị vũ nhục, trong lòng nhất thời bị khơi dậy một cổ lửa giận, hắn căn bản không có nghĩ đến Phương Hải Đào biết làm như thế quá đáng. Diệp Thần Phong trong hai tròng mắt hiện lên vẻ lạnh như băng, mấy ngày nay chung đụng hắn và trong túc xá ba người khác tình cảm phi thường không tệ, nữa mà Phương Hải Đào cách làm thật sự là vi phạm quân nhân sảng khoái bụng bự tư thái, trong lòng bốc cháy lên lửa giận cũng không so sánh với Chu Bình thiếu. Hắn quyết định nhất định phải cho Phương Hải Đào một cái từ lúc sanh ra khó quên dạy dỗ, trong mắt hắn Phương Hải Đào nhiều lắm là tính toán phía trên là một chỉ không biết đường trời cao bao nhiêu. Đất rộng bấy nhiêu ếch ngồi đáy giếng. Chương 22, chịu nổi một kích. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ tiếp tục nữa sao? Lại không chuẩn bị biết điều một chút nhận thua. Trên lôi đài, Phương Hải Đào trên mặt treo rào rạt nụ cười đắc ý. Nhưng là hắn loại này tư thái hoàn toàn chọc giận dưới lôi đài một đám phi dược bộ đội thành viên, phải biết rằng Lục Thiên nhưng là bay vọt một phần tử, song Lục Thiên bị như thế vũ nhục, này không phải là tương đương ở đánh mặt của bọn họ giống nhau sao? Khuôn mặt bị Phương Hải Đào đáy giày dẫm phải, Lục Thiên khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong lòng nam nhân tôn nghiêm càng thêm mãnh liệt, hừng hực lửa giận để cho hắn tạm thời đã quên bộ ngực đau đớn, kích phát ra hắn giữ tại lực lượng, hai tay chợt bắt được Phương Hải Đào mắt cá chân. Đi lên dùng sức một phen. Phương Hải Đào bị vội vàng không kịp chuẩn bị bắt được mắt cá chân, căn bản không có trước tiên kịp phản ứng, đợi đến kịp phản ứng lúc, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, ngay sau đó ngửa mặt hướng lên trời hung hăng té ở trên mặt đất. Lưng một trận đau đớn, Phương Hải Đào hai tròng mắt trở nên một mảnh vẻ lo lắng, này đối với hắn mà nói quả thực chính là trời lớn vũ nhục, Lục Thiên trong mắt hắn rõ ràng chính là một con kiến. Kết quả hắn cũng đang một con nhỏ yếu vô cùng con kiến trước mặt té một cái đại té ngã, đây không phải là thiên đại chê cười sao? Khốn kiếp, ta không có thời gian chơi với ngươi. Phương Hải Đào theo trên mặt đất đứng lên, trực tiếp một cước hướng Lục Thiên bộ ngực đá tới. Lục Thiên dùng cánh tay chắn chỗ ngực, nhưng là tiếc rằng hai người thực lực xê xích khá xa, Lục Thiên thân thể bị trực tiếp đá bay làm ra lôi đài, trong miệng phun làm ra một ngụm máu tươi. Lục Thiên, làm sao ngươi dạng? Phương Hải Đào kia khốn kiếp quả thực thật là quá đáng. Chu Bình sắp bị đá xuống lôi đài Lục Thiên theo trên mặt đất đỡ lên. Lục Thiên khóe miệng miễn cưỡng hiện lên vẻ nụ cười, nói, lão tử còn chưa chết, khoản này sổ sách ta Lục Thiên sau này sớm muộn gì hội đòi lại. Không cần chờ sau này, ta hiện tại đã giúp ngươi đi đòi lại. Diệp Thần Phong đen nhánh hai tròng mắt nhìn trên lôi đài đắc ý địa Phương Hải Đào, khóe miệng không tự chủ lộ ra vẻ nụ cười lạnh như băng. Thần Phong! Ngươi không phải là ở cùng chúng ta nói giỡn đâu sao? Ngươi thế nào lại là kia con mất dạy đối thủ? Quân tử báo thù 10 năm không muộn,
ta xem hay là đợi sau này nữa tìm cơ hội sao? Chu Bình cũng không nhận ra Diệp Thần Phong phải Phương Hải Đào đối thủ, mặc dù Diệp Thần Phong trong quá khứ một tháng trong khi huấn luyện ra vẻ khác hẳn với thường nhân thể lực cùng nghị lực. Đúng, Thần Phong, Chu Bình nói không sai, ngươi cũng không nên cậy mạnh, khẩu khí này ta sau này chính mình hội đòi lại. Bị Chu Bình vịn Lục Thiên vội vàng khuyên giải nói. Kế tiếp hai người là ai? Dứt khoát cùng lên đi. Phe ta Hải Đào hôm nay một người đem ba cuộc tỉ thí kế tiếp, ta xem phi dược bộ đội toàn bộ là một chút đồ bỏ đi, căn bản không cách nào cùng chúng ta mãnh hổ bộ đội so sánh với. Đứng ở trên lôi đài địa phương Hải Đào khí thế mãnh liệt. Đã như vậy Diệp Thần Phong cũng không cần đợi đến trận thứ ba, một cái tung người nhảy lên lôi đài, Phương Hải Đào người này thật sự là quá kiêu ngạo, ngay một chút làm người rèn luyện hàng ngày cũng không có. Thần Phong thật là quá vọng động rồi, hắn này không phải là mình tìm tai vạ đâu sao. Chu Bình một trận cau mày. Bất kể thắng hay thua, Thần Phong sau này cũng là ta Lục Thiên Thiết Ca nhóm, chỉ cần hắn mở miệng coi như là lên núi đao xuống vạc dầu vậy không chối từ. Ở Lục Thiên xem ra Diệp Thần Phong là vì hắn mới đến trên lôi đài đi tìm tàn bạo, trong khoảng thời gian ngắn cái này to con bị Diệp Thần Phong cử động hoàn toàn đả động, bất quá Diệp Thần Phong nhưng cho tới bây giờ không đánh không đem cầm trận chiến. Lâm Trung Hổ, chẳng lẽ các ngươi phi dược bộ đội tựu thật cầm không ra giống như người như vậy? Là một cái như vậy tiểu bạch kiểm có thể thắng được chúng ta Hải Đào sao? Lý Tại Thiên khinh thường giễu cợt nói, khi hắn xem ra hôm nay tỉ thí, hắn mãnh hổ bộ đội là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Diệp Thần Phong ra sân, Lâm Trung Hổ nhất thời bình tĩnh lại, trong lòng âm thầm cười nói, Lý Tại Thiên, ngươi cái quả trứng, đợi khẳng định cho ngươi mở rộng tầm mắt. Trên lôi đài Diệp Thần Phong cùng Phương Hải Đào bốn mắt nhìn nhau, lúc này Phương Hải Đào trên mặt khinh thường càng thêm nồng đậm, theo thân hình phía trên trước mắt Diệp Thần Phong còn không bằng Lục Trời ạ. Chẳng lẽ không có nghe hiểu lời của ta sao? Ta để cho còn dư lại hai cuộc tỉ thí người cùng tiến lên, vậy cũng là ta đối với các ngươi phi dược bộ đội đặc thù chiếu cố. Phương Hải Đào chỉ cao khí ngang nói. Diệp Thần Phong bĩu môi, nghi vấn nói, như ngươi loại này nhảy nhót tiểu sử ở đâu ra tự tin. Ta xem ngươi ngay làm người cũng không xứng, đời sau hay là an phận đầu thai làm súc sinh sao? Phương Hải Đào nụ cười trên mặt đọng lại ở, miệng quát, đã như vậy tựu để cho ta tới hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi, để cho ngươi biết ai mới là nhảy nhót tiểu sử. Ba 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 ba. Phương Hải Đào vừa dứt lời. Diệp Thần Phong thân hình tựu ra hiện tại trước mặt của hắn, dùng đối phương căn bản phản ứng không kịp nữa tới đây, vang dội bạt tai âm thanh đang ở Phương Hải Đào mặt trên vang vọng ra. Bùm bùm một trận bạt tai, đánh cho Phương Hải Đào là thất điên bát đảo, một ngụm hàm răng toàn bộ cưỡi lạc ở trên mặt đất, trong cổ họng phát ra thống khổ nức nở âm thanh. Hơn thế đồng thời Diệp Thần Phong hai quyền hung hăng đập vào Phương Hải Đào bộ ngực, làm cho đối phương hoàn toàn mất đi năng lực công kích. Này một hệ loại động tác phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc, dưới lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là người nào vậy không nghĩ tới hội là kết quả như thế. Một chiêu, tự một chiêu, Phương Hải Đào được giải quyết, hơn nữa ngay chút nào hoàn thủ năng lực cũng không có. Này, đây không phải là ở vô nghĩa sao? Ngay cả chuyện biết trước Diệp Thần Phong thân thủ Lâm Trung Hổ đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, hắn vốn cho là Diệp Thần Phong muốn thắng được Phương Hải Đào tối thiểu muốn 20 chiêu trái phải, ai biết. Ta liền nói ngươi là nhảy nhót tiểu sử, ngươi lại vẫn không thừa nhận. Lúc này ăn vào đau khổ đi, hiện đang quyết định muốn nhận thua sao? Phương Hải Đào một ngụm hàm răng bị đánh rơi xuống, hơn nữa khuôn mặt sưng cùng đầu heo dường như, kia vẫn có thể mở miệng nói chuyện a. Bất quá Diệp Thần Phong muốn đúng là cái này hiệu quả. Xương vẫn còn là thật cứng rắn, ta đây tựu chơi với ngươi chơi. Ba 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 vừa nói Diệp Thần Phong lại đang Phương Hải Đào hai bên trên gương mặt phiến nổi lên bạt tai, lúc này Diệp Thần Phong nắm giữ lực đạo vô cùng có chừng mực, chẳng qua là làm cho đối phương cảm giác được rát đau đớn mà thôi, hắn không thì thích vũ nhục người sao. Diệp Thần Phong sẽ làm cho hắn nếm thử loại tư vị này. Phương Hải Đào ở Diệp Thần Phong trước mặt ngay một chút hoàn thủ năng lực cũng không có, gương mặt rát đau đớn, để cho trong lòng của hắn lửa giận càng thêm tràn đầy. Nhưng là hắn biết mình hiện tại căn bản không phải Diệp Thần Phong đối thủ, trong miệng không ngừng phát ra mơ hồ không rõ nhận thua âm thanh. Ngươi nói gì, nói lớn tiếng một chút, lại không muốn nhận thua. Mãnh hổ bộ đội thành viên quả nhiên cũng là con người rắn giỏi tử a. Vậy cũng chỉ có thể đủ ủy khuất mặt của ngươi. Diệp Thần Phong trang mô tác dạng nói, bàn tay một lần cùng Phương Hải Đào gương mặt tiếp xúc thân mật. Lâm Trung Hổ, mau cho ngươi bộ đội thành viên dừng lại. Lúc này đến phiên Lý Tại Thiên ngồi không yên,
vốn là vui vẻ ra mặt sắc mặt chuyển biến thành mây đen răng đầy. Lâm Trung Hổ đánh ha ha, đem Lý Tại Thiên mới vừa nói lời nói trả lại cho hắn, so đấu nhưng là có văn bản rõ ràng quy định, trừ phi có một phương nhận thua, hoặc là bất tỉnh đi, bằng không tỉ thí không tính là làm kết thúc, chẳng lẽ Lý Tại Thiên huấn luyện viên muốn không tuân theo quy tắc? Ngươi Lý Tại Thiên ngươi hồi lâu cũng nói không ra lời một câu. Lúc này Lâm Trung Hổ là hoàn toàn sảng liễu, Diệp Thần Phong cách làm rất hợp hắn khẩu vị, hắn ngã muốn nhìn lần này sau này mãnh hổ bộ đội còn dám lớn lối sao. Chương 23, chúng ta đi luyện một chút. Trên lôi đài, Diệp Thần Phong một khắc vậy không có đình chỉ phiến bạt tai, ba 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 giòn vang, ở phi dược bộ đội một đám thành viên nghe tới, quả thực là trên cái thế giới này tuyệt vời nhất âm nhạc, một đám sắc mặt hưng phấn đỏ lên vô cùng. Phảng phất là bọn họ đích thân ở phiến phương hải đào bạt tai giống nhau, hết sức hết giận. Lục Thiên, ta không phải là đang nằm mơ sao? Thần Phong đem phương hải đào giải quyết, vịn Lục Thiên Chu Bình sửng sốt hồi lâu mới mở miệng hỏi. Lục Thiên khiếp sợ không thể so với Chu Bình thiếu, thậm chí ngay trên thân thể đau đớn cũng quên mất, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài cái kia bôi đơn bạc tự tin thân ảnh, nói lắp bắp Chu Bình, ngươi đánh ta một chút thử nhìn một chút. Chu Bình trực tiếp một quyền chùy ở Lục Thiên bị thương trên ngực, Lục Thiên trong cổ họng phát ra một tiếng kêu đau, mắng Chu Bình, ngươi làm cái gì phi cơ? Mau đau chết mất! Đây không phải là ngươi gọi ta đánh ngươi đấy sao? Chu Bình vẻ mặt vô tội nói. Ta đã sớm nói Thần Phong nhưng thật ra là một người cao thủ. Luôn luôn nói không nhiều lắm cổ nhạc không biết từ chỗ nào xông ra nói. Được rồi, đợi chúng ta nhất định phải hảo hảo thẩm vấn Thần Phong tiểu tử này. Chu Bình hứng thú giạt rào nói. Ngô 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 trên lôi đài, Phương Hải Đào trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra thống khổ nức nở thanh âm, hắn cả khuôn mặt cũng muốn bị Diệp Thần Phong cho làm bể, nhiều lần muốn cầu xin tha thứ, nhưng là trong miệng căn bản nói không rõ ràng lắm. Diệp Thần Phong nhìn thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, đem thanh âm đè thấp tới chỉ có Phương Hải Đào có thể nghe được âm lượng, nói, như thế nào? Cao thủ, ngươi không phải mới vừa lại rất trâu bò đấy sao? Nghĩ nhận thua có phải hay không? Nghe vậy, Phương Hải Đào vội vàng gật đầu, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mặt mọi người bị vũ nhục lâu như vậy, hắn thật sự là không cách nào nhịn được đi xuống. Nhìn Phương Hải Đào ý vị gật đầu, Diệp Thần Phong mười phần ý tứ hàm xúc nói, bất quá ta còn không có chơi đủ đâu. Ở để cho ta thoải mái hơn mấy trăm bạt tai. Ngô 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 nghe được nói thế, Phương Hải Đào ngay tâm muốn chết đều có, cả người từ chối đứng lên, trong cổ họng nức nở âm thanh không ngừng. Cái gì, đến hiện tại ngươi lại không muốn nhận thua, ta Diệp Thần Phong thật sự là không thể không bội phục ngươi dũng khí. Diệp Thần Phong trang mô tác dạng lớn tiếng nói. Bị Diệp Thần Phong níu lấy cổ áo địa Phương Hải Đào giận đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, trong lòng mắng to vô sỉ, trong miệng gấp thở hổn hển, trong thân thể tức giận dâng trào, bị Diệp Thần Phong lời nói hiển nhiên cho khí ngất đi. Nhấc chân phanh, một cước, trực tiếp đem bất tỉnh đi địa Phương Hải Đào đạp đến dưới lôi đài. Một cước này đoán chừng có thể làm cho đối phương ở trên giường nằm phía trên cả tháng, vậy cũng là vì Lục Thiên mở miệng ác khí. Vốn là nhìn mãnh hổ bộ đội nghiêu khí ngất trời bộ dáng, còn tưởng rằng sẽ có cao thủ đâu. Nguyên tới mỗi một người đều là nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà. Người tiếp theo là ai? Lên đây đi, Diệp Thần Phong đem Phương Hải Đào vũ nhục phi dược bộ đội lời mà nói, kể hết trả lại cho mãnh hổ bộ đội, dù nói thế nào hắn hiện tại cũng là bay vọt một thành viên sao. Phương Hải Đào ở Diệp Thần Phong trên tay cũng không có năng lực phản kháng, hơn nữa trực tiếp bị phiến bạt tai phiến đến ngất đi qua, mãnh hổ bộ đội thành viên khác kia còn có dũng khí đứng phía trên lôi đài. Nếu như nhận lấy như vậy nhục nhã, nhưng là cả đời khó có thể quên được bóng ma. Mãnh hổ bộ đội thành viên một đám cúi đầu không nói một lời, ngồi ở trên ghế đang xem cuộc chiến Lý Tại Thiên đã là thở gấp công tâm, tức giận từ trên ghế đứng lên, quát lên, ngươi lập tức cút cho ta hạ lôi đài tới. Mới vừa rồi Phương Hải Đào rõ ràng cũng đã thua, mà ngươi lại lần nữa vũ nhục hắn, ta muốn ngươi hướng Phương Hải Đào nói xin lỗi. Quả nhiên là có nhiều bộ hạ tự có nhiều huấn luyện viên, Diệp Thần Phong xem thường nhảy xuống lôi đài, đi tới Lý Tại Thiên trước mặt trước, nói con mắt của ngươi không mù sao. Phía trên một cuộc Lục Thiên rõ ràng cũng đã thua, Phương Hải Đào là thế nào làm? Chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn? Lý Tại Thiên không nghĩ tới chính là một gã phi dược bộ đội thành viên dám đảm đương chúng cùng hắn mạnh miệng, dù nói thế nào hắn cũng là mãnh hổ bộ đội huấn luyện viên, hơn nữa giờ phút này mãnh hổ bộ đội thành viên một đám nhìn hắn đâu. Nếu như hắn ở chỗ này đâu phân,
như vậy sau này còn thế nào quản lý mãnh hổ bộ đội? Xoay người hướng về phía Lâm Trung Hổ, hỏi, rừng huấn luyện viên, chẳng lẽ này chính là các ngươi phi dược bộ đội thành viên tố chất sao? Hôm nay chuyện này ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Cho con mẹ ngươi thuyết pháp, Diệp Thần Phong nói một chút cũng không sai, là Phương Hải Đào trước đó nhục nhã Lục Thiên phía trước, ngươi nếu là không phục lên trên đầu kiện ta tốt lắm. Lâm Trung Hổ trong miệng sảng khoái mắng. Lý Tại Thiên giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng, ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong, quát lên, tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng hôm nay có Lâm Trung Hổ bảo vệ ngươi sẽ không chuyện, khoản này sổ sách mãnh hổ bộ đội sớm muộn hội hướng ngươi đòi lại. Nghĩ đòi lại rất đơn giản, muốn không hiện tại chúng ta đi luyện một chút tay. Cũng làm cho thủ hạ ngươi gặp bọn họ huấn luyện viên thân thủ rốt cuộc như thế nào. Diệp Thần Phong nhún vai hỏi. Lý Tại Thiên nhất thời biến thành á khẩu không trả lời được, cả khuôn mặt giống như táo bón bình thường, từ trước hắn và Phương Hải Đào đã giao thủ, ở 30 chiêu lúc mới chiến thắng đối phương, mà Diệp Thần Phong chỉ là một chiếu diện tự giải quyết Phương Hải Đào, hay là lấy loại vũ nhục này tính phương thức, cho nên hắn không có nắm chắc chiến thắng Diệp Thần Phong, nếu như kiên trì phía trên, kết quả ở mãnh hổ bộ đội thành viên trước mặt thua, như vậy hắn cái này huấn luyện viên thật có thể không cần làm. Ngươi có tư cách gì cùng ta động thủ? Ta Lý Tại Thiên là mãnh hổ bộ đội huấn luyện viên, coi như là thắng ngươi, còn không phải là bị nói thành lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lý Tại Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực nói, bởi vì cái gọi là thua người không thua trận sao? Hắn hẳn là biểu hiện ra khí thế hay là muốn có? Lý Tại Thiên, nếu hắn không có tư cách cùng ngươi động thủ, ta cuối cùng có tư cách đi. Chúng ta hiện tại có thể thiết tha một phen. Lâm Trung Hổ vội vàng tiếp thượng Lý Tại Thiên lời nói gốc dạ. Lý Tại Thiên cùng Lâm Trung Hổ từ trước nộp qua 4-5 lần tay, mà mỗi lần cũng là Lý Tại Thiên bại hạ trận tới, Lý Tại Thiên thân thủ là lạc hậu Lâm Trung Hổ một mảng lớn. Lâm Trung Hổ, các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi chờ đó cho ta. Lý Tại Thiên không có đáp ứng Lâm Trung Hổ yêu cầu, trực tiếp xoay người rời đi thao luyện tràng. Một đám mãnh hổ bộ đội thành viên thấy bọn họ huấn luyện viên của mình cũng rời đi, vội vàng đuổi theo Lý Tại Thiên nện bước. Ác ác á! Mãnh hổ bộ đội mọi người hôi đầu thổ kiểm rời đi thao luyện tràng, để cho phi dược bộ đội toàn thể thành viên hoan hô tước dược, phải biết rằng bọn họ đã tại liên tục 5 tháng so đấu trong bại bởi mãnh hổ bộ đội, lần này cuối cùng là một rửa lúc trước sỉ nhục. So đấu kết thúc, Lâm Trung Hổ ra lệnh thành viên lập tức xếp thành hàng ngũ tập hợp, trên mặt thu hồi vui sướng nụ cười, thanh âm vang nói, hôm nay chúng ta sở dĩ có thể thắng được tháng này so đấu, hoàn toàn là có Diệp Thần Phong ở. Nếu không phải Diệp Thần Phong ở một tháng trước, trên đường gia nhập vào chúng ta phi dược bộ đội huấn luyện, các ngươi hôm nay hay là chỉ có làm người thất bại phân, nếu như các ngươi sau này không muốn làm người thất bại, tự cho ta hảo hảo huấn luyện, nghe rõ ràng chưa? Hiểu được, một đám thành viên la lớn. Các ngươi chưa ăn cơm sao? Cho ta lớn tiếng một chút, Lâm Trung Hổ đề cao âm lượng nghi vấn nói. Huấn luyện viên, chúng ta nghe rõ, chỉnh tề thanh âm vang dội thao luyện tràng bầu trời. Lâm Trung Hổ lời nói này không thể nghi ngờ là kích phát ra đám này thành viên trong lòng nhiệt huyết, dĩ nhiên Diệp Thần Phong là ngoại lệ, là người của hai thế giới hắn tâm tư muốn so với bình thường người trầm ổn hơn. Chương 24, lần nữa đối chiến. Lâm Trung Hổ đối phi dược bộ đội toàn thể thành viên biểu hiện ra khí thế hài lòng gật đầu, tuyên bố giải tán sau đem Diệp Thần Phong một mình cho gọi đi, mới vừa rồi Diệp Thần Phong cùng Phương Hải Đào đối chiến, biểu hiện ra chiến lực đã hoàn toàn không thể cùng một tháng trước so sánh với. Loại này tiến bộ trình độ quả thực là quá thần tốc, điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ nổi lên ban đầu Diệp Thần Phong nói mình căn bản cũng không có phát huy ra tới nên có thực lực. Lâm Trung Hổ cùng Diệp Thần Phong vừa đẩy cửa ra đi vào bên trong phòng sân huấn luyện, Diệp Đông Kiện tự tiếu a tiến lên đón, nói Trung Hổ, ta có thể nghe nói các ngươi phi dược bộ đội thắng tháng này so đấu. Này có thể làm phiền cháu của ta sao? Ban đầu để cho cháu ta gia nhập ngươi bay vọt, ngươi lại vẻ mặt ủy khuất đâu? Hiện tại biết mình nhặt được bảo đi. Cường binh trại huấn luyện cứ như vậy lớn địa phương, có cái điểm gió thổi cỏ lay vô cùng mau hội truyền ra tới, huống chi là mỗi tháng đúng hạn cử hành phi dược bộ đội cùng mãnh hổ bộ đội so đấu vừa kết thúc Diệp Đông Kiện tự nhận được tin tức. Vừa lúc huấn luyện viên cùng tiểu thúc đều ở, Diệp Thần Phong cũng tốt đem muốn rời khỏi trại huấn luyện chuyện tình nói ra, hắng giọng một cái, nói, huấn luyện viên, tiểu thúc, ta tính toán rời đi trại huấn luyện một thời gian ngắn. Ta nghĩ muốn chính mình đi ra ngoài làm một ít chuyện. Không được, tuyệt đối không được. Tiểu tử ngươi đã quên lão đầu tử cho ngươi tới Thiên Hải là đang làm gì?
Hôm nay chẳng lẽ lấy là vì thân thủ của mình có điểm khởi sắc cái đuôi tựu vỉnh đến ngày trời, lên rồi. Nơi này lại có rất nhiều thứ là ngươi cần học tập. Diệp Đông Kiện kiên định nói. Thần Phong, người tiểu thúc nói rất đúng, người hay là lưu lại huấn luyện tới cuối năm rồi nói sau. Lâm Trung Hổ phụ họa nói, hôm nay Diệp Thần Phong là phi dược bộ đội trong thân thủ người tốt nhất, nếu như hắn rời đi sau, tháng sau so đấu như thế nào làm. Đến lúc đó Phương Hải Đào thân thể khôi phục, phi dược bộ đội không phải là sẽ bị tàn bạo sao. Diệp Thần Phong là quyết tâm muốn rời đi cường binh trại huấn luyện, hiện tại hắn duy nhất ý niệm trong đầu chính là mau sớm tăng thực lực lên. Lưu lại hắn chỉ biết dậm chân tại chỗ, đây tuyệt đối không phải là hắn muốn xem đến. Đã như vậy hắn chỉ có thể đủ thật thoại thật thuyết, huấn luyện viên, tiểu thúc, nơi này huấn luyện đã đối với ta không có bất kỳ chỗ dùng, ta ở chỉ biết làm trễ nãi thời gian, cho nên ta phải muốn rời đi cường binh trại huấn luyện. Nghe vậy, Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ đồng thời sắc mặt tối sầm, Diệp Thần Phong loại này tư thái khi bọn hắn xem ra quá mức tự cao tự đại. Như thế kiêu ngạo tự phụ tương lai làm sao có thể đủ thành châu báu. Dĩ nhiên hai người bọn họ cũng không biết đây là Diệp Thần Phong lời nói thật, cũng không có nửa điểm tự cao tự đại thành phần ở bên trong. Thần Phong, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Ta tuyệt đối không đồng ý ngươi rời đi trại huấn luyện. Diệp Đông Kiện thái độ hết sức cường ngạnh. Tiểu thúc, tiếp tục lưu lại nơi này thật đối với ta không có bao nhiêu chỗ dùng, cho nên các ngươi hãy để cho ta rời đi sao? Diệp Thần Phong trong lòng cười khổ không dứt. Tiểu tử ngươi, hiện tại ngay tiểu thúc lời nói đều không nghe. Tốt, nếu như hôm nay ngươi có thể đủ đánh thắng ta, ta liền đồng ý ngươi rời đi. Diệp Đông Kiện hai tròng mắt hùng hổ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Xem ra hôm nay không thể hiện ra để cho bọn họ tâm phục khẩu phục thực lực tới là không được. Diệp Thần Phong nói, tiểu thúc, ngươi cùng Lâm giáo quan cùng lên đi. Đi con mẹ ngươi, tiểu tử ngươi coi thường ngươi tiểu thúc sao? Ta một người là có thể đem ngươi đánh ngã. Diệp Đông Kiện là tức không được. Một bên Lâm Trung Hổ vẻ mặt cẩn thận, dù sao Diệp Thần Phong cùng Phương Hải Đào đánh một trận, cho hắn biết Diệp Thần Phong thực lực tăng lên không ít, trống trơn là Diệp Đông Kiện một người nhất định không phải là đối thủ của hắn. Đông Kiện, hai người chúng ta hãy theo hắn vui đùa một chút, nhớ kỹ không cần có chút nào nương tay, muốn phát huy ra 100% thực lực. Lâm Trung Hổ triển khai giá thế nhận chân dặn dò. Diệp Đông Kiện gật đầu. Mặc dù hắn cũng không biết Diệp Thần Phong thực lực ở một tháng đang lúc lại tăng lên không ít, nhưng là một tháng trước nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Lâm Trung Hổ đánh ngang tay, một mình là điểm này hắn nhất định phải muốn cẩn thận đối đãi. Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ một tả một hữu bọc đánh, trong cổ họng quát to một tiếng, vung quả đấm dẫn đầu phát động công kích, Diệp Thần Phong vừa bắt đầu tự mở ra cấp 2 linh hồn lực đỉnh, thân thể tố chất tăng lên, hiện tại thân thể của hắn hoàn toàn có thể thừa nhận được ở cổ lực lượng này. Dầm dầm dầm, quả đấm cùng quả đấm đang lúc một lần thật đụng nhau. Vù vù hô, mạnh mẽ khí lưu ở trong không khí nơi tán loạn. Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ là càng đánh càng mạnh, hai trên thân người tản ra vô hạn chiến ý, giờ phút này bọn họ thật giống như đã quên đối chiến mục đích thực sự, chỉ muốn thống thống khoái khoái đánh lên một cuộc. Trong nháy mắt 3-40 cái hiệp đã qua, Diệp Thần Phong luôn luôn không có chủ động công kích. Chỉ là một thứ nhất lần chặn lại Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ bén nhỏ thế công, dù sao vừa bắt đầu sẽ đem trước mặt hai người này quật ngã luôn là không tốt lắm, một người là hắn thân thúc thúc, một người là huấn luyện viên của hắn, hắn tổng nên cấp cho hai người lưu chút mặt mũi sao. Thần Phong, tiểu tử ngươi là nương môn sao, làm sao lại không ra tay công kích, Diệp Đông Kiện miệng quát. Nếu như ngươi không hoàn toàn đánh bại chúng ta, đừng nghĩ cho chúng ta đồng ý ngươi rời đi nơi này. Lâm Trung Hổ phụ họa nói. Xem ra Diệp Thần Phong muốn cho bọn hắn lưu mặt mũi là lưu không được, thân thể trong giây lát phát động công kích, cấp 2 đỉnh linh hồn lực thi triển ra, đã rất xa vượt qua Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ hai người cộng dồn lại thực lực. Diệp Thần Phong thân thể nhẹ tránh thoát hai người công kích đồng thời, liên tiếp xuất ra quả đấm, không thể kém rơi vào trên thân thể của bọn hắn, không có một hồi thời gian, Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ hai người chỉ có ở bên trong phòng sân huấn luyện nơi chạy trốn phân, trong miệng thỉnh thoảng phát ra kêu đau âm thanh. Bọn hắn bây giờ hai cái thật sự có điểm hối hận dùng phép khích tướng, ở Diệp Thần Phong trước mặt trước bọn họ không một chút sức hoàn thủ, trong miệng chu lên nói, người thắng, mau dừng tay, mau dừng tay. Diệp Thần Phong kịp thời thu lại quả đấm, 10 phần ý tứ hàm xúc nhìn lên trước mặt chật vật huấn luyện viên cùng tiểu thúc, cười nói tiểu thúc, huấn luyện viên, hiện tại các ngươi hẳn là có thể làm cho ta rời đi nơi này đi. Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ kia còn có thể nói cái không chữ đâu.
Bọn họ biết vừa bắt đầu Diệp Thần Phong có chủ tâm ở nương tay, bằng không hai người bọn họ sợ rằng không căng được mấy hiệp tự bại hạ trận tới. Lúc này bọn họ coi như là rõ ràng Diệp Thần Phong cái vốn cũng không phải là tự cao tự đại, mà thật sự ở thực lực không chiếm được rõ rệt tăng lên. Tiểu tử ngươi có xa lắm không cút cho ta dứt. Diệp Đông Kiện trực tiếp ném cho Diệp Thần Phong một tờ giấy thông hành, có này trương giấy thông hành ra vào cường binh trại huấn luyện sẽ không có bất luận kẻ nào ngăn trở. Diệp Thần Phong nhận lấy giấy thông hành, cười cười xấu hổ, nói tiểu thúc, huấn luyện viên, lần này thật xin lỗi, vốn là ta còn muốn ở 100 hiệp lúc quật ngã các ngươi, ai có thể cho các ngươi tính tình quá mau. Lần sau ta nhất định chú ý. Đi con mẹ ngươi, tiểu vương bát đản, tiểu thúc ta lần sau nhất định phải ngươi hảo xem. Diệp Đông Kiện khó chịu giận dữ hét. Diệp Thần Phong bỏ lại những lời này sau tự lập tức thoát ra bên trong phòng sân huấn luyện. Chương 25, chợ đen dược liệu thị trường. Bên trong phòng sân huấn luyện trong, Lâm Trung Hổ sửng sốt hồi lâu sau mới hỏi nói, Đông Kiện, Thần Phong thật sự là quá yêu nghiệt. Hiện tại ta thật hoài nghi hắn có phải hay không ngươi cháu ruột. Tại sao ngươi cứ như vậy kinh sợ đâu, thật là làm cho người rất khó hiểu. Ngươi làm sao nói đâu, ngươi cũng không phải là, ha ha ha. Diệp Đông Kiện xoay người lại nhìn Lâm Trung Hổ vừa đem nói được một nửa, tự thấy được Lâm Trung Hổ hai mắt chung quanh xanh tím sắc ứ đả thương, không khỏi buột miệng đại bật cười. Cười cái gì cười, người bị đánh ngu, ha ha ha. Lâm Trung Hổ dương mắt thấy Diệp Đông Kiện vành mắt chung quanh giống như trước có xanh tím sắc ứ đả thương, không khỏi vậy buột miệng đại bật cười. Người cười cái gì, hai người đồng thời mở miệng hỏi, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường, vội vàng đứng ở bên trong phòng sân huấn luyện gương trước mặt, hai con quốc bảo gấu mèo nhất thời hiện lên hiện tại trong gương. Thần Phong kia du côn các kẽ, xuất thủ có còn hay không nặng nhẹ. Làm sao chuyên đưa mắt con người đánh. Diệp Đông Kiện khó chịu mắng, nhưng hắn là đường đường cường binh trại huấn luyện tác xạ bộ huấn luyện viên, điều này làm cho hắn làm sao đi ra ngoài gặp người. Ghê tởm, thật là quá ghê tởm, lần sau ta nhất định phải lại cùng Diệp Thần Phong đại chiến 300 hiệp, ta Lâm Trung Hổ cũng không tin đánh không lại hắn. Lâm Trung Hổ tính tình cùng Diệp Đông Kiện là vừa so sánh với, đồng dạng là táo bạo loại. Mà giờ khắc này Diệp Thần Phong đã sớm là nghênh ngang đi ra khỏi cường binh trại huấn luyện. Bởi vì cường binh trại huấn luyện chung quanh nghiêm cấm người không liên quan sĩ xuất nhập, Diệp Thần Phong đi thật dài một đoạn đường sau mới đánh tới xe taxi. Nhìn một chút thời gian, mới 3 giờ chiều chuông, Diệp Thần Phong trực tiếp đi hướng Thiên Hải chợ đen dược liệu thị trường, hắn 3 năm trước đây ở Thiên Hải lên đại học lúc cũng biết Thiên Hải có một chỗ như vậy. Chợ đen dược liệu trong chợ có các loại chân quý cùng với ly kỳ cổ quái dược liệu, thậm chí là rất nhiều chánh quy dược liệu phòng trọ cũng mua không được. Diệp Thần Phong nghĩ phải dựa vào điều chế dược dịch tẩm ngâm thân thể đi tới đạt tăng thực lực lên mục đích, nhưng là 500 năm sau vô cùng nhiều dược liệu ở hôm nay thời đại này còn không có bị phát hiện, Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ tới chợ đen thử thời vận, thật sự không được hắn chỉ có thể đủ chính mình tiến vào trong rừng sâu núi thẳm đi tìm. Hắn dược liệu cần thiết rất có thể ở thời đại này còn là người khác trong mắt một loại cỏ dại, thậm chí còn không tồn tại, nếu như là thứ một loại khả năng lời mà nói, vậy còn tương đối khá làm. Nếu như là loại thứ hai có thể nói, như vậy Diệp Thần Phong muốn bị ai, nếu như hắn dược liệu cần thiết ở 500 năm trước thời đại này lại không tồn tại, hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào huấn luyện chậm chạp tăng thực lực lên. Chợ đen dược liệu thị trường ở vào một chỗ vứt đi trong nhà xưng, Diệp Thần Phong xuống xe taxi tự sân vắng như bước đi vào, bước vào cước bộ trong nháy mắt, nhất thời có nồng đậm dược liệu mùi vị xông vào mũi, trước một kiếp Diệp Thần Phong đối chữa bệnh lĩnh vực vậy có chút tinh thông. Thậm chí nghe thấy được dược liệu mùi vị là có thể nói ra thuốc này tài tên. Vứt đi nhà xưởng trước mặt tích phi thường to lớn, trong đó bày biện tất cả lớn nhỏ quầy hàng cùng quầy hàng trong lúc cách xa nhau 3 đến 4 mét, lui tới mua người không lắm phồn hoa, xem ra chợ đen dược liệu thị trường làm ăn hay là tương đối tốt. Dù sao nơi này vô cùng nhiều dược liệu cũng là phía ngoài không thường gặp, thậm chí là mua không được, như cái gì ngàn năm nhân sâm A, ngàn năm cỏ linh chi A, Thiên Sơn Tuyết Liên A, vân vân, dĩ nhiên trong đó không thiếu giả bộ hàng, cho nên mới chợ đen mua dược liệu người nhất định phải tinh thông dược liệu phân rõ, bằng không vô cùng dễ dàng mắc mưu bị lừa gạt. Diệp Thần Phong cưỡi ngựa xem hoa một đám quầy hàng nhìn sang, không khỏi ý vị lắc đầu, hắn phát hiện rất nhiều quầy hàng trước chân quý dược liệu cũng là hàng giả, mà chút ít hàng giả nếu quả thật có không hiểu dược liệu người muốn mua, than chủ mở đích giá tiền thậm chí nếu so với hàng thật cũng đắt hơn không ít. Ở trong chợ đen giao dịch một khi đạt thành là không thể đủ lui khoản, nếu không tự nhiên có người hội giáo huấn ngươi.
Nghe nói Thiên Hải chỗ này chợ đen dược liệu thị trường sau lưng có một cổ thế lực cường đại, bằng không sớm đã bị cảnh sát niêm phong, nghĩ phải ở chỗ này mở người tiếp theo quầy hàng, mỗi một năm tiền mướn là tương đối cao quý. Ở trong chợ đen nhìn một nửa quầy hàng, Diệp Thần Phong cũng không có phát hiện hắn dược liệu cần thiết, trong lòng không khỏi một trận thất vọng, xem ra muốn tìm được hắn dược liệu cần thiết vô cùng khó khăn. Tiểu huynh đệ, có cần hay không ngàn năm cỏ linh chi a? Chỗ này của ta ngàn năm cỏ linh chi bảo đảm là hàng thật. Ở Diệp Thần Phong cúi đầu trầm tư lúc, bên tai truyền đến một đạo đẩy mạnh tiêu thụ thanh âm. Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt quầy hàng một người trung niên than chủ đối diện của hắn mỉm cười đâu. Trong tươi cười là nói không rõ nhiệt tình. Diệp Thần Phong tùy ý liếc hai mắt quầy hàng phía trên để ngàn năm cỏ linh chi, ngồi xổm người xuống cầm lấy ngàn năm cỏ linh chi cẩn thận quan sát. Thấy Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú, trung niên nam nhân ý vị nói, tiểu huynh đệ, chỗ này của ta tuyệt đối là 100% chính tông ngàn năm cỏ linh chi, như giả bao hoán, nếu như ngươi muốn mua lời mà nói, ta có thể coi như ngươi tiện nghi một chút, ngươi là ta hôm nay đệ nhất bút làm ăn. Đang quan sát trong tay trong cái gọi là ngàn năm cỏ linh chi một lát sau, Diệp Thần Phong cau mày lắc đầu, cái này căn bản là nhân công ghép, bất quá so với trước mấy quầy hàng phía trên nhìn qua muốn rất thật hơn, coi như là hành ra một cái giỏ mắt, có đôi khi cũng có thể đem cái này quầy hàng phía trên ngàn năm cỏ linh chi cho rằng là hàng thật. Như thế nào, tiểu huynh đệ, ngàn năm cỏ linh chi nhưng là bảo vệ sức khỏe thánh phẩm, bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn cái này phòng trọ. Trung niên nam nhân nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Diệp Thần Phong khóe miệng ngoạn vị cười một tiếng nói, ngươi lừa gạt tiểu hài tử còn có thể, này rõ ràng chính là hàng giả, bất quá nhân công ghép cũng là hữu mô hữu dạng. Diệp Thần Phong vừa nói như thế, vốn là ở quầy hàng trước nghỉ chân 3-4 khách hàng lập tức đứng dậy rời đi, điều này làm cho trung niên nam nhân sắc mặt thoáng cái trở nên cực vi khó coi, thấp giọng quát nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Có chủ tâm quấy rối của ta làm ăn. Nếu không phải chợ đen nơi minh xác quy định không thể chính mình động thủ, sợ rằng trung niên nam nhân đã không nhịn được đối Diệp Thần Phong xuất thủ, bất quá may là có này điều quy định, bằng không trung niên nam nhân lựa chọn động thủ, giờ phút này hẳn là đã bị đặt xuống té trên mặt đất đi. Không có hứng thú kia, là ngươi hỏi ta có cần hay không ngàn năm cỏ linh chi, chẳng lẽ ta nhìn thấu là giả hàng còn muốn mua sao? Ngươi thật đúng là cho là ta là coi tiền như rác. Diệp Thần Phong khinh thường bĩu môi. Rời đi trung niên nam nhân quầy hàng. Trung niên nam nhân hai tròng mắt âm trầm ngó chừng Diệp Thần Phong bóng lưng, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, khá lắm không có mắt tiểu tử, đợi chờ ngươi muốn rời đi chợ đen lúc, ta lại muốn ngươi hảo xem. Vừa nói trung niên nam nhân từ trong túi tiền móc ra một cái điện thoại di động, bấm một thông điện thoại đi ra ngoài. Như loại này tiểu rác sắc, Diệp Thần Phong không một chút cần thiết để ở trong lòng, nếu đến nơi này, hắn liền chuẩn bị từng cái đem chợ đen quầy hàng nhìn sang. Mặc dù hắn đã không ôm cái gì hy vọng. Mau có ai không, mau có ai không, nơi này có không có thầy thuốc, có người ngất đi rồi. Diệp Thần Phong phía trước cách đó không xa vây quanh một nhóm người, vang tiếng gào thỉnh thoảng từ trong đám người truyền tới, tự tò mò Diệp Thần Phong hướng đám người đi tới, muốn xem nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 26, Lang Băm. Chen vào trong đám người, đập vào mi mắt rõ ràng là một gã té xỉu trên đất phía trên thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi chừng 18, trên người mặc hết sức mộc mạc, ở thân thể của hắn bên cạnh còn có một vị trên mặt hiện đầy nếp nhăn lão nhân khàn khàn hai mắt đỏ rực, hiển nhiên té xỉu thiếu nữ hẳn là hắn cháu gái. Chung quanh người hảo tâm thỉnh thoảng giúp bọn hắn thét phía trên hai câu, tự là hy vọng vừa lúc có thầy thuốc đã ở trong chợ đen. Thấy như vậy một màn, Diệp Thần Phong có lòng muốn xuất thủ cứu giúp, nói thật hắn cũng không phải là một người tốt, nhưng là nếu chuyện bị hắn gặp được. Hắn có thể giúp một thanh đã giúp phía trên một thanh sao? Dù sao cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Thần Phong vừa định muốn lấy xuất thân phía trên châm cứu bao, đi xem một chút thiếu nữ tình huống rốt cuộc như thế nào. Một đạo cao ngạo thanh âm theo đám người ngoài vang lên, tránh ra, ta là Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân Nội khoa chủ nhiệm, để cho ta tới xem một chút. Đám người chung quanh cho người nói chuyện nhường ra một con đường, một gã 40 mấy tuổi trung niên nam nhân đi tới thiếu nữ trước mặt. Trung niên nam nhân tên là Khang Vĩ Trung, là Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân Nội khoa chủ nhiệm, Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân ở cả Thiên Hải thuộc về lớn nhất bệnh viện một trong. Khang Vĩ Trung thấy thiếu nữ cùng với lão trên thân người mộc mạc, thậm chí có chút ít rách nát áo, chân mày không khỏi cau, nhưng vẫn là ngồi xổm người xuống giúp thiếu nữ kiểm tra một phen sau, mới lên tiếng, nàng là do ở cơ tim tắc nghẽn, trái tim dừng lại nhảy lên, thật sự nếu không lập tức cứu,
sợ rằng sống bất quá hôm nay. Nghe vậy, lão nhân lập tức quỳ gối Khang Vĩ Trung trước mặt trước, cầu khẩn nói, thầy thuốc, van xin người cứu cứu tôn nữ của ta, van xin người cứu cứu tôn nữ của ta. Phải biết rằng hiện tại bệnh viện lớn cũng là nhận thức tiền không nhận người, có tiền tự cho ngươi xem bệnh, không có tiền sẽ làm cho ngươi cút sang một bên. Khang Vĩ Trung có chút hối hận đứng ra, hắn liếc thấy cho ra trước mặt lão đầu này căn bản là cái không có tiền chủ, thậm chí đến trong bệnh viện ngay nằm viện phí cũng chưa đóng nổi đâu. Nhưng là ở trước mắt bao người, nếu như hắn quả quyết cự tuyệt lão nhân lời mà nói, nhất định sẽ khiến cho nhiều người tức giận, cho nên đầu óc vừa chuyển, nói, thứ cho ta vô năng vô lực. Từ nơi này đến bệnh viện tối thiểu muốn nửa giờ, sợ rằng đến lúc đó coi như là thần tiên vậy hết cách xoay chuyển. Lão nhân như gặp phải lôi điện lớn, chỉnh trương hiện đầy nếp nhăn mặt trong nháy mắt bị tháo nước huyết sắc, ý vị cho Khang Vĩ Trung dập đầu, nói, van xin van ngươi, van xin van ngươi, vô luận như thế nào vậy mời van cầu cháu gái của ta. Diệp Thần Phong đem đây hết thảy cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng thêm chút suy tư hắn tự hiểu được vị này Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân Nội khoa chủ nhiệm ở động cái gì đầu óc. Không bằng để cho ta tới xem một chút đi. Diệp Thần Phong đi ra khỏi đám người, ngồi xổm người xuống giúp thiếu nữ giữ bắt mạch, trong lòng toát ra một cổ lửa giận, thiếu nữ trạng huống căn bản không có Khang Vĩ Trung theo lời bết bát như vậy, cho dù Diệp Thần Phong không ra tay, hiện tại lập tức đem thiếu nữ đưa đến bệnh viện đi cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Lão nhân nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, thấy thế nào Diệp Thần Phong cũng không giống như là một cái thầy thuốc, hơn nữa Diệp Thần Phong là dùng bắt mạch phương thức chẩn đoán bệnh. Đầu năm nay Trung Y xa xa lạc hậu hơn Tây Y, năm xưa đang lúc tiêu sái tìm hiểu lang trung hiện tại cơ hồ là nhìn không thấy tới. Trải qua bước đầu chẩn đoán bệnh, Diệp Thần Phong có nắm chắc lập tức đem bất tỉnh thiếu nữ cứu tỉnh, mở miệng hỏi, lão nhân gia, tôn nữ của ngươi hẳn là bệnh cũ đi. Ngươi yên tâm, ta hiện tại lập tức là có thể đem tôn nữ của ngươi cứu về. Lão nhân phảng phất là bắt đến cuối cùng một cây cỏ cứu mạng, kích động hỏi Diệp Thần Phong có thật không? Ngươi thật là có thể cứu tỉnh tôn nữ của ta. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi. Diệp Thần Phong theo trên người lấy ra châm cứu bao chuẩn bị muốn cứu người. Ngươi muốn làm gì, nơi này không có bất kỳ chữa bệnh khí giới, ngươi đây là đang giết người, chẳng lẽ bằng vào trong tay ngươi mấy cây phá châm là có thể cứu người sao? Thật là hoang đường chí cực. Khang Vĩ Trung cao ngạo nói, đối đãi Diệp Thần Phong trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm khinh thường, ngay cả loại khi này hắn như cũ bày biện cao cao tư thái. Muốn ở trước mặt người khác chứng minh quyền uy của hắn. Nghe Khang Vĩ Trung vừa nói như thế, người chung quanh nhất thời đối Diệp Thần Phong chỉ trỏ lên, ngay cả lão nhân nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt đồng dạng là tràn đầy hoài nghi. Diệp Thần Phong trong lòng một trận cười khổ, này làm người tốt chính là phiền toái, xem ra sau này hay là thiếu làm người tốt thì tốt hơn, nhưng là hôm nay nếu hắn đã đứng ra, thì có cần thiết đem tên này thiếu nữ trị lành. Bằng không nói không chừng chỉ hoãn đi xuống tên này thiếu nữ thật muốn đi thấy Diêm Vương gia. Diệp Thần Phong chỉ vào Khang Vĩ Trung, quát lên, mẹ ngươi đem ngươi tạo bộ dạng này đức hạnh thật là bi ai, cho lão tử ta cút sang một bên, như ngươi loại này người căn bản không xứng với làm thầy thuốc. Ở Diệp Thần Phong cho là nếu Khang Vĩ Trung lựa chọn thầy thuốc cái nghề này, nên có cứu sống tín niệm, không bằng không không làm. Thất vọng thầy thuốc hai chữ này sao? Mà Diệp Thần Phong cũng không phải là thầy thuốc. Chỉ có khi hắn thấy nghĩ cứu người, hắn mới hội xuất thủ cứu giúp, bởi vì đó cũng không phải hắn chức trách. Người thăm viếng lang trung, một chút y đức cũng không có, người đây là đang hại người. Khang Vĩ Trung sát có chuyện lạ nói. Khang Vĩ Trung là một thạch kích khởi ngàn tầng sóng, chung quanh quần chúng cả đám đều nói Diệp Thần Phong không phải là, thậm chí có người để cho Diệp Thần Phong lập tức cút đi, thiếu ở chỗ này hại người hại mình. Nhanh nhanh ta hết thảy im miệng, các người chẳng lẽ không nghe thấy sao? Vị này cái gọi là thầy thuốc đã nói nàng hết thuốc chữa, đã như vậy các ngươi còn không cho ta cứu người. Tốt, mới vừa rồi là người nào đang nói chuyện, muốn không đứng ra cho ngươi tới cứu người. Diệp Thần Phong hổn hển giận dữ hét. Lời này vừa nói ra, chung quanh quần chúng giống như đánh xương cả, rối rít nhắm lại miệng của mình. Diệp Thần Phong nói một chút cũng không sai, Khang Vĩ Trung đã đối bất tỉnh thiếu nữ tuyên bố tử hình. Nếu như Diệp Thần Phong không ra tay thiếu nữ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Diệp Thần Phong xuất thủ, bất kể hắn có phải thật vậy hay không có bản lãnh. Tóm lại là có mấy phần hy vọng, bằng không ngay một phần hy vọng cũng không có. Lang băm a, bản thân ta muốn nhìn làm sao ngươi cứu tỉnh nàng. Khang Vĩ Trung đứng qua một bên, chờ đến nhìn Diệp Thần Phong chê cười. Khi hắn xem ra Diệp Thần Phong nhiều lắm là một cái nông thôn lang trung, cái dám lớn bản lãnh không có, ở chỗ này lung tung xung đầu to,
muốn cho lòng của thiếu nữ bẩn khôi phục nhảy lên hơn nữa theo trong hôn mê tỉnh táo lại, là cần vận dụng đến hiện đại hóa chữa bệnh khí giới, dựa hết vào mấy ngân châm có thể quản có gì hữu dụng đâu. Bất kể như thế nào, lão nhân đem hy vọng cuối cùng hoàn toàn đặt ở Diệp Thần Phong trên người, bởi vì Khang Vĩ Trung là kết luận hắn cháu gái hết thuốc chữa, giờ phút này cũng chỉ có thể đủ là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Tiểu tử, tôn nữ của ta mạng tụ nộp ở trên tay ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta cứu tỉnh nàng a. Lão nhân bi bi thương thích nói. Bên này động tĩnh đưa tới người là càng tụ càng nhiều, người ngay cả có thích xem náo nhiệt thiên tính, nơi đó có náo nhiệt nhìn, bọn họ liền hướng nơi nào chui. Nói càng thêm hiểu rõ một chút, có ít người chính là nhìn có chút hả hê, thấy những người khác đã xảy ra chuyện, không những không vươn ra viện thủ, lại cảm thấy rất thú vị, bất quá đây chỉ là một phần nhỏ người, đại đa số người tố chất hay là không có thấp như vậy kém. Chương 27, Thần Y. Mọi người tản ra một chút, để cho nơi này không khí lưu thông. Đám người càng tụ càng nhiều, khiến cho không khí chung quanh vô cùng khàn khàn, Diệp Thần Phong ngay vội mở miệng ra lệnh. Vây xem trong đám người có phần lớn người cũng không tin Diệp Thần Phong có thể cứu tỉnh bởi vì cơ tim tắc nghẽn mà bất tỉnh thiếu nữ, ở dân chúng bình thường trong mắt, bình thường trung y số tuổi càng lớn càng có bản lãnh, mà xem xét lại Diệp Thần Phong mới bao nhiêu tuổi. Nhìn qua nhiều lắm là cũng là 25-26 tuổi bộ dáng, bất quá bọn hắn hay là tản ra một chút, đại đa số trong lòng người cũng tồn tại nhìn Diệp Thần Phong chê cười tâm tư. Diệp Thần Phong theo trong túi áo lấy ra một con cái bật lửa. Đem ngân châm đặt ở ngọn lửa càng thêm ôn, đơn giản tiêu trừ một chút vi khuẩn, dù sao dưới tình huống như vậy vậy chú ý không được nhiều lắm, dưới mắt chủ yếu nhất chính là cứu sống trước mặt nguy ở sớm tối thiếu nữ. Ngưng mắt nhìn thiếu nữ bộ ngực, Diệp Thần Phong đem 5 cái tăng nhiệt độ sau ngân châm nước chảy mây trôi đâm vào lòng của thiếu nữ bẩn bộ vị, ở trong quá trình này không có nửa điểm do dự cùng dừng lại, coi như là lão trung y chỉ sợ cũng không có hắn loại này thuần thục thủ pháp sao. Hơn nữa thiếu nữ là mặc y phục. Diệp Thần Phong có thể dưới tình huống như vậy chính xác đem ngân châm đâm vào huyệt vị, quả thực có thể nói là thật bất khả tư nghị. Diệp Thần Phong đem 5 cái ngân châm đâm vào huyệt vị đồng thời, hơn nữa lợi dụng ngân châm đạo nhập chút linh hồn lực ở thiếu nữ trong cơ thể, bằng không dựa hết vào ghim kim là cứu không sống thiếu nữ, đem ngân châm cho rằng là chất dẫn, lợi dụng linh hồn lực kích thích bộ ngực huyệt vị, dùng cái này để đạt tới khôi phục thiếu nữ trái tim nhảy lên. Diệp Thần Phong tay phải động. Đem đâm vào thiếu nữ bộ ngực ngân châm rút ra, sau đó vừa ghim đi vào, như vậy phản phản phục phục tổng cộng tiến hành 6 lần. Ở trong quá trình này hắn ghim kim rút tốc độ vô cùng cực nhanh, thậm chí tay phải của hắn chẳng qua là ở trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh. Điều này làm cho người ở chỗ này có chút bắt đầu tin tưởng Diệp Thần Phong có một chút như vậy bổn sự. Ở kết thúc lần thứ 6 ghim kim sau, Diệp Thần Phong ngưng động tác, hiện tại thiếu nữ hẳn là thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Sợ rằng muốn không được bao dài thời gian là có thể theo đang hôn mê tỉnh táo lại. Trên trán toát ra mồ hôi hột, sắc mặt có chút điểm trắng bệch, lấy hắn hiện tại cấp 2 linh hồn lực trình độ, muốn mượn lần này tới cứu người vẫn còn có chút miễn cưỡng, trong thân thể linh hồn lực tiêu hao không ít. Mặc dù Diệp Thần Phong ghim kim động tác hữu mô hữu dạng, thậm chí có thể nói là thần kỳ, nhưng là một bên Khang Vĩ Trung chút nào xem thường, hắn đối trung y vậy có một chút hiểu rõ, lấy hắn nhiều năm như vậy chữa bệnh kinh nghiệm. Thiếu nữ căn bản là không thể nào kháo ghim mấy châm là có thể cứu tỉnh. Khóe môi nhếch lên vẻ cao ngạo cười lạnh, Khang Vĩ Trung khinh thường nói, nếu như cơ tim tắc nghẽn bệnh nhân cho ngươi ghim mấy châm có thể cứu tỉnh. Như vậy ngươi thật sự là hoa đà trên đời, giống chúng ta những thứ này thầy thuốc có thể từ chức về nhà ngủ ngon. Ở khôi phục trong cơ thể linh hồn lực Diệp Thần Phong chợt nghe được Khang Vĩ Trung châm chọc, trong lòng lửa giận thiêu đốt đứng lên, làm một gã thầy thuốc chẳng những không có cứu sống trong lòng. Còn ở bên cạnh chít chít hoa hoa, thật con mẹ nó đổ phá hoại. Thật là táo lưỡi, ngươi cái dám để đủ chưa? Nếu như ngươi nữa ô nhiễm không khí, ta không ngần ngại đem miệng của ngươi chắn, lấp, bịt. Diệp Thần Phong lạnh giọng quát lên, bên trong thân thể nhất thời tản mát ra bàng bạc khí thế, để cho Khang Vĩ Trung dưới chân nện bước không tự chủ lui về sau 2 bước, trong lòng một trận không hiểu hoảng hốt. Vây xem quần chúng đối với Diệp Thần Phong lớn lối rất không thoải mái. Khang Vĩ Trung dù nói thế nào cũng là bệnh viện lớn nội khoa chủ nhiệm, khi bọn hắn những dân chúng này trong mắt, Khang Vĩ Trung mới là quyền uy, mà Diệp Thần Phong coi là cái gì. Mặc dù tay của hắn pháp thần kỳ, nhưng là nữ thần kỳ thủ pháp cũng muốn cứu được tỉnh nhân tài làm được a. Thiếu nữ ra ra độ dây như ngày khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn cháu gái, trên mặt tràn đầy mong được vẻ mặt, nội tâm của hắn vô cùng hy vọng trước mặt người trẻ tuổi này là một vị thần y.
Trong nháy mắt 5 phút đồng hồ trôi qua, Khang Vĩ Trung thấy thiếu nữ còn không có tỉnh khuynh hướng, mở miệng nói, quả nhiên không ra của ta đoán, ngươi chính là lang băm một cái, nếu là mới vừa rồi lập tức đưa bệnh viện còn có mấy phần hy vọng, bây giờ là chậm a. Thật không biết từ trước còn có bao nhiêu người tánh mạng chết ở trong tay của ngươi. Ngươi quả thực chính là đồ tể. Khang Vĩ Trung vừa nói mát, hắn đối với mới vừa rồi Diệp Thần Phong đối đãi thái độ của hắn vô cùng khó chịu, cho nên muốn đem sở hữu trách nhiệm cũng đẩy tới Diệp Thần Phong trên người. Vây xem quần chúng nghe được trong con mắt của bọn họ quyền uy nói ra nói như vậy, rất nhiều tâm địa người thiện lương nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt thay đổi mùi vị, có thống hận, có khó chịu, có. Thậm chí có người đang triệt lên tay áo chuẩn bị hung hăng đánh Diệp Thần Phong một bữa, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong như vậy lang băm sống trên cõi đời này, quả thực là hại người rất nặng a. Diệp Thần Phong nhắm mắt dưỡng thần đối chung quanh hết thảy mắt điếc tai ngơ, phù phù nhạy cảm thính giác, nghe được thiếu nữ bộ ngực trái tim khôi phục nhảy lên, chợt mở ra hai mắt, đem đâm vào thiếu nữ bộ ngực 5 cái ngân châm nhổ ra xuống. Làm sao, tính toán bỏ qua, ngươi có biết hay không ngươi hôm nay hại chết một cái mạng. Khang Vĩ Trung tránh nghĩa lăng nhiên nói, tại chỗ trừ Diệp Thần Phong ra, không có bất cứ người nào có thể nghe được lòng của thiếu nữ bẩn khôi phục nhảy lên thanh âm. Bọn họ thính giác cũng không có Diệp Thần Phong như vậy nhạy cảm. Khụ khụ khụ, Khang Vĩ Trung vừa dứt lời, chỉ thấy đang hôn mê thiếu nữ một trận ho sặc sụa, ngay sau đó từ từ mở ra hai tròng mắt, ánh vào tròng mắt chính là da da của nàng lo lắng vẻ mặt, nghi ngờ hỏi, da da, ta đây là thế nào? Lão nhân ôm lấy thiếu nữ, vui quá mà khóc nói, mới vừa rồi ngươi ngất đi rồi, ngươi có biết hay không da da có lo lắng nhiều? Ta thật sợ ngươi cũng nữa vẫn chưa tỉnh lại. Lòng của thiếu nữ cơ tắc nghẽn là bệnh cũ, bởi vì trong nhà không có tiễn bang nàng đi chỉ tận gốc cái bệnh này, cho nên mới phải như vậy luôn luôn kéo, trước kia coi như là bất tỉnh đi, qua 1-2 phút nàng cũng sẽ chính mình tỉnh táo lại, ai biết lần này. Đứng ở một bên Khang Vĩ Trung thấy tỉnh táo lại thiếu nữ, cổ giống như bị cho nhéo ở, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, mới vừa rồi hắn còn luôn miệng mắng Diệp Thần Phong là lang băm đâu. Giờ phút này không phải là hung hăng chính mình cho mình đánh một cái và miệng tử sao. Gương mặt hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu. Thiếu nữ trong lúc bất chợt thanh tĩnh để cho vây xem quần chúng túc túc sửng sốt có nửa phút, đợi đến phục hồi tinh thần lại lúc, bọn họ mới vừa rồi trong lòng đối Diệp Thần Phong thống hận vô ảnh vô tung biến mất, may là mới vừa rồi bọn họ không có nhất thời vọng động, bằng không thật sự là muốn sai đánh người tốt. Nhớ lại mới vừa rồi Diệp Thần Phong một loạt nước chảy mây trôi ghim kim thủ pháp, cùng với giờ phút này thiếu nữ thật theo đang hôn mê tỉnh táo lại. Người ở chỗ này trong lòng không một không đem thần y hai chữ này liên tưởng đến Diệp Thần Phong trên người. Phải biết rằng ngay Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân nội khoa chủ nhiệm đều nói đưa bệnh viện có thể là không còn kịp rồi, nhưng là ở Diệp Thần Phong chính là thủ hạ, ba lượng ở dưới sẽ đem thiếu nữ theo Diêm Vương Điện kéo trở lại, có như vậy y thuật người chẳng lẽ còn không xứng với xưng là thần y sao? Khi bọn hắn xem ra Diệp Thần Phong có thể cứu tỉnh thiếu nữ, quả thực chính là một thiên đại kỳ tích. Chương 28, Vân Đằng Cô. Tiểu tử, ngươi có thể thật sự là thần y a. Cảm ơn ngươi cứu về tôn nữ của ta một mạng. Lão nhân ý vị đối với Diệp Thần Phong nói cảm ơn, ngược lại hướng về phía đứng ở bên cạnh hắn cháu gái nói, Tiểu Hoa, ngươi còn không mau cảm ơn vị này thần y, bằng không ra ra ta có thể sẽ phải mất đi ngươi. Lão trong dân cư gọi Tiểu Hoa, rõ ràng cho thấy hắn cháu gái nhủ danh, Tiểu Hoa sắc mặt khẽ biến thành vi hiện hồng nói, đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp Thần Phong thu hồi châm cứu bao, khoát tay áo nói, lão nhân gia, sau này tôn nữ của ngươi tật bệnh có nên không phạm vào, ta đã giúp nàng hoàn toàn trị liệu tốt lắm. Tiểu Hoa trái tim sở dĩ hội thường xuyên phạm cơ tim tắc nghẽn tật bệnh, là bởi vì nàng trái tim trong một cây truyền máu quản có vấn đề, Diệp Thần Phong lần này không chỉ có cứu tỉnh nàng, còn nghĩ nàng truyền máu quản lợi dụng linh hồn lực tu bổ tốt lắm. Diệp Thần Phong biểu hiện ra một loạt thủ đoạn, để cho lão nhân đối lời của hắn là tin tưởng không dứt. Theo trong túi áo móc ra một tờ nhiều nếp nhăn trăm nguyên tiền giá trị lớn, nói thần y, trên người của ta vậy tựu nhiều tiền như vậy, ngươi nếu là không chê lời nói tựu thu hạ sao? Diệp Thần Phong xuất thủ cứu người có thể không phải là vì tiền, huống chi lão nhân trước mặt vừa nhìn chính là cái không có tiền chủ, vội vàng cự tuyệt nói, lão nhân gia, này 100 đồng tiền ngươi đi mua một ít đồ vật này nọ cho tôn nữ của ngươi bồi bổ thân thể sao? Đây cũng chỉ là của ta tiện tay mà thôi, ngươi không cần đa tạ ta. Người tốt nột, người thật sự là người tốt. Lão nhân trên mặt da mặt nhăn thành một đóa hoa cúc, khàn khàn hai tròng mắt ướt át một mảnh. Thế cuộc trước mắt tới một cái 180 độ đại xoay ngược lại,
để cho đứng ở một bên Khang Vĩ Trung vô cùng khó chịu, trong lòng vô cùng không cam lòng, cho nên Trang Mô tác giảng nói, này thuần túy là mèo mù đụng phải chết háo tử, có thể cho dù không trị liệu, nàng vậy sẽ tự nhiên tỉnh lại. Đối với cái này vị Thiên Hải Bệnh viện nhân dân trong cái gọi là nội khoa chủ nhiệm, Diệp Thần Phong là một chút hảo cảm cũng không có, lạnh giọng nói, mới vừa rồi là ai nói qua nàng không lập tức đưa bệnh viện cứu giúp tựu không còn kịp rồi. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ngươi chẩn đoán bệnh sai lầm? Cái này chỉ có thể đủ nói rõ người vị này nội khoa chủ nhiệm kỹ thuật thật sự là chưa ra hình dáng gì. Ngươi Khang Vĩ Trung ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong, tức thân thể rất nhỏ run rẩy, nhưng là trong miệng nói không ra lời nửa câu phản bác. Chung quanh ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Khang Vĩ Trung trên người, điều này làm cho trong lòng của hắn bắt đầu chột dạ, không nói tiếng nào xám xịt thoát đi hiện trường, bất quá trong đầu đem Diệp Thần Phong bộ dáng khắc sâu ghi tạc trong lòng. Diệp Thần Phong đối lão nhân dặn dò hai câu sau, sẽ làm cho lão nhân mang theo cháu gái sớm một chút đi về nhà nghỉ ngơi, lão nhân cùng thiếu nữ trước khi chia tay đối Diệp Thần Phong cảm kích là giật phu ngôn biểu. Lão nhân cùng thiếu nữ sau khi rời đi, chung quanh quần chúng vậy dần dần tản đi, bọn họ mới vừa rồi có thể cũng không có cho Diệp Thần Phong sắc mặt tốt nhìn, hôm nay Diệp Thần Phong ra vẻ cao siêu châm cứu tuyệt học, điều này làm cho tại chỗ rất nhiều người đều có nghĩ thầm muốn lên đi kết giao một phen. Nhưng là bọn hắn cũng kéo không dưới cái này mặt. Tiên sinh, có thể đánh nhiễu người mấy phút đồng hồ sao? Diệp Thần Phong tiếp tục chuẩn bị đem chợ đen còn dư lại quầy hàng đi dạo xong, phía sau truyền đến một đạo vui tươi động lòng người thanh âm. Diệp Thần Phong quay đầu nhìn lại, một tờ mặt trái xoan, hai hàng lông mày thon dài, màu da trắng nõn, dung quang theo người, một vị 23-24 tuổi xinh đẹp nữ nhân ánh vào mi mắt. Nữ nhân vóc người hết sức cân xứng. Hô hấp lồng ngực cao vút trên dưới phập phồng, hồng nhuận đôi môi khe khẽ mở ra, một cái nhăn mày một nụ cười đang lúc đối nam nhân tràn đầy lực hấp dẫn cực lớn. Diệp Thần Phong chỉ chính mình, nghi ngờ hỏi, ngươi gọi ta. Nữ nhân gật đầu, tự giới thiệu mình, tiên sinh, ta gọi Triệu Huyền Đình, mới vừa rồi ta thấy được ngươi cao siêu y thuật, hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta đi xem một chút phụ thân ta bệnh. Triệu Huyền Đình cùng Diệp Thần Phong tuổi thọ không kém bao nhiêu. Giờ phút này gọi Diệp Thần Phong là vì tiên sinh, không chỉ có trong lòng nàng cảm thấy là lạ, ngay cả Diệp Thần Phong nghe đi tới cũng là đặc biệt không được tự nhiên. Ở Triệu Huyền Đình bên cạnh còn đứng một gã mặc tây trang màu đen trẻ tuổi nam nhân du đầu phấn diệt, trên mặt là nói không rõ ràng cao ngạo, nhìn hai mắt Diệp Thần Phong sau, nói ta gọi Vạn Khải, là Huyền Đình vị hôn phu, người có chữa bệnh tư cách chứng nhận sao? Đầu năm nay tên lường gạt thật sự là nhiều lắm. Mới vừa nói không chừng chính là hắn thiết âm mưu, cho nên Huyền Chuyển Đình, chúng ta nhất định phải hỏi một chút rõ ràng mới được a. Diệp Thần Phong nhíu mày, Vạn Khải lời nói này, để cho hắn ban đầu đối Triệu Huyền Đình tồn tại một tia hảo cảm cũng đã biến mất, hắn có thể không có hứng thú đi xen vào việc của người khác, hôm nay hắn là vừa lúc ở chợ đen gặp được chuyện này mới hội xuất thủ cứu giúp, dù sao dưới mắt đối với hắn mà nói là tối trọng yếu hay là mau sớm tăng thực lực lên. Người vị hôn phu nói không sai. Ta ngay cả chữa bệnh tư cách chứng nhận cũng không có, cho nên ngươi hay là đi tìm người khác sao? Vừa nói Diệp Thần Phong đường kính hướng phía trước đi tới. Triệu Huyền Đình hung hăng chừng liếc mắt một cái Vạn Khải, nói, ngươi đừng luôn là đem hai người chúng ta quan hệ dắt khóe miệng, hôm nay ta nhất định phải mời đến vị tiên sinh này đi trong nhà nhìn cha bệnh. Vừa nói Triệu Huyền Đình theo sát lên Diệp Thần Phong nện bước, không thuận theo không buông tha nói, tiên sinh, ngươi đã giúp ta đi xem một chút ba ta bệnh sao? Ba ta đã hôn mê 3 tháng, thầy thuốc cũng là thuốc thủ vô sách. Diệp Thần Phong không hề nữa để ý tới Triệu Huyền Đình, thấy phía trước một cái quầy hàng trước vây quanh nhiều cái người, cho nên cho tốt kỳ đi qua đó xem. Nguyên lai cái này quầy hàng phía trên bán là một loại cô loại, mà loại cô loại hình như là mới giống, người ở chỗ này cũng la không ra loại này cô loại tên. Đại huynh đệ, người bán đây là vật gì? Người nhìn này cô loại màu sắc một đen một trắng không có độc chứ? Một người trung niên nam nhân nói, trong giọng nói có mấy phần đùa cợt ý tứ. Bán cô loại là một nhìn qua trung thực nam nhân, y phục rất cũ kỹ, hẳn là từ nông thôn tới, hắn nghe trung niên nam nhân vừa nói như thế, lập tức không làm, quật cường nói, đây là ta đây cha theo nguyên thủy trong rừng rậm thu tới, ta đây cha nói lúc ấy ở nơi này chút ít cô loại bên cạnh còn có một điều 20 mét dài đại mãng xà đâu. Ta đây cha là thừa dịp mãng xà du tẩu khe hở, mới thu đến nơi này 5 viên cô loại. Ngay đại mãng xà cũng đem này làm thành bảo bối, ta nghĩ vật này khẳng định rất đáng tiền. Đại huynh đệ, ta làm sao cảm giác mình là ở nghe chuyện xưa đâu?
coi như là đáng giá vậy mua không được mắc như vậy à. Người một viên muốn bán phía trên 1 vạn đồng tiền, có ai sẽ đến mua đâu. Huống chi loại người như người cô loại, mọi người chưa từng có gặp qua, có chỗ lợi gì cũng không biết, người hay là sớm một chút thu quán trở về đi thôi. Trung niên nam nhân nói, nơi này quầy hàng phí quá mắc, nếu như ta không đồng nhất viên bán phía trên 1 vạn đồng tiền, ta liền 1 phân tiền vậy kiếm tiền không được nữa, nếu không phải ta đây cha ngã bệnh, ta cũng sẽ không chạy đến thành phố lớn tới kiếm tiền, là vì ta đây cha chủ xem bệnh tiền. Than chủ đỏ mặt nói, rất rõ ràng vây quanh ở quầy hàng trước mấy tên khách hàng cũng không tin hắn theo như lời nói, cái gì nguyên thủy xâm lâm, cái gì 20 mét dài đại mãng xà. Khi bọn hắn xem ra hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Làm Diệp Thần Phong đến gần thấy quầy hàng phía trên để cô loại lúc, trái tim trong giây lát co rút lại một chút, này dĩ nhiên là Vân Đằng cô. Vân Đằng cô ở thời đại này hẳn là còn không có bị phát hiện giống, bất quá đây đối với Diệp Thần Phong mà nói vô cùng hữu dụng, chỉ cần có Vân Đằng cô hơn nữa 3 loại vô cùng thường gặp dược liệu, là hắn có thể đủ chế biến ra một loại tăng thực lực lên dược dịch tới, thật là đạp phá giày sắt vô dấu nơi. Được đến toàn bộ không uổng thời gian a. Chương 29, giúp ta trả tiền. Diệp Thần Phong ức chế không được kích động trong lòng, ngồi xổm người xuống cầm lấy một viên Vân Đằng cô cẩn thận quan sát, quầy hàng phía trên Vân Đằng cô có lòng bài tay lớn nhỏ, tùy màu đen cùng màu trắng 2 loại màu sắc tạo thành, một đen một trắng phảng phất là một tờ âm dương mặt, khó trách mới vừa trung niên nam nhân hội hoài nghi Vân Đằng cô là độc nấm loại, màu sắc như vậy quái dị, lại là chưa từng có gặp qua nấm loại giống. Bọn họ khó tránh khỏi sẽ đem Vân Đằng cô cùng độc cái chữ này liên hệ với. Diệp Thần Phong rất có hăng hái đem 5 viên Vân Đằng cô toàn bộ nhìn tới đây, cũng không vội mở miệng mua, mà là hỏi, cha ngươi là từ đâu tìm được loại này nấm loại. Nếu là có thể nhận được sinh trưởng Vân Đằng cô chuẩn xác vị trí, Diệp Thần Phong không ngần ngại tự mình đứng dậy đi một chuyến, nếu có nhóm lớn Vân Đằng cô lời mà nói, như vậy hắn tăng thực lực lên tốc độ sẽ tăng nhanh không ít, này đối với hắn mà nói tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn. Thật thà than chủ nhìn Diệp Thần Phong, nói, 1 tháng trước bọn ta trong nhà cần gấp dùng tiền, nhưng là bọn ta cũng là cuộc sống ở sơn thôn người, bình thời là dựa vào trồng trọt cùng săn thú dưỡng ra hồ khẩu, sau lại ta đây cha bảo là muốn đi biên cảnh nguyên thủy xâm lâm thử thời vận, nhìn có thể hay không đánh tới 1-2 trích dã thú, sau lại ta đây cha ở nguyên thủy trong rừng rậm một chỗ khe sâu phát hiện loại này nấm loại, dưới loại tình huống này nấm loại bên cạnh còn có một điều đại mãng xà đâu. Sau lại ta đây cha đi ra nguyên thủy xâm lâm không bao lâu tự ngã bệnh, vậy cha không ra cái gì cụ thể nguyên nhân, cho nên ta đây nghĩ nhiều chủ ít tiền, giúp ta đây cha đi bệnh viện lớn xem một chút. Chung quanh khách hàng đối thật thà than chủ lời nói cũng là suy chi dĩ tị, mới vừa tên kia trung niên nam nhân, nhắc nhở tiểu huynh đệ, người cũng không nên bị lừa, hiện tại nông dân có thể không cần thiết các cúng thuần phác, có ít người trong xương so với chúng ta những thành thị này nơi người còn muốn giảo hoạt đâu. Diệp Thần Phong biết trung niên nam nhân là hảo tâm nhắc nhở, bất quá hắn đã xác định 1% này trăm chính là Vân Đằng cô, này 5 viên Vân Đằng cô hắn hôm nay là tình thế bắt buộc, sau này có cơ hội hắn còn muốn đi biên cảnh nguyên thủy xâm lâm đi lên một chuyến, xem một chút có thể hay không tìm được than chủ theo lời kia nơi khe sâu. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, Diệp Thần Phong cũng không phải là một cái cũng không biết nhân tâm tốt người, ngược lại nhìn than chủ lại nói, này 5 viên nấm loại ta cũng muốn. Nghe vậy. Thật thà than chủ sắc mặt kích động, cảm kích nhìn Diệp Thần Phong nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ta đây có thể mang ta đây cha đi tốt hơn bệnh viện xem bệnh. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi nhận biết loại này nấm loại sao? Ngươi đây không phải là xa hơn sông Hoàng Phổ nơi ném tiền sao? Loại này nấm loại hội có cái gì giá trị đâu? Nói không chừng trong đó lại ẩn chứa kịch độc đâu. Trung niên nam nhân đối với Diệp Thần Phong không nghe khuyên bảo kiện, trong lòng có chút thích. Thật thà than chủ tiểu tâm rực rực nhìn Diệp Thần Phong cùng trung niên nam nhân, nói thật ra hắn cũng không biết loại này nấm loại có chỗ lợi gì. Nhưng là phụ thân hắn bệnh đã kéo không nổi, ở không còn biện pháp dưới tình huống, hắn mới mang theo loại này không biết là tên là gì nấm loại, ngồi 5 ngày ô tô đường dài đi tới Thiên Hải chỗ ngồi này thành phố lớn thử thời vận. Nếu như hắn ngay 1 viên cũng bán không được, đừng nói là giúp phụ thân hắn gom góp đến xem bệnh tiền, phải biết rằng hắn đem trên người sở hữu tiền giao ra đi. Mới có thể đủ đạt được ở chỗ này bày quầy 5 ngày, mắt thấy ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, trên người hắn ngay 1 phân tiền cũng không có, thậm chí hắn đã là đói bụng 3 ngày bụng. Diệp Thần Phong dĩ nhiên không cần thiết hướng trung niên nam nhân giải thích này Vân Đằng cô chỗ dùng, thuận miệng nói, ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút loại này mới giống, ta đối với mấy cái này mới kỳ Đông Tây cũng hiếu kỳ vô cùng. Tốt lắm,
này năm viên nấm loại giúp ta bọc lại sao? Diệp Thần Phong hướng về phía Thật Thà Than Chủ nói. Thật Thà Than Chủ nghe được Diệp Thần Phong nói thế, vội vàng khẩn cấp lấy ra túi, đem năm viên vân đằng cô cất vào trong túi. Trung niên nam nhân thấy Diệp Thần Phong cũng đem nói được cái này phân thượng, hắn cũng không nên nữa nói thêm cái gì, dù sao Diệp Thần Phong hoa chính là mình tiền. Đến lúc này Diệp Thần Phong mới đột nhiên nhớ tới, trên người của hắn chỉ còn lại có 500 đồng tiền tiền mặt, hắn nguyên lai thẻ ngân hàng nơi vậy trên căn bản không có tiền, lần trước ở Vân Hổ tập đoàn thuận tay 300 vạn còn đang biệt thự dưới sàng đâu. Nếu như bây giờ trở về đi lấy tiền lời mà nói, thứ nhất một hồi vô cùng phiền toái. Đang lúc này luôn luôn đi theo hắn Triệu Uyển Đình vừa mở miệng nói chuyện, tiên sinh, người tự đi một chuyến nhà ta giúp ta xem một chút ba ta bệnh sao. Bất kể là yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể đủ làm được đều có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Thần Phong quay đầu nhìn Triệu Uyển Đình, trên dưới cẩn thận đánh giá đối phương, có lồi có lõm vóc người, là nam nhân cũng sẽ nhìn nhiều phía trên hai mắt. Triệu Uyển Đình cảm giác được Diệp Thần Phong đánh giá ánh mắt, nghĩ đến mới vừa rồi chính nàng nói có nghĩa khác. Sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần hắn có thể đủ cứu tỉnh ba ta, cho dù ta làm ra lớn hơn nữa hy sinh cũng là đáng được. Ngươi nhìn cái gì vậy? Nhìn lại ta đem mắt của ngươi hạt châu đào cho chó ăn. Triệu Uyển Đình vị hôn phu Vạn Khải cực kỳ khó chịu nói, hắn giống như trước thấy được Diệp Thần Phong đánh giá Triệu Uyển Đình ánh mắt, trong lòng cho là Diệp Thần Phong giao trái tim tự động đến Triệu Uyển Đình thân lên rồi. Này điều nhân tư tưởng thật là đủ xấu xa. Diệp Thần Phong ở trong lòng không khỏi nghĩ đường, khóe miệng lộ ra vẻ ngoạn vị nụ cười. Vươn tay một tay lấy Triệu Uyển Đình kéo vào trong ngực, bàn tay cảm thụ được bên hông đối phương mềm mại, cười hỏi có phải thật vậy hay không yêu cầu gì cũng có thể. Ngươi mau buông ra Uyển Đình, bằng không ta cho ngươi hảo xem. Vị hôn thê bị xa lạ nam nhân trước mặt mọi người ôm, Vạn Khải cảm giác trên đầu của mình bị đeo đỉnh đầu thật to màu xanh biếc cái mũ, trong lòng khí không đánh một chỗ tới. Phải biết rằng hắn mặc dù là Triệu Uyển Đình vị hôn phu, nhưng là thẳng đến hiện tại hắn ngay Triệu Uyển Đình tay cũng không có dắt qua đâu. Triệu Uyển Đình đối với hắn vậy luôn là ôn hòa. Diệp Thần Phong không có phản ứng Vạn Khải, mà Triệu Uyển Đình đỏ mặt, trong lòng nai con nhảy loạn, Diệp Thần Phong trên người nam tử hơi thở, làm cho nàng có chút váng đầu chuyển hướng, trong lòng không ngừng tự nói với mình, ta đây là đang cứu ta cha, chỉ cần hắn có thể đủ cứu tỉnh ba ta là được rồi. Diệp Thần Phong bàn tay mềm nhẹ mơn trớn Triệu Uyển Đình vô cùng mịn màng da thịt, nói, giúp ta trả tiền. Diệp Thần Phong nguyên vốn cũng không có đối Triệu Uyển Đình động cái gì oai tâm tư, hắn cũng không phải là vừa thấy được nữ nhân xinh đẹp tựu chân mềm người, bằng không mới vừa rồi hắn sớm nên đáp ứng Triệu Uyển Đình yêu cầu, mà giờ khắc này hắn thật sự là lười trở về biệt thự đi lấy tiền, cho nên mới để cho Triệu Uyển Đình trả tiền, tự xem như là cho ba nàng xem bệnh trị liệu mất, dù sao hắn cũng không có chuyện gì. Đi xem một chút Triệu Uyển Đình phụ thân của bị bệnh gì. Vậy không phải là không thể được. Triệu Uyển Đình trong miệng kinh hô lên, sau một lúc lâu sau mới không giải thích được hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi trả tiền. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Nếu như không nguyện ý, ta có thể tự mình giải quyết. Diệp Thần Phong buông lỏng ra Triệu Uyển Đình nói. Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý, nói như vậy ngươi chịu đi nhìn cha bị bệnh. Triệu Uyển Đình mừng rỡ hỏi. Một bên Vạn Khải ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Thần Phong, trong lòng khó chịu tới cực điểm, bực tức thầm nghĩ, lúc bình thường ở trước mặt ta giả dạng làm thanh thuần liệt nữ. Bị xa lạ nam sinh ấp ấp ôm một cái vậy không phản kháng. Thật là một kỹ nữ, ta sớm muộn gì có một ngày muốn đem ngươi làm chết ở trên giường. Vạn Khải trong lòng sinh ra loại này cực kỳ hèn hạ ý nghĩ, một đôi mắt ở Triệu Uyển Đình bộ ngực cùng với trên cặp mông tới lui lui quét mắt. Chương 30, nghĩ cứ như vậy đi. Vạn Khải, trả tiền. Triệu Uyển Đình ra lệnh Vạn Khải. Triệu Uyển Đình phụ thân của Triệu Khải Hoa ở Thiên Hải kinh doanh một nhà đưa ra thị trường tập đoàn. Ở 2 năm trước Triệu Khải Hoa gặp được một lần ngoài ý muốn, là Vạn Khải cứu Triệu Khải Hoa một mạng. Từ nay về sau Vạn Khải đã đến Triệu Khải Hoa tập đoàn đi làm. Lúc bình thường biểu hiện vô cùng xuất sắc, rất được Triệu Khải Hoa thưởng thức. Cuối cùng Triệu Khải Hoa cùng lão bà của hắn thương lượng dưới quyết định để cho Vạn Khải làm Triệu gia con rể tới nhà. Sau đó tự định ra tới đây cửa hôn ước. Dĩ nhiên Triệu Uyển Đình liên tục kháng nghị qua, nhưng đều bị cha mẹ nàng cho bác bỏ, mắt thấy hôn ước một ngày tới gần, vốn là Triệu Uyển Đình tính toán muốn rời nhà ra đi. Ai biết ở 3 tháng trước Triệu Khải Hoa đột nhiên ngất đi qua, đến hiện tại cũng không có tỉnh táo lại, ngay Thiên Hải rất nhiều có danh thầy thuốc vậy thuốc thủ vô sách, cái này đột nhiên xuất hiện chuyện tình để cho Triệu Uyển Đình bỏ đi rời nhà ra đi ý niệm trong đầu.
Nghe nói chợ đen dược liệu trong chợ có lúc sẽ có kỳ nhân dị sĩ xuất hiện, Triệu Văn Đình ôm tìm vận may tâm thái tới nơi này xem một chút, đi dạo một vòng mấy lúc sau cũng không có phát hiện người đặc biệt. Ở nàng thất vọng chuẩn bị lúc rời đi tự thấy được Diệp Thần Phong thi triển ngân châm cứu người một màn, điều này làm cho nàng lại một lần nữa thấy được hy vọng, trong nội tâm nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, Diệp Thần Phong chính là cái có thể cứu tỉnh cha của nàng người. Vạn Khải lúc bình thường hoa đúng là Triệu gia tiền, Triệu Uyển Đình phụ thân của ở không có trước khi hôn mê, trả lại cho Vạn Khải một tờ 100 vạn nguyên chi phiếu, cho nên để cho Vạn Khải trả tiền Triệu Uyển Đình không có một chút trong lòng gánh nặng. Trong lòng nàng rõ ràng chính mình hoa chính là Triệu gia tiền, mà không phải Vạn Khải tiền. Vạn Khải sắc mặt vô cùng khó coi, vừa mới thấy vị hôn thê của mình bị xa lạ nam sinh kéo, hiện tại lại còn muốn cho hắn giúp này người đàn ông xa lạ tính tiền. Hắn cảm giác mình này đỉnh nón xanh đeo đích quá mức biệt khuất. Trong lòng suy nghĩ bây giờ còn không phải là cùng Triệu Uyển Đình lúc trở mặt, Vạn Khải chịu đựng lửa giận trong lòng khí, trên mặt miễn cưỡng khẽ mỉm cười. Theo tùy thân mang theo màu đen ra bên trong bọc lấy ra 5 vạn nguyên tiền mặt đưa cho Thật Thà Than Chủ. Thật Thà Than Chủ nhận lấy tiền sau, ý vị hướng Diệp Thần Phong nói cảm ơn, điều này làm cho Vạn Khải trong lòng là càng thêm buồn bực, nghĩ thầm, này hai lúa có hay không mở to mắt con ngươi. Ta mới là đưa tiền chủ a, không cảm tạ ta, làm sao cảm tạ lên hắn. Uy, là ta đưa cho ngươi tiền, ngươi có phải hay không tạ ơn lầm người. Vạn Khải chỉ cao khí ngang nói. Thật Thà Than Chủ nhìn một chút du đầu phấn diện Vạn Khải, gãi gãi đầu nói, cũng không phải là ngươi mua ta đây đồ vật này nọ. Ta đây tại sao muốn tạ ơn ngươi? Vạn Khải thiếu chút nữa bị vị này Thật Thà Than Chủ một câu nói cho sặc chết, trên cổ nổi gân xanh, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trong lòng biệt khuất khó chịu. Thật Thà Than Chủ đem cất vào trong túi vân đằng cô đưa cho Diệp Thần Phong, nói ta đây thật vô cùng cảm tạ ngươi, ta đây gọi Thiết Nghiêu, ta đây sau này nhất định sẽ báo đáp ân công ngươi. Thiết Nghiêu thật thà ý vị nói cảm ơn, khi hắn cho là Diệp Thần Phong là bởi vì muốn giúp hắn mới mua vân đằng cô, cho nên hắn đem Diệp Thần Phong cho rằng là ân công ngã cũng không phải là quá đáng. Nhưng thật ra là Diệp Thần Phong chiếm không ít tiện nghi, vân đằng cô đối với hắn mà nói là ngàn vàng khó mua, huống chi lần này hắn chỉ dùng 5 vạn đồng tiền tự mua 5 viên vân đằng cô, đoán chừng có này 5 viên vân đằng cô sau, Diệp Thần Phong có thể đem linh hồn lực nhất cử đột phá đến cấp 3 trình độ. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói Thiết Nghiêu, ta Diệp Thần Phong, ngươi đem nhà ngươi địa chỉ nói cho ta biết, ta cũng vậy hiểu sơ y thuật, sau này nếu có cơ hội đi các ngươi nơi đó, ta sẽ đi gặp ngươi. Diệp Thần Phong sở dĩ muốn Thiết Nghiêu nhà địa chỉ, là bởi vì sau này Diệp Thần Phong còn cần tìm được sinh trưởng vân đằng cô chuẩn xác vị trí, dù sao nguyên thủy xâm lâm rộng như vậy mậu, Diệp Thần Phong muốn tìm được chính xác vị trí vô cùng khó khăn. Mà vân đằng cô là Thiết Nghiêu phụ thân của phát hiện, Thiết Nghiêu phụ thân của khẳng định còn nhớ rõ vân đằng cô vị trí. Thiết Nghiêu mang tới một tờ giấy trắng, dùng bút ở trên tờ giấy trắng viết xuống liên tiếp chữ, từng cái lời viết siêu siêu vẹo vẹo, chẳng qua là làm cho người ta có thể miễn cưỡng nhận ra. Thiết Nghiêu cộc lốc cười nói, ta đây chữ viết không xinh đẹp, hay là ta đây cha dạy ta viết đây này. Thu hồi Thiết Nghiêu nhà địa chỉ, Diệp Thần Phong cùng Thiết Nghiêu tán gẫu mấy câu sau. Sẽ làm cho Thiết Nghiêu cầm lấy tiền mau chút ít trở về cho phụ thân của hắn xem bệnh. Cáo biệt Thiết Nghiêu sau, Diệp Thần Phong đem trong chợ đen còn dư lại quầy hàng đi dạo xong, may mắn không có lần nữa xảy ra, bất quá hôm nay thu hoạch hắn đã phi thường hài lòng, hắn đồng thời vậy đặt lễ đính hôn nhất cá quyết tâm, chờ mấy ngày nữa nhất định phải tự mình đi một chuyến biên cảnh nguyên thủy xâm lâm. Theo Thiết Nghiêu trong tay mua được vân đằng cô đã rời đi bùn đất quá lâu. Bằng không Diệp Thần Phong ngã là có thể một lần nữa nuôi dưỡng gây giống đứng lên, vân đằng cô chỗ dùng có thể không riêng gì có thể tăng thực lực lên, cho nên Diệp Thần Phong muốn tìm được vân đằng cô chính xác vị trí, không chỉ có là vì tăng thực lực lên, còn muốn đem vân đằng cô rời chồng đi ra bên ngoài tới nuôi dưỡng. Tiên sinh, hiện tại ngươi có thể cùng ta đi về nhà xem một chút phụ thân ta bị bệnh sao? Triệu Uyển Đình thấy Diệp Thần Phong chuẩn bị rời đi chợ đen, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Diệp Thần Phong gật đầu, nói có thể, bất quá ngươi không nên gọi ta là tiên sinh, ta nghe đặc biệt không được tự nhiên, thật giống như trong mắt ngươi ta là một lão đầu tử không được. Triệu Uyển Đình nghe được Diệp Thần Phong nói thế, khóe miệng kìm lòng không đậu khẽ mỉm cười, nói ta đây gọi ngươi là gì. Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình thân thiện nói chuyện phiếm, rơi vào một bên Vạn Khải trong mắt, khiến cho Vạn Khải cả khuôn mặt giống như táo bón giống nhau, hai tròng mắt thủy chung bất thiện ngó chừng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cảm giác ra sao kia nhạy cảm, trực giác của hắn nói cho hắn biết cái này Vạn Khải vô cùng âm trầm, cũng không phải là một cái người tốt lành gì,
hắn tự nghĩ không ra giống như Triệu Uyển Đình xinh đẹp như vậy đòi nam nhân thích nữ người thế nào lại là loại này hóa sắc vị hôn thê. Trong lòng không khỏi là vì đối phương cảm thấy không đáng giá được. Ngươi có thể gọi ta Thần Phong, hoặc là Phong ca ca, cái dạng gì cũng có thể. Diệp Thần Phong có lòng trêu đùa. Triệu Uyển Đình gương mặt hơi đỏ lên, nói thật ra nàng cùng Diệp Thần Phong cũng chưa quen thuộc, nếu không phải Diệp Thần Phong ra vẻ cường hãn y thuật, nàng căn bản không sẽ chủ động tiến lên lôi kéo làm quen, trước kia nàng lại chưa từng có cùng bất kỳ một cái nào nam nhân như vậy đến gần qua đâu. Ngươi cách ta vị hôn thê xa một chút, ngươi trông xem có hay không, quả đấm của ta là không có mắt. Vạn Khải ở Diệp Thần Phong trước mặt dương của hắn kia cái gọi là nồi đất một loại lớn nhỏ quả đấm. Diệp Thần Phong xem thường nói, ngươi cũng nói nàng là vị hôn thê của ngươi. Như vậy hai người các ngươi không phải là còn chưa có kết hôn đó sao? Cho nên ngươi không nên ở trước mặt ta mò mẫm kêu to. Đang khi nói chuyện Diệp Thần Phong đám người đã đi tới chợ đen phía ngoài, bốn vóc người khôi ngô nam nhân ngăn cản đường đi của bọn họ, ở nơi này bốn nam nhân phía sau. Diệp Thần Phong thấy được mới vừa rồi ở trong chợ đen bán giả dối ngàn năm cỏ linh chi trung niên than chủ. Nghĩ cứ như vậy đi, bị Diệp Thần Phong trước mặt mọi người đâm xuyên hắn bán chính là hàng giả, trung niên trong lòng nam nhân khó chịu rất. Bằng không nói không chừng hắn đã thành giao một hai bút làm ăn. Chương 31, tự bà tai. Thấy cản đường những thứ này hung hán tử là hướng về phía Diệp Thần Phong mà đến, Vạn Khải trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Hắn hận không được Diệp Thần Phong bị những người này đánh thành đầu heo mới hết giận. Chúng ta không nhận ra hắn, các ngươi người muốn tìm là hắn, có thể không quan chúng ta chuyện gì. Vạn Khải đi lên hai bước, vội vàng cùng Diệp Thần Phong phiết rõ ràng quan hệ. Vạn Khải, người biết không biết mình đang nói cái gì? Triệu Uyển Đình đôi mắt đẹp trợn tròn, nàng không nghĩ tới Vạn Khải hội thình lình toát ra những lời này, hiện tại nàng nhưng là đem cứu tỉnh ba nàng hy vọng toàn bộ đặt ở Diệp Thần Phong trên người. Trong lòng đối với nàng vị này cái gọi là vị hôn phu càng thêm khinh thường. Triệu Uyển Đình là một vô cùng nữ nhân thông minh, nàng nhìn ra được Vạn Khải ở trước mặt cha mẹ nàng là cố ý lấy lòng khoe mã, mà cha mẹ nàng cũng là giống như bị tưới súc bình thường, đối Vạn Khải lời nói là rất tin không nghi ngờ. Uyển Đình, ta vừa nhìn người này tựu không phải là cái gì người tốt. Hắn nhiều lắm là chính là một bọn bịp bợm giang hồ, chúng ta cũng không nên bị lừa. Vạn Khải tận tình khuyên bảo giải thích. Hắn là muốn mượn tay người khác hung hăng dạy dỗ một trận Diệp Thần Phong, tốt nhất là có thể làm cho Diệp Thần Phong đứt rời mấy cây xương. Các ngươi không phải là một đường, ngươi cho ta đầu óc xảy ra vấn đề, ngươi là nghĩ trước cho chúng ta bỏ qua ngươi, sau đó ngươi nữa lập tức đi báo cảnh sát sao? Nhìn tiểu tử ngươi du đầu phấn diện, tuyệt đối là cái giảo hoạt lường trước. Trung niên than chủ tự cho là đúng nói. Vạn Khải vừa nghe nóng nảy, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chúng ta thật không nhận ra hắn. Các người yêu đem hắn làm sao được cái đó. Ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Trung niên than chủ cười lạnh nói, thật đúng là đừng nói lời của ngươi một chút cũng không có độ tin cậy, giống như ngươi vậy người ta thấy nhiều. Các huynh đệ, trước cho ta giải quyết này du đầu phấn diện tiểu tử. Đứng ở trung niên than chủ trước mặt bốn khôi ngô nam nhân, mang trên mặt không có hảo ý nụ cười, từng bước hướng Vạn Khải nhích tới gần. Ngón tay các đốt ngón tay trong không ngừng phát ra các đốt ngón tay cùng các đốt ngón tay ma sát tiếng vang, nghe được Vạn Khải trong cổ họng không ngừng nuốt nước miếng. Vạn Khải loại này ngu ngốc hành động, thật đúng là đào một cái hố, sau đó chính mình hướng bên trong nhảy, dĩ nhiên trung niên than chủ vậy là một tự cho là đúng cực phẩm hóa sắc, làm phiền trung niên than chủ như thế thông minh, mới có thể đủ thúc đẩy chuyện này. Ở chặt trong lúc nguy cấp, Vạn Khải theo màu đen bao ra nơi lấy ra một chồng đỏ rực tiền mặt. Nói ta cho các ngươi tiền, các ngươi không nên đánh ta. Ngừng, trung niên than chủ đi tới Vạn Khải trước mặt đem trong tay của hắn tiền cầm tới đây, thuận tiện đưa kẹp ở dưới nách màu đen bao ra vậy đoạt tới đây, sau đó mới lên tiếng, các huynh đệ, các ngươi có thể tiếp tục dạy dỗ tiểu tử này, đợi chúng ta đi ăn bữa ngon. Ngươi thu tiền của ta, làm sao vẫn có thể như vậy? Các ngươi không giữ lời hứa, Vạn Khải gấp nói gấp. Trung niên than chủ cười nói, ta có đã đáp ứng cầm tiền của ngươi cũng không đánh ngươi sao. Cho dù ngươi không để cho ta tiền, đem ngươi đánh gục, này bao ra nơi đồ vật này nọ lại không cũng là của ta. Muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách bằng hữu của ngươi đắc tội ta. Đang khi nói chuyện trung niên than chủ không khỏi chỉ đứng ở phía sau Diệp Thần Phong, hắn tính toán trước dạy dỗ xong Vạn Khải, nữa từ từ thu thập Diệp Thần Phong, làm cho đối phương biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Vạn Khải trong lòng thống hận Diệp Thần Phong cảm xúc lên tới đỉnh, hôm nay hắn thật đúng là xui xẻo thúc giục,
vốn là muốn mượn tay người khác dạy dỗ Diệp Thần Phong, ai biết Diệp Thần Phong không có dạy dỗ thành, hắn trước đem mình cho góp đi vào. Bốn thân thể khôi ngô nam nhân bùm bùm đối với Vạn Khải một bữa dồn sức đánh, khiến cho Vạn Khải trong cổ họng là kêu rên không ngừng, không có một hồi thời gian, Vạn Khải tựu giống một điều chó chết giống nhau gục trên mặt đất rên rỉ. Trung niên than chủ hướng trên mặt đất khinh thường khạc một bãi đàm, nói phi, thật là một không khỏi đánh hóa sắc. Ngược lại đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Thần Phong trên người, nói kế tiếp đến phiên ngươi, bất quá ngươi bên cạnh cái này bé con lớn lên cũng không phải sai, tựu để cho huynh đệ chúng ta hưởng thụ cái 3 năm ngày sao. Cảm nhận được trung niên than chủ dị thường ánh mắt, Triệu Huyền Đình non mềm trắng nõn hai tay thật chặt nắm chặt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vừa lúc đó, một đạo dày bóng lưng chắn Triệu Huyền Đình trước mặt trước, làm cho nàng cảm thấy một loại cực kỳ to lớn cảm giác an toàn, trong lòng nảy sinh làm ra một loại khác tình cảm. Nếu như nam nhân có thể ở nữ nhân gặp phải nguy hiểm lúc, không để ý tự thân an nguy động thân ra, trên căn bản cũng là có thể giành được chiếm được nữ nhân hảo cảm, thậm chí sẽ làm nữ nhân đối vì nàng động thân ra nam nhân sinh ra tình cảm. Thế nào, ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Tự ngươi bộ dạng này bộ dáng nhiều lắm là có thể làm một con chó hùng. Trung niên than chủ khinh thường nói. Ha ha ha, kèm theo trung niên than chủ lời của, bốn thân thể hán tử khôi ngô phá lên cười. Các huynh đệ, vội vàng đem này chướng mắt người quật ngã, chúng ta đi trước mỹ xinh đẹp ăn được một bữa, nữ hảo hảo hưởng thụ cô nàng này thân thể. Trung niên than chủ trong giọng nói mang theo một loại khẩn cấp cảm xúc. Bốn khôi ngô hán tử đồng dạng là đối Triệu Huyền Đình thân thể thèm nhỏ dãi, rối rít huy động quả đấm hướng Diệp Thần Phong đập tới, chuẩn bị là tốc chiến tốc thắng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Bốn đạo xương cốt gãy lìa thanh âm quanh quẩn ở trong không khí, ở bốn một hán tử động thủ đồng thời, Diệp Thần Phong thân hình vậy động, tốc độ của hắn muốn so với đối phương mau lên gấp 5 lần trở lên, cho nên còn không có đợi đối phương quả đấm nện ở trên người của hắn. Hắn sẽ đem bốn gã hán tử vung quyền cánh tay toàn bộ vặn gãy. Trắng hếu xương theo ra trong trực tiếp đâm đi ra ngoài, bốn gã hán tử trong miệng gào khóc thảm thiết, đau trên trán nổi gân xanh. Chuẩn bị ở một bên xem cuộc vui trung niên than chủ, nụ cười trên mặt còn không có tiêu tán đâu. Bất thình lình một màn, để cho bộ mặt của hắn vẻ mặt hoàn toàn cứng ngắc ở, thấy kia trắng hếu xương, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Cái này trung niên than chủ biết mình là đá đến trên miếng sắt. Trước mặt Diệp Thần Phong rõ ràng cho thấy một cái người luyện võ sao. Khóe miệng kìm lòng không đậu kéo ra. Đứng ở Diệp Thần Phong phía sau Triệu Huyền Đình, thấy theo bốn một hán tử ra nơi đâm ra tới lành lạnh bạch cốt, trong dạ dày quay cuồng khó chịu, thậm chí có một loại nôn mửa trùng động. Hiện tại biết ai là cẩu hùng đi. Diệp Thần Phong mười phần ý tứ hàm xúc nhìn hoàn toàn luống cuống thần trung niên than chủ hỏi. Trung niên than chủ kia còn dám con vịt chết mạnh miệng a? Thành thật lo sợ nói, ta là cẩu hùng, ta là cẩu hùng, ngài là anh hùng, ngài là anh hùng. Là muốn ta động thủ phiến ngươi bạt tai đâu, cũng là ngươi chính mình động thủ. Diệp Thần Phong chuyển động cổ tay nghi vấn nói. Trung niên than chủ nào dám để cho Diệp Thần Phong động thủ a? Nếu để cho Diệp Thần Phong động thủ, nói không chừng mặt của hắn cũng muốn bị đánh nát, vội vàng nói, chính mình động thủ, tại sao có thể đủ phiền toái ngài đâu? Kia còn không mau động thủ. Diệp Thần Phong nói, giống như trung niên than chủ người như vậy, mặc dù tội không đáng chết, nhưng là để cho hắn chịu chút giáo huấn hay là muốn. Giờ khắc này trung niên than chủ hối hận ruột cũng thanh, ba 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 giòn vang, ở trên gương mặt của hắn vang lên, bàn tay một chút quạt tai của mình quang, cùng gương mặt của hắn làm tiếp xúc thân mật. Dùng sức một chút, nếu như ngươi chưa ăn cơm lời mà nói, không ngần ngại tự thân động thủ. Diệp Thần Phong nói xong câu đó sau. Trung niên than chủ phiến bạt tai độ mạnh yếu rõ ràng cho thấy gia tăng, không có một hồi thời gian, hắn hai bên gương mặt tựu cao cao sưng phồng lên. Vốn là giống như điều chó chết gục trên mặt đất không nhúc nhích Vạn Khải, muốn xem đến Diệp Thần Phong giống như hắn bị đánh được thảm hề hề chật vật bộ dáng, ai biết Diệp Thần Phong không riêng không có bị đánh, lại đem đối phương toàn bộ trị phục phục thiếp thiếp, để cho hắn nhất thời tích tụ không dứt. Chương 32, để cho hắn thử một chút sao. Bị đánh ních sưng mặt sưng mũi Vạn Khải, miễn miễn cường cường theo trên mặt đất bò dậy, liền thân phía trên đất cũng không có phách sạch sẽ, tự hưng sư vấn tội đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, quát lên, ngươi, ngươi rõ ràng có thể giải quyết những người này, mới vừa rồi ta bị bọn họ đánh lúc, ngươi tại sao không ra tay? Diệp Thần Phong giống như đối đãi ngu ngốc giống nhau nhìn Vạn Khải, nói, ngươi mới vừa rồi đã từng nói không nhận ra của ta.
Ta đây thì tại sao muốn sóng phí sức lực đi cứu một cái người xa lạ đâu? Vạn Khải, người mới vừa rồi thật là quá đáng, biết rất rõ ràng Thần Phong là cứu tỉnh ba ta hy vọng, mà ngươi lại mình muốn không đếm xỉa đến. Diệp Thần Phong phía sau Triệu Uyển Đình tức giận mọc lan tràn, bất quá trong miệng hô lên Thần Phong hai chữ này lúc, hai bên gương mặt khe khẽ hiện hồng. Vạn Khải sắc mặt đỏ lên, trong mũi hơi thở rối loạn, ngay vị hôn thê của hắn cũng đứng ở Diệp Thần Phong bên nào, điều này làm cho hắn lần lượt cảm giác được của mình này đỉnh nón xanh là càng mang càng lớn. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua lại tại chính mình tát mình bạt tai trung niên than chủ, nói, nếu như lần sau nữa cho ta xem đến ngươi ở nơi này bán hàng giả, như vậy tựu không chỉ là để cho một mình ngươi tát mình bạt tai đơn giản như vậy. Vốn là trung niên than chủ bán hàng giả, cùng Diệp Thần Phong nửa điểm quan hệ cũng không có, nhưng là ai bảo hắn không có mắt muốn tới tìm Diệp Thần Phong phiền toái đây này. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trung niên than chủ liên tục không ngừng mất đích gật đầu, nói ta không bao giờ. Nữa bán hàng giả, ta không bao giờ. Nữa bán hàng giả. Theo mới vừa rồi Diệp Thần Phong chủ động đứng ở Triệu Huyền Đình trước mặt trước, đến hiện tại trung niên than chủ ở Diệp Thần Phong trước mặt ve mùa đông như cấm nhận lầm. Điều này làm cho Triệu Huyền Đình trong lòng nhột nhạo lên bọt nước, nam nhân như vậy mới có thể đủ được xưng tụng là nam nhân chân chính a. Xem xét lại cầm vị hôn phu của nàng Vạn Khải cùng Diệp Thần Phong so sánh với, nếu như nói Diệp Thần Phong là vương tử lời mà nói, như vậy Vạn Khải triệt triệt để chính là một con cóc, thậm chí đem hắn tỉ dụ thành con cóc, cũng là đang vũ nhục con cóc loại động vật này. Đi Triệu Huyền Đình nhà trên đường, Vạn Khải thì là hoàn toàn hành động tài xế nhân vật, Triệu Huyền Đình đi theo Diệp Thần Phong ngồi ở chỗ ngồi phía sau phía trên, hai người câu được câu không tán gẫu. Vạn Khải theo kính chiếu hậu bên trong thấy hai người nói chuyện phiếm bộ dáng, quả thực là nếu bị tức thất khiếu bốc khói, trong lòng một nhẫn nhịn nữa, hắn biết sớm muộn gì có một ngày Triệu Huyền Đình sẽ ở hắn, đến lúc đó hắn nhất định phải đem hôm nay khẩu khí này toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Xe rất nhanh lái đến một chỗ xa hoa khu biệt thự, có thể ở người ở chỗ này, giá trị bản thân tối thiểu cũng muốn hơn vài chục ức, có thể thấy được Triệu Huyền Đình trong nhà là phi thường có tiền. Xe lái đến biệt thự trước đại môn. Thiết môn tự động từ từ mở ra, đợi đến xe lái vào biệt thự sau, thiết môn vừa tự động đóng lại. Biệt thự hai bên đứng bốn gã tinh thần chấn hưng hộ vệ, nhìn trên người bọn họ phát ra khí thế, thân thủ nhất định là thật sự có tài, cũng không phải là cái loại này kiếm cơm ăn hóa sắc. Tiểu thư tốt, Vạn thiếu gia tốt, bốn gã hộ vệ thấy Triệu Huyền Đình cùng Vạn Khải theo xe phía trên đi xuống, bọn họ nhất trí khom người vấn an. Bất quá khi bọn họ thấy Vạn Khải sưng mặt sưng mũi bộ dáng, trên mặt cũng tràn đầy ngờ vực, nhưng là không có mở miệng nghi vấn, bọn họ chức trách con là bảo vệ biệt thự an toàn, không để cho nhàn tạp nhân đẳng lẻn vào trong biệt thự. Ở Triệu Huyền Đình dưới sự hướng dẫn của, Diệp Thần Phong đi vào biệt thự phòng khách vô cùng rộng rãi, để các loại tiến khẩu gia cụ, trong phòng khách bài biện là đủ loại danh quý đích lỗi thời, vừa nhìn chính là giá trị liên thành cái chủng loại kia. Lúc này, một gã cùng Triệu Huyền Đình lớn lên có mấy phần tương tự chính là trung niên mỹ phụ đi tới. Làm ánh mắt của nàng thấy Vạn Khải sưng mặt sưng mũi bộ dáng lúc, vội vàng ân cần hỏi han Tiểu Khải, ngươi làm sao? Mẹ, không có chuyện gì, chẳng qua là không cẩn thận té ngã xuống mà thôi, Vạn Khải nói, khi hắn nhìn về phía trung niên mỹ phụ trong ánh mắt, tràn đầy nào đó khát vọng. Loại này ánh mắt chút nào chạy không khỏi Diệp Thần Phong nhạy cảm trực giác, khi hắn xem ra Vạn Khải người này tuyệt đối có vấn đề, ta đều nói qua bao nhiêu lần, chúng ta còn không có chính thức kết hôn đâu, đây là ta mẹ. Cũng không phải là mẹ ngươi, Triệu Huyền Đình nhíu lại lỗ mũi nói. Người đứa nhỏ này, hai người các ngươi đã sớm đính hôn, Tiểu Khải là mẹ ta cũng không có cái gì không đúng. Trung niên mỹ phụ là Triệu Huyền Đình mẹ, tên là Đinh Ngọc Phân, cái này nàng cuối cùng là chú ý tới trong phòng khách còn có một người đâu, nghi hoặc nhìn Triệu Huyền Đình hỏi, Huyền Đình, vị này là. Không đợi Triệu Huyền Đình mở miệng giới thiệu, Vạn Khải tự đoạt trước một bước, nói, mẹ, hắn là Huyền Đình mời tới giang hồ lang trung. Ta xem hắn nhiều lắm là chính là một bọn bịp bợm giang hồ mà thôi, ta cũng nhắc nhở qua Huyền Đình rất nhiều lần, nếu để cho người như thế nhìn cha bệnh lời mà nói không nhất định hội làm ra cái tốt xấu tới đâu. Ninh Ngọc Phân hai tròng mắt trên dưới đánh giá cẩn thận Diệp Thần Phong, giống như Diệp Thần Phong như vậy tuổi còn trẻ người hội có bản lãnh gì đâu. Triệu Khải hoa bệnh nhưng là ngay thiên hải rất nhiều y học giới quyền uy cũng thúc thủ vô sách, trong lúc nhất thời nàng cũng là tin Vạn Khải lời nói. Lạnh giọng nói, người trẻ tuổi, người có thể đi, tuổi còn trẻ ngươi làm cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn tên lường gạt. Diệp Thần Phong ngay một câu nói cũng không có nói,
Đinh Ngọc Phân tự cho hắn dán lên tên lường gạt nhãn, xem ra Đinh Ngọc Phân đối Vạn Khải vô cùng tín nhiệm. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Thần Phong cũng không phải là tên lường gạt, ta tận mắt thấy bản lãnh của hắn, sẽ làm cho hắn là vì cha xem một chút. Triệu Uyển Đình gấp nói gấp, sợ đem Diệp Thần Phong vị này thần y cho tức giận bỏ đi. Uyển Đình, ngươi nhìn ngươi kêu hơn thân mật, các ngươi mới nhận biết bao lâu? Trên cái thế giới này tên lường gạt còn nhiều mà, ngươi rất dễ dàng mắc mưu. Vạn Khải âm dương quái khí nói. Uyển Đình, Tiểu Khải nói không sai, ngươi chính là rất dễ dàng tin tưởng người khác. Lập tức để cho hắn rời đi nhà chúng ta. Đinh Ngọc Phân cũng không thèm nhìn tới Diệp Thần Phong liếc mắt một cái nói. Diệp Thần Phong cũng không phải là tới bị tội, đã như vậy hắn vậy không có cần thiết lưu lại, vừa xoay người lại chuẩn bị rời đi, thấy phía sau cửa phòng khách, vào một người trung niên nam nhân hình thể vô cùng cân xứng, bén nhọn trong hai tròng mắt tản ra điểm một cái tinh quang, thân thể bên trong có cổ bàng bạc khí thế. Trung niên nam nhân cổ khí thế này, để cho Diệp Thần Phong nhấc lên cảnh cảm giác. Bên trong thân thể linh hồn lực đột nhiên tăng lên tới cấp 2 đỉnh, chớp mắt không nháy mắt ngó chừng trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân hơi sừng sờ, thân là cao thủ hắn giống như trước có thể cảm giác ra Diệp Thần Phong trong cơ thể minh mông khí thế, một lát sau mới hỏi nói, vị này là... Phương Thúc Thúc, đây là ta mời tới thần y, nhưng là mẹ hết lần này tới lần khác cũng không tin lời của ta. Triệu Uyển Đình dẹp miệng đi tới trung niên nam nhân bên cạnh nói. Trung niên nam nhân tên là Phương Nam Tường. Lúc còn trẻ là đặc chủng binh trong bộ đội thành viên, sau lại bởi vì Triệu Khải Hoa có ân cùng hắn, cho nên hắn bắt đầu với Triệu Khải Hoa hộ vệ, hơn nữa ở Triệu Khải Hoa trong tập đoàn đảm nhiệm hạng mục bộ quản lý chức, ở Triệu gia trong lòng người đã đem Phương Nam Tường làm thành là người một nhà, những năm này Phương Nam Tường không có thiếu là vì Triệu gia xảy ra lực. Người có thể đủ trị lành Triệu chủ tịch bệnh, Phương Nam Tường nhìn Diệp Thần Phong đột ngột hỏi. Cao thủ cùng cao thủ trong lúc là tỉnh táo tương tích. Diệp Thần Phong giống như trước đơn giản hồi đáp, không có 100% nắm chặt. Dù sao Diệp Thần Phong còn không biết Triệu Khải Hoa là hoạn bệnh gì đâu. Dĩ nhiên không thể đem lời nói được quá vẹn toàn. Nghe vậy, Phương Nam Tường hướng về phía Đinh Ngọc Phân nói, phu nhân, để cho hắn thử một chút. Chương 33, trúng độc. Nếu Phương Nam Tường cũng mở miệng, Đinh Ngọc Phân cũng không nên nữa cự tuyệt, đem Diệp Thần Phong dẫn tới Triệu Khải Hoa gian phòng. Trong lòng nàng toàn bộ kết thúc không cho là Diệp Thần Phong có thể cứu tỉnh nàng lão công, thấy thế nào Diệp Thần Phong cũng không giống là một y thuật cao minh người. Diệp Thần Phong trong lòng một trận cười khổ, sớm biết chính hắn trở về lấy tiền đây này. Lúc ấy ham phiền toái để cho Triệu Uyển Đình trả tiền, kết quả hiện tại không riêng gì bị khinh bỉ không nói, lại trở nên càng thêm phiền toái đâu. Trong phòng phiêu tán nhàn nhạt dược thủy vị, Triệu Khải Hoa nằm ở trên giường, hai mắt thật chặt nhắm, bộ mặt gầy giống như xương bọc da. Trên MU bàn tay một khắc không ngừng đánh dinh dưỡng dịch, hắn túc túc đã hôn mê có 3 tháng, trong 3 tháng này chỉ có thể đủ dựa vào dinh dưỡng dịch tới duy trì tánh mạng của hắn, bằng không hắn đã sớm đi đời nhà ma. Diệp Thần Phong đi tới bên giường, thấy Triệu Khải Hoa tái nhợt trong hơi có vẻ biến thành màu đen sắc mặt, chân mày kìm lòng không đậu cau lại, lập tức đưa bàn tay đặt ở Triệu Khải Hoa bộ ngực, đem một cổ nhu hòa linh hồn lực thăm dò vào Triệu Khải Hoa trong thân thể. Ước chừng 2 phút sau, Diệp Thần Phong thu tay về trường, hắn quả nhiên suy đoán không sai, Triệu Khải Hoa cũng không phải là ngã bệnh, mà là trúng độc. Trải qua linh hồn lực lớn dồn dò xét, Triệu Khải Hoa bên trong thân thể trong loại độc chất này cũng không đơn giản, hẳn là một loại công nghệ cao độc tố, cũng không phải bình thường chữa bệnh khí giới có thể kiểm điều tra ra, muốn nếu không cũng sẽ không khiến Thiên Hải nhiều như vậy quyền uy thầy thuốc thúc thủ vô sách, nếu như Triệu Khải Hoa trong cơ thể độc tố nữa không thanh trừ lời mà nói, nhiều nhất chỉ có thể đủ sống thêm một tháng. Như thế nào, ngươi có thể đủ trị lành Triệu chủ tịch bệnh sao? Phương Nam Tường nhìn trong trầm tư Diệp Thần Phong mong được hỏi. Hẳn là không thành vấn đề. Mặc dù hiện tại thầy thuốc đối loại này công nghệ cao độc tố thúc thủ vô sách, nhưng là Diệp Thần Phong có thể dựa vào linh hồn lực cùng châm cứu để đạt tới khu trừ Triệu Khải Hoa thể nội độc tố mục đích. Bất quá hiện tại Diệp Thần Phong lại không có ý định đem Triệu Khải Hoa chân thực bệnh nhân nói ra, lấy hắn thông minh cho dù dùng cái mông nghĩ. Hắn đều có thể nghĩ đến Triệu Khải Hoa trung độc hoàn toàn là vì sao nguyên nhân, cho nên bây giờ còn là trước trị lành Triệu Khải Hoa rồi nói sau. Lúc này Diệp Thần Phong trong lòng cảm giác mình thiệt thòi lớn, muốn khu trừ Triệu Khải Hoa bên trong thân thể độc tố, nhưng là phải phí rất lớn một phen thời gian, song hắn mới thu chính là 5 vạn đồng tiền trị liệu phí, lấy Triệu ra tài lực hắn tối thiểu muốn thu đến 100 vạn trở lên, dù sao Triệu Khải Hoa mạng khi hắn xem ra, cả hoa hạ nước trừ hắn ra không có người có thể chữa hết. Dĩ nhiên nếu như có thể đạt được loại độc tố này giải dược,
đó chính là một chuyện khác nữa. Diệp Thần Phong lấy ra ngân châm, như cũ là dùng cái bật lửa đơn giản tiêu một chút độc, đâm vào Triệu Khải Hoa bộ ngực cùng với bụng vị trí, tổng cộng 18 châm, ở bầy châm lúc Diệp Thần Phong không có dừng chút nào lưu, có thể nói là làm liền một mạch. Diệp Thần Phong nước chảy mây trôi thủ pháp, để cho ban đầu không đợi gặp Đinh Ngọc Phân vài phần kính trọng, nàng vốn là nghe Vạn Khải lời mà nói, cho là con gái của mình vớ vẫn hổ nháo, nhưng là hiện tại nàng cũng không cho là như vậy, thậm chí nàng thấy được một tia hy vọng, cả người trên mặt vẻ mặt bắt đầu khẩn trương lên. Diệp Thần Phong này nhìn như đơn giản 18 châm, là đem Triệu Khải Hoa bên trong thân thể độc tố hội tụ đến một chỗ, như vậy tương đối lợi cho Diệp Thần Phong khu trừ. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Diệp Thần Phong đưa bàn tay đặt tại Triệu Khải Hoa bộ ngực, liên tục không ngừng linh hồn lực rót vào trong cơ thể hắn, sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt, cái trán cùng trên gương mặt toát ra tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Theo linh hồn lực rót vào, Triệu Khải Hoa hơi có vẻ biến thành màu đen, sắc mặt trở nên hồng nhuận đứng lên, trong thân thể toát ra một cổ mắt thường có thể thấy được mảnh khói. Điều này làm cho người ở chỗ này đem tâm cũng nhắc tới tiếng nói miệng, bọn họ thật hoài nghi mình là ở xem chiếu bóng đâu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rời đổi theo thời gian, Triệu Khải Hoa sắc mặt trở nên càng ngày càng hồng nhuận, Diệp Thần Phong bỗng nhiên thu tay về trường, xoa xoa cái trán mồ hôi hột, trong miệng thở gấp rối loạn hơi thở. Phốc! Triệu Khải Hoa trong lúc bất chợt mở hai mắt ra, trong miệng phun ra một ngụm sình sệch màu đen máu, sắp bị tử nhuộm thành đen thùi một mảnh. Nhìn thấy Triệu Khải Hoa chân theo đang hôn mê thanh tỉnh lại, Đinh Ngọc Phân kích động thứ nhất xông lên phía trước ôm đối phương, hốc mắt hồng nhuận nói, Khải Hoa, ta cũng biết ngươi không có việc gì, ta cũng biết ngươi không có việc gì. Kể từ khi Triệu Khải Hoa sau khi hôn mê, Đinh Ngọc Phân là ăn không vô ngủ không được, khi nàng mời lần Thiên Hải quyền uy thầy thuốc, thậm chí là đem trên quốc tế quyền uy thầy thuốc vậy mời tới, nhưng là những người này trừ trị liệu phí cao ly phổ ra, bọn họ trị liệu đối Triệu Khải Hoa một chút chỗ dùng cũng không có. Có thể nói Đinh Ngọc Phân nội tâm là hoàn toàn tuyệt vọng, cho là Triệu Khải Hoa tỉnh lại tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ, song kỳ tích tự phát sinh ở trước mắt của nàng, làm cho nàng cho tàn tâm lần nữa hồi phục tới đây. Đứng ở một bên Vạn Khải thấy Triệu Khải Hoa thanh tỉnh lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ thất vọng thần sắc, hai mắt che lấp ngó chừng Triệu Khải Hoa, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Diệp Thần Phong mặc dù ở điều tức, nhưng là Vạn Khải này một loạt khác thường cử động cũng không có tránh được hai mắt của hắn. Trong lòng hắn đã có 90% có thể khẳng định Triệu Khải Hoa chuyện bị trúng độc cùng Vạn Khải thoát không được quan hệ. Phương Nam Tường mới vừa rồi là cảm giác làm ra Diệp Thần Phong trong cơ thể cùng người khác bất đồng khí thế, mới làm cho đối phương thử cứu trị Triệu Khải Hoa, dù sao Triệu Khải Hoa trạng huống quá tệ, để cho Diệp Thần Phong thử một lần vậy không có gì lớn, dù nói thế nào điều này cũng có thể tăng thêm một phần hy vọng a. Bất quá hắn vạn lần không ngờ Triệu Khải Hoa chân bị Diệp Thần Phong cấp cứu tỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đinh Ngọc Phân đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra theo thứ tự đối Triệu Khải Hoa nói một lần, nhìn về phía Diệp Thần Phong trong ánh mắt tràn đầy áy náy cùng xin lỗi, thái độ cũng tới một cái 180 độ đại quẹo cua, nói, Diệp tiên sinh, mới vừa rồi là ta mạo phạm ngươi, ta ở chỗ này hướng ngươi nói câu thật xin lỗi. Đinh Ngọc Phân nói xin lỗi là phát ra từ nội tâm, nhớ tới mới vừa rồi không lưu tình mặt đuổi Diệp Thần Phong rời đi. Bây giờ nghĩ lại không khỏi sợ sau lên, nàng thiếu chút nữa đích thân bị mất cứu tỉnh chính mình lão công hy vọng. Mới vừa tỉnh lại Triệu Khải Hoa, bộ ngực có chút tâm khó chịu, nghe Đinh Ngọc Phân đem mấy ngày nay chuyện tình theo thứ tự chậm rãi nói tới, khi hắn nghe được là trước mặt vị trẻ tuổi này cứu hắn lúc, hắn vội vàng nói, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi cứu về ta này điều mạng già. Luôn luôn chú ý Diệp Thần Phong cả cứu trị quá trình Triệu Huyền Đình, càng thêm là vui quá mà khóc. Nàng cũng biết Diệp Thần Phong có thể cứu tỉnh phụ thân của nàng, đây là một loại nữ nhân thuần túy giác quan thứ 6. Diệp tiên sinh, mạng của ta là ngươi cứu về tới, về phần trị liệu phí ngươi tự cứ việc nói sao? Triệu Khải Hoa sảng khoái nói. Cha, ta đã cho Thần Phong 5 vạn đồng tiền. Triệu Huyền Đình rất không thích hợp nói, Thần Phong xưng hô thế này cũng gọi là thuận miệng lên. 5 vạn đồng tiền, điều này làm cho Phương Nam Tường cùng Đinh Ngọc Phân xấu hổ không ngừng. Bọn họ mời như vậy danh y, mỗi lần động cũng là vài chục vạn trên trăm vạn, nhưng là ngay một chút hiệu quả cũng không có, lần này Triệu Huyền Đình xài 5 vạn đồng tiền mời tới người, đã Triệu Khải Hoa cho chữa hết. Đây quả thực để cho hai người bọn họ có loại muốn đập đầu vào tường vọng động. Diệp Thần Phong thật muốn hung hăng đánh lên Triệu Huyền Đình mấy cái mông,
là vì 5 vạn đồng tiền hắn mệt mỏi giống như điều chó chết giống nhau, thật là quá không đáng giá được. Ở không lâu tương lai, Diệp Thần Phong còn muốn thực hành hắn buôn bán đế quốc kế hoạch đâu. Chính là thiếu tiền lúc, dựa hết vào theo Vân Hổ tập đoàn thuận tới 300 vạn đỉnh không được nhiều lớn chỗ dùng. Uyển Đình, người đừng mò mẫm hồ nháo, ta nhất định phải hảo hảo tạ ơn Diệp tiên sinh mới được. Triệu Khải Hoa khiển trách, theo Đinh Ngọc Phân nơi đó hắn biết, nếu như không có Diệp Thần Phong xuất hiện, hắn sợ rằng dùng không được bao lâu sẽ phải đi gặp Diêm Vương gia. Triệu tiên sinh, nếu như thuận tiện, ta nghĩ cùng ngươi một mình nói chuyện một chút. Diệp Thần Phong có cần thiết đem chúng độc chuyện này tự mình nói cho Triệu Khải Hoa? Triệu Khải Hoa nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong, cũng không có hỏi nguyên nhân đã nói các ngươi đi ra ngoài trước. Chương 34, đến từ tiểu thúc cầu trợ. Tất cả mọi người thối lui ra khỏi gian phòng, Diệp Thần Phong mới mở miệng hỏi, Triệu tiên sinh, ngươi có biết hay không một mình ngươi là bởi vì thân chúng kịch độc mới có thể hôn mê 3 tháng lâu? Cái gì? Chúng độc? Triệu Khải Hoa trên mặt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc kinh ngạc hỏi. Đúng, người bên trong thân thể loại độc tố này vô cùng kịch liệt, không phải bình thường người có thể khu trừ được rồi, chớ đừng nói chi là những thứ kia cái gọi là thầy thuốc. Diệp Thần Phong bĩu môi hồi đáp. Triệu tiên sinh, ta nghĩ người hẳn là phải chú ý người bên cạnh ngươi, nói không chừng độc này là. Diệp Thần Phong hữu ý vô ý nhắc nhở. Nghe vậy, Triệu Khải Hoa dương mắt nhìn một chút Diệp Thần Phong, khóa chặt chân mày. Lâm vào trong trầm tư. Lúc bình thường có thể đến gần người của hắn năm đầu ngón tay cũng số đích tới đây, lão bà của hắn Đinh Ngọc Phân, nữ nhi của hắn Triệu Uyển Đình, còn có hai người chính là Phương Nam Tường cùng Vạn Khải. Đinh Ngọc Phân cùng Triệu Uyển Đình có thể đầu tiên bị loại bỏ dụng, chẳng lẽ chính là Phương Nam Tường cùng Vạn Khải trong hai người này kia một người trong. Triệu Khải Hoa có chút không cách nào tiếp nhận sự thật này, Phương Nam Tường đã đi theo hắn nhiều năm, trong mấy năm nay Phương Nam Tường biểu hiện. Để cho Triệu Khải Hoa đem hắn trở thành người trong nhà, có thể nói hắn là Triệu Khải Hoa tay trái tay phải cánh tay. Mà Vạn Khải không chỉ có từng đã cứu Triệu Khải Hoa mạng, hôm nay lại là hắn con rể tương lai, hắn thật không dám nghĩ như là hai người kia trong sẽ có người đối với hắn hạ độc. Diệp tiên sinh, ta nghĩ không nhất định chỉ có ta người bên cạnh mới có thể đủ đối với ta hạ độc a. Triệu Khải Hoa hay là không muốn tin tưởng sự thật này? Diệp Thần Phong trong lòng cười lạnh. Triệu Khải Hoa nói như thế nào vậy là một tập đoàn chủ tịch, phán đoán năng lực làm sao lại yếu như vậy đâu. Bất quá hắn có thể làm cũng chỉ là nhắc nhở một chút Triệu Khải Hoa, về phần đối phương như thế nào giải quyết chuyện này, hoặc là lựa chọn có tin hay không, cũng không ở Diệp Thần Phong suy nghĩ phạm vi bên trong. Triệu tiên sinh, ngươi nữa suy nghĩ thật kỹ sao, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong vừa ra khỏi phòng, Triệu Uyển Đình tự hưng trùng trùng đi lên, hỏi Thần Phong. Ba ta bệnh hẳn là không có chuyện gì đi. Triệu Khải Hoa trong cơ thể độc tố mặc dù bị Diệp Thần Phong cho toàn bộ kết thúc khu trừ sạch sẽ, nhưng là do ở độc tố thời gian dài ở trong cơ thể hắn tích lũy, đã tạo thành bên trong thân thể của hắn bộ phận khí quan bị hao tổn, nếu như không khôi phục này bộ phận khí quan chức năng, sợ rằng Triệu Khải Hoa tối thiểu hội giảm thọ 10 năm đến 20 năm không đợi. Nhìn Triệu Uyển Đình trắng noãn trên mặt hiện lên lo lắng, Diệp Thần Phong vẫn là có ý định người tốt làm đến cùng. Nói, ba người thân thể trạng huống hay là rất kém cỏi, nếu như muốn khôi phục đến từ trước bộ dạng, ta còn nhất định phải phí một phen thời gian đâu. Bất quá này sau trị liệu có thể không coi là ở đây 5 vạn đồng tiền bên trong. Triệu Uyển Đình khả ái cau lại lỗ mũi, nói, ngươi có thể thật nhỏ mọn, không phải nói thế ngoại cao nhân đều không để ý tiền sao. Đối với Triệu Uyển Đình lời mà nói, Diệp Thần Phong trong lòng vô cùng xấu hổ, trêu đùa ta có thể không phải là cái gì thế ngoại cao nhân. Nói hiểu rõ một chút, tục nhân một cái, ngươi cũng không phải là người thế nào của ta. Nếu như ngươi là nữ nhân của ta lời mà nói, ta dĩ nhiên có thể phân văn không thu. Triệu Uyển Đình hai bên gương mặt nhất thời hồng giống như có thể nhỏ ra huyết bình thường, đôi mắt đẹp kiều giận chừng mắt liếc Diệp Thần Phong, phảng phất là tiểu tức phụ ở hướng lão công làm núng đâu. Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình đả tình mạ tiếu, để cho đứng ở một bên Vạn Khải sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Quan sát được điểm này Đinh Ngọc Phân vội vàng nói, Diệp tiên sinh, thời gian cũng không sớm, hôm nay ngươi ở chỗ này ở sao? Ngày mai dè đặt ngươi tới tới lui lui. Diệp Thần Phong không có cự tuyệt, bởi vì giúp Triệu Khải Hoa trị liệu, bên trong thân thể của hắn linh hồn lực tiêu hao không sai biệt lắm, cực kỳ cần một cái an tĩnh gian phòng điều tức, đem bên trong thân thể linh hồn lực khôi phục tới đỉnh đỉnh núi trạng thái. Diệp tiên sinh, mời đi theo ta sao? Ở Phương Nam Tường dưới sự hướng dẫn của Diệp Thần Phong đi vào một gian bố trí cực kỳ đơn giản gian phòng.
nếu như ta không có ra khỏi phòng, không làm cho người tới quấy rầy ta. Diệp Thần Phong nói, khi hắn khôi phục điều tức lúc là phi thường kiêng kỵ bị cho quấy rầy. Tốt, Diệp tiên sinh. Phương Nam Tường lui ra khỏi phòng sau, Diệp Thần Phong khoanh chân mà ngồi, hô hấp từ từ biến thành đều ổn lại, từ từ hô hấp cùng thổ khí đang lúc trở nên vô cùng có quy luật, nếu không có tiếng hít thở tồn tại, những người khác thấy như vậy một màn nói không chừng sẽ đem hắn làm thành là một tòa pho tượng rồi sao. Trải qua một đêm điều tức, Diệp Thần Phong linh hồn lực lần nữa khôi phục đến cấp 2 đỉnh, ngáp một cái, duỗi lưng một cái, vừa định ra khỏi phòng, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống nút trả lời, Thần Phong, ngươi lập tức trở về cường binh trại huấn luyện một chuyến. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Diệp Đông Kiện vô cùng lo lắng thanh âm. Tiểu thúc, ngươi sáng sớm chính là ăn Viagra sao? Làm sao tinh lực như vậy tràn đầy? Diệp Thần Phong cười nói. Tiểu tử ngươi, tiểu thúc ta không phải là đang cùng ngươi nói giỡn, hiện tại tiểu thúc ta cũng lửa đốt mông đít, ngươi mau trở lại giúp ta chống đỡ giữ thể diện. Diệp Đông Kiện vội vàng sao động nói. Nghe Diệp Đông Kiện thanh âm thật cũng không giống như đang nói đùa, Diệp Thần Phong hỏi, tiểu thúc, vội vã như vậy để cho ta trở về cường binh trại huấn luyện rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi phí nói cái gì, chẳng lẽ tiểu thúc cho ngươi trở lại một chuyến cũng không được sao? Nếu như ngươi hôm nay không đến, sau này ngươi không nên gọi ta là tiểu thúc. Đồ 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 nghe trong điện thoại truyền đến chiếu cố âm, Diệp Thần Phong biết tiểu thúc nhất định là gặp phải phiền toái, bằng không cũng sẽ không có lớn như vậy tức giận. Đẩy cửa phòng ra khỏi phòng, liền gặp được Phương Nam Tường thẳng tắp đứng ở cửa, trong ánh mắt hiện đầy máu đỏ sợi, có thể thấy được hắn ở cửa gian phòng túc túc đứng một đêm. Ngày hôm qua Diệp Thần Phong chẳng qua là thuận miệng nhắc ra một câu, không làm cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Phương Nam Tường tự đứng ở cửa gian phòng trong một buổi tối. Điều này cũng. Triệu Khải Hoa từng đối Phương Nam Tường có thiên đại ân tình, Diệp Thần Phong làm cứu tỉnh Triệu Khải Hoa người, Phương Nam Tường tự nhiên muốn nhận chân đối đãi, đừng bảo là để cho hắn không ngủ được thủ một buổi tối, coi như là để cho hắn nhiều thủ hơn mấy cái buổi tối hắn vậy nguyện ý. Diệp tiên sinh, ngài tỉnh, tối hôm qua ngủ ngon không tốt, nhìn thấy Diệp Thần Phong ra khỏi phòng, Phương Nam Tường khom người hỏi. Phương Nam Tường thủ ở cửa gian phòng cử động này, để cho Diệp Thần Phong trong lòng rất có hảo cảm, xem ra Phương Nam Tường đối Triệu Khải Hoa là trung thành cảnh cảnh, bằng không cũng sẽ không coi trọng như vậy Diệp Thần Phong. Phương ca, thật là không trả ý tứ, ta ngày hôm qua chẳng qua là tùy tiện vừa nói như thế, ngươi đang ở cửa trông một buổi tối, cho ngươi. Diệp Thần Phong chân thành la một tiếng Phương ca, trong lòng rất có áy náy. Diệp tiên sinh, ngài quá khách khí. Ngài là trị liệu tốt Triệu chủ tịch hy vọng, ngài chính là Triệu chủ tịch ân nhân, cũng chính là ta Phương Nam Tường ân nhân. Phương Nam Tường lúc tuổi còn trẻ ở bộ đội đặc chủng ngốc quá, trên người có quân nhân sảng khoái chân thành tính chất đặc biệt, trong lời nói muốn biểu đạt ra ý tứ vô cùng trắng ra. Diệp Thần Phong trong lòng hơi động một chút, nói, Phương ca, ta phải đi ra ngoài một bận, về phần Triệu chủ tịch bệnh, ta sẽ trở về trị liệu. Nếu tiểu thúc cũng như vậy vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho hắn. Hắn dĩ nhiên trở về một chuyến cường binh trại huấn luyện đi xem một chút. Diệp tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Ta lái xe đưa ngươi đi đi. Phương Nam Tường hỏi. Không cần, Phương ca, ngươi vội vàng đi nghỉ ngơi sao? Diệp Thần Phong vậy ý không tốt phiền toái Phương Nam Tường. Diệp tiên sinh, ngài có thể ngàn vạn không nên cùng ta khách khí. Phương Nam Tường khom người làm ra một cái mời tư thế, Diệp Thần Phong cũng không nên nữa cự tuyệt. Nếu không lộ ra vẻ hắn quá không phóng khoáng. Đơn giản cùng Triệu gia người nói một tiếng, Phương Nam Tường rồi cùng Diệp Thần Phong cùng nhau rời đi. Lúc gần đi, Triệu Khải Hoa lại dặn dò Phương Nam Tường mấy câu tốt, để cho Phương Nam Tường không cần vội vã trở lại, nhóm đợi Diệp Thần Phong làm xong sự tình, đem Diệp Thần Phong đều đón trở lại, như vậy vậy tỉnh Diệp Thần Phong phiền toái. Chương 35, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Gió thu xào xạc, sáng sớm cường binh trại huấn luyện thao luyện trên trận tựu đứng đầy người, không khí có chút ngưng trọng. Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ song song đứng vững, ở hai người bọn họ đối diện, một người mặc quân trang, thân thể khôi ngô hùng tráng trung niên nam nhân khóe miệng chứa đựng vẻ tươi cười. Trung niên nam nhân trên người thiết huyết mùi vị thậm chí nếu so với Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ mạnh hơn không ít, chỉ có trải qua chân chính tư giết người mới có thể đủ tôi luyện ra nam tử hán thiết huyết. Người này tên là Vũ Khôn Minh. Là kinh thành Vũ gia người, đồng thời cũng là Vũ Hiểu Phỉ thúc thúc, đảm nhiệm kinh thành mẫu quân khu tổng huấn luyện viên, lần này là tới Thiên Hải làm sự tình.
Diệp gia cùng Vũ gia là hai cái đi vô cùng gần đại gia tộc, cho nên Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh từ nhỏ tự biết, có thể nói hai người này là từ nhỏ đánh đến lớn, không ai phục ai, này không vừa tới đến Thiên Hải, Vũ Khôn Minh tự kìm nén không được tìm đến Diệp Đông Kiện so chiêu. Lâm Trung Hổ, hôm nay không có ngươi nhóm phi dược bộ đội chuyện gì, mới vừa rồi ta đã đem lời nói được rất rõ ràng, ta là tới tìm Diệp Đông Kiện thiết tha thiết tha, bất quá lần này ta nghĩ đổi lại phương thức, vừa lúc ta cũng vậy đeo mấy ta trên tay người đến Thiên Hải, không bằng để cho Diệp Đông Kiện thủ hạ ngươi người, cùng thủ hạ ta người khoa tay múa chân, như vậy tổng so sánh với ngươi trước mặt mọi người bị ta đánh ngã có mặt mũi hơn. Vũ Khôn Minh lưng hùm vai gấu, ngón tay chỉ vào Diệp Đông Kiện nói. Để con mẹ ngươi chó dám thúi, ta Diệp Đông Kiện sẽ thua bởi ngươi đại hắc hùng. Coi như là thủ hạ vậy so với ngươi còn mạnh hơn trăm ngàn lần. Diệp Đông Kiện không phải là cái bị khinh bỉ chủ, lúc này nổi trận lôi đình. Bất quá hắn trong lòng rõ ràng chính mình thật không phải là này đầu đại hắc hùng đối thủ, dĩ vãng mỗi lần giao thủ Diệp Đông Kiện cũng lấy thảm bại kết thúc, bằng không hắn cũng sẽ không vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho Diệp Thần Phong cầu viện, nói như thế nào hắn cũng là trưởng bối, hướng vãn bối cầu trợ tóm lại không phải là cái gì vinh quang chuyện tình, nhưng là dưới mắt hắn đã không còn biện pháp. Ngươi đã như vậy có tự tin, bản thân ta muốn nhìn ngươi trên tay bồi dưỡng ra được người, rốt cuộc đến cỡ nào lợi hại. Vẫn chỉ là giống như ngươi giống nhau múa mép khua môi thời gian tương đối lợi hại. Vũ Khôn Minh mặc dù lớn lên giống một đầu đại hắc hùng, nhưng là tính tình vô cùng trầm ổn, cùng hắn bề ngoài cực kỳ không tương xứng. Diệp Đông Kiện hai mắt liếc liếc về thao luyện tràng lối vào, trong lòng nghĩ nói, thần phong kia hỗn tiểu tử, sẽ không tha của ta chim bồ câu. Thấy Diệp Đông Kiện tâm thần không chừng bộ dáng, Vũ Khôn Minh cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi là chuẩn bị rút lui có trật tự. Chúng ta một năm không gặp, làm sao ngươi thành này bức uất ức dạng. Từ trước ngươi coi như là biết rõ thất bại cũng muốn kiên trì phía trên A. Ngươi nói người nào uất ức đâu, đi ngươi bà ngoại, hôm nay ta liền cho ngươi kiến thức cường binh trại huấn luyện lợi hại. Diệp Đông Kiện hôm nay chỉ có thể đủ phùng má giả làm người mập, muốn hắn hướng Vũ Khôn Minh nhận thua là vạn vạn chuyện không thể nào. Chỉ có thể đủ ở trong lòng cầu nguyện, thần phong, tiểu tử ngươi cũng không nên ở thời điểm mấu chốt như vậy cho ngươi tiểu thúc ta dụng xích A, chỉ cần ngươi hôm nay tới, sau này ta quản ngươi gọi tiểu thúc đã thành A. Ta đây cần phải mỏi mắt mong chờ, hôm nay chúng ta thực hành ba cục hai thắng chế, hạng thứ nhất tỉ thí tác xạ, thứ hai hạng tỉ thí ném mạnh, hạng thứ ba còn lại là tỉ thí vật lộn, ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Nghe nói ngươi nhưng là cường binh trại huấn luyện tác xạ bộ huấn luyện viên. Trên tay hẳn là đào tạo ra một hai tên thần tác xạ tay. Ta nhưng là chọn là các ngươi cường hạng, đừng nói ta khi dễ người. Vũ Khôn Minh sảng lãng lớn tiếng nói, hắn thích nhất thấy Diệp Đông Kiện khi hắn trên tay kinh ngạc bộ dáng, mặc dù hai người ai cũng không phục người nào, nhưng là gặp phải chuyện lúc, bọn họ tự sẽ biến thành thiết ca nhóm. Lúc còn trẻ, Diệp Đông Kiện khi đó hay là kinh thành có danh con nhà giàu đâu, một lần bị nhiều tên những khác đại gia tộc đệ tử ngăn ngừa đường. Nhắc tới cũng đúng dịp Vũ Khôn Minh lúc ấy vừa lúc trải qua, không nói hai lời cởi xuống áo khoác đã giúp Diệp Đông Kiện làm ra nằm mấy cái trứng chim. Cho nên nói Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh trong lúc là tồn tại tình nghĩa huynh đệ, bất quá bọn hắn loại huynh đệ này tình nghĩa tương đối đặc thù mà thôi. Cường binh trại huấn luyện ngoài, một chiếc màu đen Mercedes-Benz vững vàng đương đương ngừng lại, Diệp Thần Phong theo tay lái phụ phía trên đi xuống, hướng về phía trong xe Phương Nam Tường nói, Phương ca. Muốn không ngươi đi về trước đợi xử lý xong chuyện nơi đây, ta sẽ giúp Triệu chủ tịch trị liệu. Phương Nam Tường lắc đầu cung kính nói, Diệp tiên sinh, ta ở chỗ này chờ ngươi đã khỏe. Nghe Phương Nam Tường nói như vậy, Diệp Thần Phong không nói thêm gì nữa, từ trong túi tiền móc ra rời đi, Diệp Đông Kiện ném cho hắn giấy thông hành, không trở ngại đi tới cường binh trại huấn luyện. Phương Nam Tường nhìn Diệp Thần Phong thân ảnh biến mất trong tầm mắt, trong lòng không khỏi nổi lên cuộn sóng, thân là người Thiên Hải. Lại là từng bộ đội đặc chủng thành viên, hắn dĩ nhiên biết cường binh trại huấn luyện, cường binh trại huấn luyện có thể không phải là binh lính bình thường có thể tùy tùy tiện tiện gia nhập, khó trách hắn ở mới gặp gỡ Diệp Thần Phong lúc, ở trên người của đối phương cảm thấy một cổ đặc thù khí thế. Diệp Đông Kiệt, ngươi lại muốn chúng ta nhóm đợi tới khi nào? Ngươi sẽ không phải là ở trì hoãn thời gian, thao luyện trên trận Vũ Khôn Minh hiển nhiên là đã đợi được có chút không nhịn được. Diệp Đông Kiện cuối cùng nhìn thoáng qua thao luyện tràng vào cửa, trong lòng quát lên, thần phong kia du côn cắc kẽ, đợi lần sau nhìn thấy hắn, ta nhất định phải hắn đẹp mắt. Dường như Diệp Đông Kiện không có suy nghĩ đến một cái vấn đề, coi như là hắn lần sau nhìn thấy Diệp Thần Phong thì đã có sao. Tựa hắn hiện tại thân thủ là Diệp Thần Phong đối thủ sao.
hắn này thuần túy là chứng đau A Quy tinh thần. Người nào trì hoãn thời gian, ta là xem các ngươi mới vừa vặn phong trần mệt mỏi chạy tới Thiên Hải, cho các ngươi nghỉ ngơi một chút, không nên đến lúc đó thua vậy không thừa nhận Diệp Đông Kiện con vịt chết mạnh miệng. Kia còn chờ cái gì? Bắt đầu vòng thứ nhất tác xạ tỉ thí, Vũ Khôn Minh nói. Đang lúc này Diệp Thần Phong vừa lúc đi vào thao luyện tràng, hai mắt ở thao luyện trong sân quét mắt một phen sau, rất nhanh liền đi tìm Diệp Đông Kiện vị trí, đi tới nói tiểu thúc, người vội vã như vậy gọi ta tới làm gì? Diệp Thần Phong mới vừa rồi chỉ lo tìm kiếm Diệp Đông Kiện thân ảnh, cũng không có chú ý tới người khác, giờ phút này vừa mới dứt lời tựu thấy được trước mặt Vũ Khôn Minh, vội vàng hô, nguyên lai Vũ Thúc Thúc cũng ở nơi đây a, trong lòng đại khái đoán được một chút, tiểu thúc vô cùng lo lắng gọi hắn tới nguyên nhân. Diệp Đông Kiện thấy Diệp Thần Phong kịp lúc xuất hiện, trong lòng nặng nề thở ra một hơi, nói, đại hắc hùng, cháu ta là ta đích thân đào tạo ra tới vật lộn cao thủ. Đợi vòng thứ ba lúc, sẽ làm cho cháu ta cùng các ngươi vui đùa một chút. Về phần khác hai đợt tỉ thí, Diệp Đông Kiện thân là tác xạ bộ huấn luyện viên, hắn có lòng tin thủ hạ có thể cầm thiên hạ đệ nhất đổi phiên, dù sao tranh tài là ba cục hai thắng, chỉ cần bắt lại hai đợt Diệp Đông Kiện tự thắng. Vũ Khôn Minh cho là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề rồi sao, cương nghị trên mặt là ý vị thâm trường nụ cười, nói, ngươi không có cùng ta đang nói đùa. Ngươi để cho Thần Phong tham dự vòng thứ ba vật lộn. Diệp Thần Phong hoảng sợ chứng tốt chuyện tình còn không có ở kinh thành truyền ra đâu, về phần biết chuyện này Vũ Hiểu Phỉ cũng không có nói cho bất cứ người nào, cho nên ở Vũ Khôn Minh xem ra Diệp Đông Kiện để cho Diệp Thần Phong tham dự vật lộn, quả thực là ngu ngốc hành động. Chương 36, Thiên Tài Tác Xạ Tay. Thế nào, Đại Hắc Hùng, chẳng lẽ ngươi xem thường cháu ta sao? Nhưng hắn là ta tay cầm tay điều dạy dỗ thần tọa Diệp Đông Kiện nghiêu khí ngất trời. Hắn đợi muốn cho Diệp Thần Phong hảo hảo quét quét này đầu đại hắc hùng trước mặt tử. Người đây không phải là để cho Thần Phong tìm tội chịu sao? Hắn là tình huống nào chẳng lẽ ta còn không biết sao? Vũ Khôn Minh chắc chắc nói. Này cũng không nhọc đến người phí tâm, cháu của ta thực lực ta vô cùng rõ ràng, Diệp Đông Kiện tràn đầy tự tin nói. Vũ Khôn Minh dày thân thể run lên, nói tốt, đừng tưởng rằng ngươi để cho Thần Phong ra sân, ta tự sẽ khiến thủ hạ nhường, đợi trên tay thấy thật chiêu. Thao luyện tràng nửa trái bộ phận bị cách ly làm ra một cái sân bắn, Diệp Đông Kiện ra lệnh trên tay binh sĩ đơn giản bố trí một chút, có thể chuẩn bị bắn bia tác xạ. Là vì gia tăng tác xạ khó khăn, Diệp Đông Kiện đem cố định bá cũng đổi thành di động bá, đối với tác xạ cao thủ mà nói đánh cố định bá một chút khó khăn cũng không có, nói không chừng cuối cùng còn có thể biến thành một cái thế hòa đâu. Diệp Đông Kiện bên này phái ra một tên binh lính, nhưng là tác xạ bộ trong ưu tú nhất thành viên. Hắn có lòng tin vòng thứ nhất tác xạ tỉ thí có thể vững vàng đương đương bắt lại. Chỉ thấy kia tên lính cầm lên luyện tập dùng là súng máy bán tự động, tư thế vô cùng tiêu chuẩn, vừa nhìn lúc bình thường sẽ không thiếu tiếp nhận huấn luyện. Kia tên lính trên mặt treo tự tin thần thái, hắn ở cường binh trại huấn luyện tác xạ bộ trong nhưng là nhất đẳng người nổi bật, thậm chí có lúc liên xạ đánh bộ huấn luyện viên Diệp Đông Kiện cũng không phải là đối thủ của hắn. 100 thước khoảng cách, 5 phát đạn liên tục bắn ra. Nổ trầm âm thanh ở trong không khí quanh quẩn, di động bá so sánh với cố định bá muốn khó khăn tăng thêm không ít, nhưng là đối với mỗi ngày đều ở sở cán thương, thậm chí ngủ cũng ôm súng ngủ hắn mà nói hay là một bữa ăn sáng chuyện tình, hắn dám khẳng định 5 phát đạn ít nhất ở 48 hoàn trở lên. Không lâu lắm, thống kê thành tích binh lính tựu đã chạy tới công bố thành tích, kia tên lính 5 súng đạt đến 49 hoàn thành tích. Đối với đánh di động bá mà nói, cái thành tích này đã là tương đối khá. Huống chi hay là đang 100 mét có hơn đâu. Tiểu tử ngươi, gần nhất lười biếng tài nghệ có thể có nơi giảm xuống, Diệp Đông Kiện vỗ vỗ kia tên lính bả vai để cho vậy đối với Phương Về Hàng. Thật ra thì theo Diệp Đông Kiện nụ cười đắc ý trong là có thể nhìn ra, hắn đối thủ hạ mình cái thành tích này vừa lòng phi thường, chẳng qua là hoa hạ người trong nước không phải là có khiêm nhường này một cái truyền thống đó sao. Diệp Đông Kiện, ngươi thật đúng là đừng nói, thủ hạ ngươi thương pháp thật không lớn. Hôm nay sẽ làm cho ngươi kiến thức cái gì mới gọi thương pháp. Vũ Khôn Minh vừa nói xong, theo phía sau hắn đi ra khỏi một người tài gầy gò binh sĩ, thậm chí trên mặt lại mang một bộ độ cao số đích mắt kiếng, bộ dạng này bộ dáng làm sao cũng làm cho nhân hòa thần thương thủ một từ liên lạc không được. Ha ha ha, đại hắc hùng, ngươi sẽ làm cho như vậy một cái bốn mắt chim bìm bịp ra sân. Ta xem hắn ngay đường cũng thấy không rõ lắm, ngươi để cho hắn tới tác xạ. Diệp Đông Kiện không khỏi buột miệng cười to. Không nên đem lời nói được như vậy mãn, đợi ta xem ngươi tựu không cười được. Vũ Khôn Minh một chút cũng không lo lắng nói.
Tên kia vóc người gầy gò bốn mắt chim bìm bịp cầm lên súng máy bán tự động, dày cộm nặng nề mắt dưới tấm kính hai tròng mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, khí thế trên người vậy đột nhiên thay đổi. Điều này làm cho một bên Diệp Thần Phong trong lòng nhất thời nảy mầm một loại nguy hiểm cảm, trực giác của hắn tự nói với mình, trước mặt cái này bốn mắt chim bìm bịp tuyệt đối là cái nguy hiểm hóa sắc. Trước một kiếp Diệp Thần Phong thương pháp có thể coi nhất tuyệt, bất kể là dạng gì thương giới, hắn cũng đùa thành thạo, mới vừa rồi hắn vốn là muốn nói cho Diệp Đông Kiện để cho hắn ra sân, nhưng là Diệp Đông Kiện đã đem người sắp xếp xong xuôi. Hắn cũng chưa có mở miệng bốn mắt chim bìm bịp nhắm chúng thời gian nếu so với phía trên một người rút ngắn rất nhiều. Năm viên đạn rất nhanh tự bắn đi ra ngoài, trên mặt Thủy Chung vẫn duy trì một loại thần thái, không có kiêu ngạo, không có lo âu, không có. Là một loại cực kỳ yên lặng trạng thái. Vốn là Diệp Đông Kiện lấy là thứ nhất chàng tác xạ là tất thắng, nhưng là làm thống kê viên chạy tới công bố 57 hoàn thành thích sau, hắn kinh ngạc há to miệng, ngược lại sắc mặt đến mức đỏ bừng, nhất định hắn cũng là tác xạ bộ huấn luyện viên A đây không phải là từ bạt tai sao. Như thế nào? Hiện tại biết cái gì mới là thần thương thủ, Vũ Khôn Minh đắc ý nói. Diệp Thần Phong thấy chính mình tiểu thúc kinh ngạc bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn biết tiểu thúc ở Vũ Khôn Minh trước mặt có thể chưa từng có một lần là thắng trôi qua đâu nhưng ngay sau đó đứng dậy nói, Vũ Thúc Thúc, mới vừa rồi ta tiểu thúc là cùng ngươi đang nói đùa đâu thật ra thì nơi này lợi hại nhất thần thương thủ cũng không có xuất thủ. Nga, các ngươi nơi này còn có thêm lợi hại người. Vũ Khôn Minh nghi hoặc nhìn Diệp Thần Phong. Không riêng gì Vũ Khôn Minh ngờ vực, ngay cả một bên Diệp Đông Kiện trong lòng vậy tràn đầy ngờ vực, hắn mới vừa rồi phái đi ra cái kia tên lính đã là thương pháp người tốt nhất. Tốt, Thần Phong, vậy ngươi đem vị kia thần thương thủ gọi ra, không muốn đến cuối cùng nói ta là thắng chi không võ Vũ Khôn Minh không cho là nơi này còn có người có thể qua bốn mắt chim bìm bịp thành tích tác xạ. Nghe vậy, Diệp Thần Phong cầm lên mở để ở một bên súng máy bán tự động, thấy như vậy một màn Vũ Khôn Minh, vội vàng nói, Thần Phong. Ngươi làm cái gì vậy? Tác xạ A Diệp Thần Phong thuận miệng nói. Thần Phong, ngươi muốn tác xạ đợi bắn đủ, hiện tại trước tiên đem ngươi nói tên kia thần tác xạ tay gọi ra Vũ Khôn Minh nói. Vũ Thúc Thúc, ta nói chính là cái kia người chính là ta A Diệp Thần Phong chỉ tự đường. Thần Phong, ngươi, Vũ Khôn Minh nhất thời á khẩu không trả lời được, ngược lại hắn nghĩ đến Diệp Thần Phong là một hoảng sợ chứng người bệnh, hắn chính là quên được. Rầm 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 bang bang. Trong lúc nói chuyện Diệp Thần Phong đã hướng di động bá nổ súng, thậm chí ngay nhắm chúng cũng không có nhắm chúng, đối với người khác xem ra Diệp Thần Phong hoàn toàn là vớ vẩn hổ nháo. Diệp Đông Kiện thở dài, lắc đầu, mặc dù Diệp Thần Phong thân thủ tốt để cho hắn cái này làm thiếp thúc cũng mặc cảm, nhưng là thương pháp cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành, cho nên hắn vậy cho là Diệp Thần Phong là ở hổ nháo. Diệp Đông Kiện vừa lúc muốn chuẩn bị mở miệng nhận thua lúc, thống kê viên Hưng trùng trùng chạy tới. Mang trên mặt kinh ngạc cùng bất khả tư nghị thần sắc, ấp a ấp úng nói, lá huấn luyện viên, mới vừa rồi, mới vừa rồi. Diệp Đông Kiện tức giận cắt đứt thống kê viên lời mà nói, ta đã đoán được kết quả, có phải hay không ngay nhất thương cũng không đánh trong mục tiêu. Không, không phải, mới vừa rồi năm súng đại mãn sâu, toàn bộ đánh trúng hồng tâm thống kê viên thở không ra hơi nói. Cái gì, điều này sao có thể? Diệp Đông Kiện sửng sốt một hồi lâu sau mới giật mình hô lên, này hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Mau, mau mang ta đi xem một chút mục tiêu. Diệp Đông Kiện vội vàng hướng mục tiêu chạy tới, Vũ Khôn Minh cùng Lâm Trung Hổ theo sát Diệp Đông Kiện nện bước, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này quả thực thật bất khả tư nghị. Chương 37, lực lượng lớn kinh người. Ở tận mắt nhìn thấy thống kê viên nói rất đúng lời nói thật sau, Diệp Đông Kiện, Vũ Khôn Minh cùng Lâm Trung Hổ trên mặt vẻ mặt cũng ánh sáng vạn phần. Ngược lại Diệp Đông Kiện sảng lãng ha ha phá lên cười, nói, Đại Hắc Hùng, hiện tại ngươi biết cái gì mới gọi thần thương thủ. Thủ hạ ngươi kia bốn mắt chim bìm bịp ở Thần Phong trước mặt căn bản là không đủ nhìn, Thần Phong tài bắn là ta huấn luyện ra. Một bên Lâm Trung Hổ đầu đầy hắc tuyến, người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn có thể rất rõ ràng, Diệp Thần Phong thần hồ kỳ kỹ thương pháp cùng Diệp Đông Kiện nửa xu quan hệ cũng không có, bằng không lấy Diệp Đông Kiện tính cách đã sớm để cho Diệp Thần Phong thứ nhất ra sân. Cho nên nói trước đây ngay Diệp Đông Kiện cũng không biết Diệp Thần Phong thương pháp tốt như vậy. Vũ Khôn Minh trên mặt là nồng đậm ngờ vực, Diệp Thần Phong không là một hoảng sợ chứng người bệnh sao? Như vậy thương pháp của hắn làm sao sẽ tốt như vậy? Năm súng đại mãn sâu, đây tuyệt đối không phải là mèo mù đụng với chết hao tổn chuyện tình. Vẫn thật không nghĩ tới Thần Phong thương pháp lại tốt như vậy.
Sau này có rảnh rỗi nhất định phải làm cho hắn tới huấn luyện thủ hạ ta những thứ kia. Thằng nhóc Vũ Khôn Minh hai mắt sáng lên, giống như Diệp Thần Phong loại này thần thương thủ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mới vừa rồi tên kia bốn mắt chim bìm bịp đã là dưới tay hắn thương pháp người tốt nhất. Nếu để cho Diệp Thần Phong tới chỉ đạo một chút, có lẽ thủ hạ trong cũng có thể xuất hiện một người giống Diệp Thần Phong Châu như vậy bê thần thương thủ đâu. Ván đầu tiên tác xạ coi như là ta thua. Vũ Khôn Minh hào phóng nói, trong lòng đầu óc toàn bộ động đến Diệp Thần Phong thân lên rồi. Đại Hắc Hùng, ván này vốn chính là ngươi thua, cũng không nhìn một chút Thần Phong là của ai cháu. Thủ hạ ngươi những người đó ở Thần Phong trước mặt thẳng nhiều chính là con tôm nhỏ. Diệp Đông Kiện tâm tình hết sức sướng khoái, nhiều năm như vậy cuối cùng là ở Vũ Khôn Minh trước mặt hãnh diện một lần. Bất quá hắn trong lòng đồng dạng là nghĩ không ra, Diệp Thần Phong thương pháp tại sao phải tốt như vậy. Ở trong ký ức của hắn, hắn cái này cháu ở từ trước ngay cán thương tử cũng không có chạm qua a, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có thiên tài sao? Nhưng là tác giả cũng không phải là dựa vào thiên tài là được, cần tích lũy tháng ngày huấn luyện mới có thể đủ đạt tới thần thương thủ tài nghệ, như vậy Diệp Thần Phong thương pháp tốt như vậy, vừa giải thích thế nào đâu. Xem ra tiểu tử này trên người bí mật lại thật không ít, nếu là sớm biết thương pháp của hắn tốt như vậy. Ta nói gì cũng muốn để cho hắn giúp ta tới huấn luyện tác xạ bộ. Diệp Đông Kiện nghĩ ở trong lòng đường, điểm này hắn cũng là cùng Vũ Khôn Minh bất mưu nhi hợp. Kế tiếp một vòng tỉ thí còn lại là ném mạnh, Diệp Đông Kiện mang theo mọi người rời đi tác xạ khu, đi tới một mảnh tương đối trống trải địa phương, dọc theo đường đi Diệp Đông Kiện còn hỏi Diệp Thần Phong đối ném mạnh có ở đó hay không được đâu. Ném mạnh, nói hiểu rõ một chút chính là so với ai khác lực lượng lớn, lấy Diệp Thần Phong hôm nay cấp 2 đỉnh linh hồn lực. Lực lượng cũng sẽ không sai đi nơi nào, cho nên hắn quyết định đem hôm nay ba cuộc tỉ thí bao rơi xuống, tự xem như là vì tiểu thúc hãnh diện một lần. Lúc này Diệp Đông Kiện để cho Vũ Khôn Minh chính là thủ hạ xuất thủ trước, chỉ thấy Vũ Khôn Minh phái ra là một gã người cao mã đại binh lính, trên người đội lên da thịt ngay quân trang cũng che giấu không được, tuyệt đối là một cái sức bật mạnh người. Dùng cho ném mạnh môn đẩy tạ có khoảng 50 cân nặng, so với bình thường tranh tài dùng là môn đẩy tạ muốn nặng phía trên gấp ba nhiều. Người bình thường muốn một tay cầm lấy 50 cân nặng môn đẩy tạ vậy là phi thường khó khăn, đừng bảo là đem 50 cân nặng môn đẩy tạ ném mạnh đi ra ngoài. Tên kia người cao mã đại binh lính, tay phải cầm lên trước đó chuẩn bị tốt môn đẩy tạ, trong lỗ mũi hít một hơi thật sâu, đem trong tay phải môn đẩy tạ giơ qua bả vai, trên cánh tay da thịt trở nên thêm lồi ra, trong miệng dữ dội a một tiếng, đem trầm trọng môn đẩy tạ quăng ném ra ngoài. Có khoảng 50 cân nặng môn đẩy tạ ở trong không khí xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung, cuối cùng giống như một viên đạn pháo bình thường rơi đến trên mặt đất. Thống kê viên thống kê kết thúc khoảng cách sau, trên mặt là nồng đậm vẻ khiếp sợ, nhỏ chạy tới Diệp Đông Kiện đám người trước mặt trước nói, là huấn luyện viên, ném mạnh ra khoảng cách là 50 mét. Có thể đem 50 cân nặng môn đẩy tạ ném mạnh ra 50 mét xa, tuyệt đối có thể được xưng tụng là đại lực sĩ. Diệp Đông Kiện xem xét lại Diệp Thần Phong kia nhỏ thân thể. Không khỏi lo lắng đứng lên, bất quá cho dù ván này thua, không phải là còn có cuối cùng một ván vật lộn đó sao? Hiện tại Diệp Đông Kiện đã thắng tác xạ, hắn tin tưởng lấy Diệp Thần Phong thân thủ vật lộn tỉ thí là ổn thắng. Làm sao, ván này lại là Thần Phong ra sân? Vũ Khôn Minh nghi vấn đường, ném mạnh có thể không so sánh với tác xạ, này hoàn toàn là dựa vào là bên trong thân thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Diệp Thần Phong thân thể thường thường, thấy thế nào cũng không giống là một có sức bật người. Có người làm phiền sao cháu ta nhưng là toàn năng tính thiên tài, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, chẳng lẽ Đại Hắc Hùng ngươi chưa từng nghe qua những lời này sao? Diệp Đông Kiện nói ra những lời này lúc, thật ra thì trong lòng đã ở bồn chồn, nhưng là ở Vũ Khôn Minh trước mặt hắn tuyệt đối sẽ không yếu thế. Diệp Thần Phong đem linh hồn lực đề cao đến cấp 2 đỉnh, dùng tay phải bàn tay nâng lên 50 cân nặng môn đẩy tạ, lấy hắn hiện tại linh hồn lực cấp bậc. Hắn tuyệt đối có nắm chắc thắng được trận này ném mạnh tỉ thí. Tay phải bàn tay trong lúc bất chợt đi phía trước dùng sức đẩy, một cổ cường đại ba động quay chung quanh ở môn đẩy tạ chung quanh, Diệp Thần Phong quăng đi ra ngoài môn đẩy tạ vận động quý tích vô cùng đặc thù, bình thường ném mạnh đi ra ngoài môn đẩy tạ cũng là tạo thành một cái độ cung vận động quý tích, nhưng là Diệp Thần Phong quăng đi ra ngoài môn đẩy tạ lại là luôn luôn tuyến bay ra ngoài. Rất nhanh Diệp Thần Phong môn đẩy tạ qua phía trên một tên binh lính quăng đi ra ngoài môn đẩy tạ. Bất quá còn không có dừng lại khuynh hướng, tiếp tục vững vàng đương đương đi tới 20-30 thước sau, môn đẩy tạ mới nặng nề rơi đến trên mặt đất. Mặc dù không biết chính xác khoảng cách, nhưng là lần này không cần thống kê viên tới đây báo thành tích,
người ở chỗ này cũng biết này một vòng môn đẩy Tạ Tỷ thí lại là Diệp Thần Phong thắng được. Muốn nói mới vừa rồi tên kia người cao mã đại binh lính thành tích để cho thống kê viên khiếp sợ, tên kia Diệp Thần Phong thành tích kém điểm bắt hắn cho hù dọa đái, đây là loài người sao? Không riêng gì tác xạ bách phát bách chúng, hơn nữa liền thể bên trong sức bật cũng mạnh mẽ như vậy. Thống kê viên đem Diệp Thần Phong thành tích chiến chiến nguy nguy báo đi ra ngoài, 80 thước, túc túc so sánh với mới vừa rồi kia tên lính xa 30 thước. Vũ Khôn Minh nheo lại hai tròng mắt, 10 phần ý tứ hàm xúc ngó chừng Diệp Thần Phong, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái hoạn có hoảng sợ chứng người, lúc nào biến thành thần thương thủ. Hơn nữa trong cơ thể sức bật lớn kinh người, nếu như đem nhân tài như vậy điều vào hắn trong quân khu lời mà nói, thực lực nhất định sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Xem ra hôm nay là ta thắng, người này đầu đại hắc hùng hẳn là thua tâm phục khẩu phục. Diệp Đông Kiện hăng hái tràn đầy nói. Diệp Đông Kiện cái kia điểm cân lượng, Vũ Khôn Minh là nữ hiểu rõ bất quá, hắn dám khẳng định Diệp Thần Phong tuyệt đối không phải là Diệp Đông Kiện bồi dưỡng ra được, như vậy. Trong lòng tràn đầy nồng đậm ngờ vực, Vũ Khôn Minh nhìn Diệp Thần Phong hỏi, Thần Phong, người có hứng thú hay không đi kinh thành quân khu phát triển? Đến lúc đó ta chuẩn bị cái thiếu tướng cho người đương đương. Giống như Diệp Thần Phong nhân tài như vậy, lúc này không đem cầm đối đãi khi nào. Vũ Khôn Minh là quyết tâm muốn đem Diệp Thần Phong đào được hắn quân khu đi. Chương 38, người rất lợi hại, van xin đề cử van xin cất giấu. Võ huấn luyện viên, một vòng cuối cùng vật lộn còn không có tỉ thí đâu, ta vừa lúc cũng muốn lung lay gân cốt. Một gã đứng ở Vũ Khôn Minh phía sau, thủy chung thờ ơ lạnh nhạt nam nhân nói. Vũ Khôn Minh xoay người lại kinh ngạc nhìn tên kia mở miệng nói chuyện nam nhân, sửng sốt một hồi lâu sau mới lên tiếng, Vương Lực, này không quá thích hợp, chớ quên ngươi nhưng là. Vũ Khôn Minh vô cùng thanh sở Vương Lực thân phận chân thật, nhưng hắn là Hoa Hạ nước Binh Vương Tổ thành viên, Binh Vương Tổ ở Hoa Hạ nước là một đặc thù ngành, có thể tiến vào Binh Vương Tổ nhân thân tay khẳng định bất phàm, Binh Vương Tổ trong thành viên đơn độc binh tác chiến năng lực cũng đạt đến đứng đầu tài nghệ. Lần này Vương Lực đi theo Vũ Khôn Minh cùng đi Thiên Hải là nhiệm vụ, Vũ Khôn Minh làm sao vậy không nghĩ tới Vương Lực hội nói ra yêu cầu như thế, xem ra là Diệp Thần Phong khiến cho hứng thú của hắn. Vương Lực không có để ý Vũ Khôn Minh, trực tiếp đem áo khoác cởi xuống, ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong hỏi, người dám cùng ta đánh một trận sao? Vương Lực có thể cảm nhận được Diệp Thần Phong trong cơ thể mênh mông lực lượng, loại lực lượng này thậm chí không thể kém cùng hắn, đến bọn hắn trình độ loại này. Lúc bình thường có thể gặp phải đối thủ là đã ít càng ít hơn, dù sao rất lâu chỉ có thể đủ ở đột phá cực hạn trong chiến đấu mới có thể đủ tăng thực lực lên. Đối với Vương Lực khư khư cố chấp, Vũ Khôn Minh một trận cười khổ, hắn cũng không có quyền lực quát bảo ngưng lại Vương Lực hành động, cấp trên lần này an bài nhiệm vụ lúc, lại để cho hắn muốn hết sức đi phối hợp Vương Lực đâu. Diệp Đông Kiện cũng không biết Vương Lực thân phận, khinh thường bĩu môi nói, Đại Hắc Hùng, người bình thời là làm sao quản giáo thủ hạ chính là. Ta làm sao cảm thấy ngươi mới là thủ hạ đâu? Vũ Khôn Minh là khổ nạn nói a, nếu để cho Diệp Đông Kiện biết rồi, Vương Lực là Binh Vương Tổ người, chỉ sợ hắn cũng không dám mở miệng cười cợt, Binh Vương Tổ thành viên đều không đơn giản, theo có thể tin đồn, một gã Binh Vương Tổ thành viên có thể lực chọn một chi 20-30 người đặc chủng tiểu đội, loại lực lượng này thật sự là cường hãn gần như biến thái. Diệp Thần Phong theo Vương Lực trên người cảm thấy một cổ trước nay chưa có nguy hiểm cảm. Hắn dám khẳng định kể từ khi hắn sống lại tới nay, trước mặt cái này Vương Lực tuyệt đối là hắn gặp phải mạnh nhất người. Mặc dù Diệp Thần Phong còn không có cùng đối phương giao thủ, nhưng là cao thủ cùng cao thủ trong lúc có một loại nhạy cảm trực giác, bằng không Vương Lực thân là Binh Vương Tổ thành viên, hắn cũng sẽ không đột nhiên nói ra muốn cùng Diệp Thần Phong so chiêu. Vương Lực loại này tầng thứ cao thủ trừ ở thi hành nhiệm vụ ra, bình thường sẽ không dễ dàng cùng người động thủ, trừ phi gặp được để cho bọn họ ngứa tay đối thủ. Rất hiển nhiên hắn đem Diệp Thần Phong tự quy thành loại chuyến đi này trong hàng. Diệp Thần Phong trong thân thể giống như trước dâng lên một cổ minh mông chiến ý, gió thu lay động của hắn trên trán lưu hải, bộ mặt vẻ mặt trở nên chưa bao giờ nghiêm túc, nói, muốn chiến liền chiến. Tốt, ta liền thích sảng khoái người, nếu như ngươi có thể đủ ở ta trên tay sống quá 20 chiêu, sau này ngươi chính là vô ta lực bằng hữu. Vương Lực hai đấm khe khẽ tụ lại. Trên người các bộ vị da thịt lồi lên, để cho một bên người thấy vậy cực kỳ thận được sợ. Cho dù Diệp Thần Phong dù thế nào trâu bò, Vũ Khôn Minh vậy không cho là hắn phải Binh Vương tạo thành viên đối thủ, ngay vội mở miệng nói, hai người các ngươi có một chút liền ngừng lại là tốt rồi, những lời này hắn hoàn toàn là nói cho Vương Lực nghe được.
Đứng ở Vũ Khôn Minh bên cạnh Diệp Đông Kiện cười nói, Đại Hắc Hùng, ngươi là sợ Thần Phong thương tổn được thủ hạ của ngươi sao? Điểm này ngươi yên tâm đi, Thần Phong hội có chừng mực. Vũ Khôn Minh tương đối im lặng, nói, Vương Lực cũng không phải là thủ hạ, ngươi có nghe qua Binh Vương Tổ sao? Binh Vương Tổ cái từ này truyền vào Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ trong lỗ tai sau, hai người bọn họ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Diệp Đông Kiện thử dò xét tính hỏi, Đại Hắc Hùng, ý của ngươi là chẳng lẽ Vương Lực là Binh Vương Tổ thành viên sao? Vũ Khôn Minh mặc nhiên gật đầu, chiếm được xác thực đáp án sau, Diệp Đông Kiện khóe miệng không tự chủ kéo kéo, nói, không được, Đại Hắc Hùng, ngươi thật sự là quá hèn hạ, thế nhưng để cho Thần Phong cùng Binh Vương Tổ thành viên tỉ thí, ta muốn để cho bọn họ lập tức dừng lại. Vũ Khôn Minh kéo lại Diệp Đông Kiện, nói, là Vương Lực đối Thần Phong thân thủ sinh ra hứng thú. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ ngăn được sao? Bất quá ta tin tưởng Vương Lực hội có chừng mực. Khi bọn hắn đang khi nói chuyện, Diệp Thần Phong đã xuất thủ trước, một quyền tới, Vương Lực mặt liền biến sắc, vốn là hắn cho là Diệp Thần Phong thân thủ ở trong lòng bàn tay của hắn, ai biết hoàn toàn ngoài hắn dự liệu ở ngoài. Động tác nhanh như tia chớp, Phình Quyền Phong mang theo mênh mông chiến ý hướng Vương Lực bộ ngực ném tới, đối mặt không kém gì cao thủ của mình, Diệp Thần Phong dĩ nhiên sẽ không nương tay. Quyền thứ nhất đã linh hồn lực tăng lên tới cấp 2 đỉnh. Dữ liệu độ cùng lực lượng, để cho Vương Lực chốc lát phân thần, đợi đến kịp phản ứng lúc, lồng ngực của hắn đã bị Diệp Thần Phong quả đấm cho đập trúng, thân hình trong giây lát rút lui, lui cách công kích của đối phương phạm vi, trong cổ họng không tự chủ phát ra một tiếng kêu đau đớn. Lần đầu tiên giao phong, rõ ràng cho thấy Diệp Thần Phong chiếm tiện nghi, điều này làm cho ở một bên đang xem cuộc chiến Diệp Đông Kiện bọn người trừng lớn mắt hạt châu. Diệp Đông Kiện khiếp sợ hỏi, Đại Hắc Hùng, hắn thật sự là Binh Vương Tổ người. Ngươi sẽ không đang gạt ta đâu. Vũ Khôn Minh khiếp sợ trong lòng không thể so với Diệp Đông Kiện thiếu, tức giận nói, người nào có thời gian cùng ngươi mở như vậy cười giỡn. Vương Lực run lên bả vai, trên mặt chiến ý nhiều vài phần, nói, xem ra ta còn là đánh giá thấp thân thủ của ngươi, chúng ta lại đến qua. Lần này đổi lại là Vương Lực xuất thủ trước, thân là Binh Vương Tổ thành viên. Nếu là không có chút tài năng lời mà nói, căn bản là không mặt mũi đi ra ngoài gặp người, to lớn tăng thân thể giống như một đầu tức giận trâu được bình thường hướng Diệp Thần Phong vào tới, nơi qua địa không có chỗ nào mà không phải là bụi đất tung bay. Vương Lực trong thân thể bộc phát ra năng lượng hết sức bá đạo, nếu là người bình thường bị hắn loại này trâu được kiểu đánh sâu vào đụng vào, cần phải muốn rời ra từng mảnh không thể. Diệp Thần Phong một cái tung người nhảy lên, tránh thoát Vương Lực đụng nhau đồng thời. Hóa đơn tay đè chặt Vương Lực đầu, chợt phát lực, phanh, Vương Lực thân thể nhất thời nằm úp sấp ngã xuống trên mặt đất thảm cỏ cũng bị cuồn cuộn nổi lên một mảng lớn. Hoa Hạ khu lúc nào xuất hiện một cái mạnh mẽ như thế nhân vật. Lấy Diệp Thần Phong loại này thân thủ coi như là gia nhập Binh Vương Tổ chỉ sợ cũng là dư giả. Trong lòng khiếp sợ về khiếp sợ, một cái cá chép tung mình, Vương Lực theo trên mặt đất đứng lên, giờ phút này hình dạng của hắn có chút chật vật. Trên mặt cùng với trên y phục cũng dính đầy bùn đất. Thấy thế nào Diệp Thần Phong tối đa cũng tự 25-26 tuổi. Thân thủ tại sao lại mạnh như thế hung hãn, coi như là từ trong bụng mẹ huấn luyện cũng không thể có thể đạt tới trình độ loại này. Ta không phải không thừa nhận, ngươi quả thật rất lợi hại, nhưng là hôm nay ngươi còn không phải là đối thủ của ta Vương Lực theo 10 tuổi bắt đầu tự tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện, đến hiện tại hắn 35 tuổi, túc túc 25 năm. Lúc bình thường trừ thi hành nhiệm vụ ngoài, hắn huấn luyện một khắc cũng không có làm trễ nãi xuống tới, cho dù đối phương dù thế nào yêu nghiệt, hắn vậy tin tưởng hắn có năng lực chiến thắng Diệp Thần Phong. Chương 39, thực lực tăng lên. Này có thể nói không nhất định, quá mức tự phụ khinh địch nhưng là trong chiến đấu chí mạng điểm, nếu như mới vừa rồi sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực, như vậy ý không tốt, hôm nay ta thắng ổn định ngươi. Diệp Thần Phong bên trong thân thể thư sướng vô cùng. Kể từ khi hắn sống lại sau này, đây là hắn lần đầu tiên đánh cho như vậy thống khoái. Vương Lực trong hai tròng mắt thần sắc trở nên thêm trầm trọng, trước mặt tên này thanh niên rõ ràng thân thể như thế đơn độc mỏng, tại sao có thể bộc phát ra loại này mạnh mẽ lực lượng đâu? Nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, hình như là còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Điều này làm cho Vương Lực trong lòng bị một cổ hoảng sợ tràn ngập. Đại Hắc Hùng, ta không phải là đang nằm mơ. Thậm chí ngay cả Binh Vương Tổ thành viên cũng không phải là cháu của ta đối thủ. Diệp Đông Kiện dùng sức xoa xoa ánh mắt hỏi. Thấy Binh Vương Tổ thành viên ở Diệp Thần Phong trong tay vậy đòi không tới một chút chỗ tốt, Vũ Khôn Minh trong lòng muốn đào đi Diệp Thần Phong tâm tư thêm nồng nặc, nếu để cho Diệp Thần Phong đi huấn luyện thủ hạ,
tuyệt đối có thể huấn luyện ra một chi nơi hướng bế nghế đội ngũ. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, Thần Phong tại sao phải trở nên lợi hại như thế? Ta biết chắc cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Vũ Khôn Minh nghi vấn đường. Đại Hắc Hùng, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta Diệp Đông Kiện tự bồi dưỡng không ra nhân tài như vậy tới? Diệp Đông Kiện khó chịu nói, thật ra thì hắn vậy vô cùng muốn biết hắn cháu tại sao phải có nhiều như vậy thay đổi. Nhưng là trong đầu lại một điểm đầu mối cũng không có, hắn vậy gọi điện thoại về đã hỏi Diệp Lão Gia Tử, nhưng là Lão Gia Tử chẳng qua là đối với hắn nói một câu như vậy nói, chỉ cần Thần Phong không đáng cái gì sai lầm tự từ nào đó hắn tốt lắm. Vương Lực giờ khắc này hoàn toàn bị chiến ý cho bao vây, coi như là ở binh vương tổ trong thực lực của hắn cũng đạt tới trung đẳng tầng thứ, trong lòng của hắn không có thua cái chữ này, vô luận cùng người nào chiến đấu, coi như là cùng so sánh với thực lực mình cao người chiến đấu, nếu như ngươi đã trước đó đã làm xong thua chuẩn bị, như vậy ngươi thì như thế nào thắng được đâu. Vương Lực trên cánh tay hiện đầy gân xanh, hai mắt một khắc cũng không có rời đi Diệp Thần Phong thân thể. Tình thế để cho một bên đang xem cuộc chiến người cảm xúc vậy trở nên vô cùng khẩn trương. Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ mặc dù tự mình nhận thức qua Diệp Thần Phong thân thủ, nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Thần Phong hội như vậy biến thái, lại có thể cùng binh vương tổ thành viên đánh khó phân thắng bại. Nếu như Diệp Thần Phong thực lực dừng lại ở trước một kiếp đỉnh trạng thái cấp 8 linh hồn lực lời mà nói, đừng nói là một người lính vương tổ thành viên, coi như là nhiều tới mấy, Diệp Thần Phong hay là theo tàn bạo không lầm. Tới, sẽ làm cho ta kiến thức ngươi thực lực chân chính. Vương Lực hai tròng mắt ngưng tụ, đem tất cả lực chú ý cũng tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong thân hình đột nhiên động, giống như một đầu phi nước đại chạy trong báo săn, thời gian một cái nháy mắt tựu ra hiện tại Vương Lực trước người, nhấc chân hướng Vương Lực bên hông đá tới. Vương Lực năng lực phản ứng thật nhanh, ở trước tiên lui về phía sau hai bước, giống như trước giơ chân lên hướng Diệp Thần Phong chân đá tới. Từng quyền, một cước thật công kích, phảng phất là vì chung quanh bao phủ lên một tầng mông lung kình khí, Diệp Đông Kiện hạ lệnh không được để cho bất luận kẻ nào nhích tới gần. Hắn biết nếu có người vào lúc này cuốn vào Diệp Thần Phong cùng Vương Lực chiến cuộc lời mà nói, sợ rằng cần phải muốn in dấu hạ tàn tật không thể. Vương Lực lực công kích cùng sự chịu đựng quả thật kinh người, điều này làm cho Diệp Thần Phong không có tất thắng nắm chặt, đem thắng thua theo trong đầu bài trừ đi ra ngoài, Diệp Thần Phong chiêu thức trở nên thêm bén nhọn. Hai người quả đấm cùng quyền lần đầu lần va chạm, đã trở nên máu tươi lâm ly, thậm chí ngay trắng hiếu xương cũng có thể nhìn thấy. Nhưng là hai người người nào cũng không có dừng tay ý tứ, thật giống như thể phải phân ra một cái cao thấp tới mới bằng lòng dừng tay. Thời gian dài ngươi tới ta đi, Vương Lực độ cùng lực lượng rõ ràng giảm xuống, mà Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực vậy tiêu hao không ít, thân thể lại một lần nữa nhảy hướng Vương Lực, miệng quát thống khoái, chúng ta lại đến. Đối mặt trong thân thể lực lượng phảng phất vĩnh viễn dùng không hết Diệp Thần Phong, Vương Lực trong lòng cười khổ không dứt. Vốn là hắn chẳng qua là cảm giác được Diệp Thần Phong trong thân thể mênh mông năng lượng, ngứa tay khó nhịn, nhất thời không có khống chế được mới sẽ xuất thủ. Khi hắn xem ra Diệp Thần Phong nhiều lắm là ở dưới tay hắn sống quá 20 chiêu tự coi là không tệ, ai biết chuyện một lần ư hắn dự liệu. Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác trong thân thể linh hồn lực cuồn cuộn lợi hại, lại có loại muốn đột phá dấu hiệu, điều này làm cho hắn không khỏi mừng rỡ, hắn không nghĩ tới cùng Vương Lực đối chiến còn sẽ có như vậy thu hoạch. Trong lúc nhất thời dùng làm ra trong thân thể toàn bộ lực lượng công kích, để cho đã đem thể lực tiêu hao không sai biệt lắm Vương Lực là khổ không thể tả, trong lòng thầm nghĩ tốt, ta liền nhóm đợi trong thân thể ngươi lực lượng tiêu hao sạch sẽ, ở duy nhất đánh bại ngươi. Song làm Vương Lực không tưởng được chuyện tình xảy ra, Diệp Thần Phong trong thân thể khí thế đột nhiên tăng lên gấp đôi, theo trên lực lượng vậy vững vàng đương đương áp qua hắn, điều này làm cho hắn thật sự có loại tuyệt vọng cảm giác. Linh hồn lực theo cấp 2 đỉnh đột phá đến cấp 3, lại không cách nào rất tốt khống chế được, thỉnh thoảng có năng lượng ngoài tiết ra tới. Thân thể lại một lần nữa hướng Vương Lực đánh tới, đối với tăng lên thực lực Diệp Thần Phong, Vương Lực căn bản không có lòng tin có thể đón lấy đối phương chiêu thức. Mắt thấy quả đấm muốn đánh đến Vương Lực trước mặt cửa đích lúc, Diệp Thần Phong kịp thời thu trở lại, dùng thấp tới hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói, ngươi thua, còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta tăng thực lực lên. Bằng không ta có thể còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể đột phá đâu. Vương Lực sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ bị hoàn toàn chế trụ. Còn giúp đối phương tăng lên thực lực, trong lòng có một loại trước nay chưa có biệt khuất, nhưng là hắn đã biết tái chiến đi xuống vậy không có ý nghĩa, lấy hắn thực lực bây giờ không thể nào là Diệp Thần Phong đối thủ. Ngươi rất mạnh,
bất quá ta rất nhanh hội vượt qua ngươi. Vương Lực là một cầm được thì cũng buông được người, chính mình thua chính là thua, không có gì tốt nói xạo, ngược lại Diệp Thần Phong thắng được thành trong lòng hắn một loại động lực. Cứ như vậy thắng, Thần Phong cứ như vậy đánh thắng Minh Vương tổ thành viên. Diệp Đông Kiện hoàn toàn là buồn bực rớt, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, khi bọn hắn những quân nhân này trong suy nghĩ, Minh Vương tổ là một để cho bọn họ khó thể thực hiện tổ chức, song hắn cháu cũng là ở trước mặt hắn đem Vương Lực đánh thắng. Này nói ra chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Vương Lực xoay người rời đi thao luyện tràng, trong thân thể của hắn lực lượng tiêu hao hầu như không còn, nhất định phải lập tức nghỉ ngơi khôi phục như cũ, lần này tới Thiên Hải hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu muốn thi hành đâu. Diệp Thần Phong cùng Vương Lực một lần cứng đối cứng, mặc dù tứ chi đau đớn, nhưng là trong cơ thể hắn bởi vì thực lực đột phá, có liên tục không ngừng lực lượng ở trào ra, hắn nhất định phải đem cổ lực lượng này phát tiết đi ra ngoài, bằng không nhất định sẽ bị thân thể. Xoay người thấy trợn mắt hốc mồm Diệp Đông Kiện, Lâm Trung Hổ cùng với Vũ Khôn Minh, Diệp Thần Phong khóe miệng xẹt qua một đạo không có hảo ý nụ cười, nói tiểu thúc, Vũ Thúc Thúc, Lâm Giáo Quan, ba người các ngươi cùng tiến lên. Ta mới vừa rồi còn chưa từng có nghiện đâu. Diệp Đông Kiện và ba người theo ngây người trong phản ứng tới đây, rối rít ở trong miệng chửi má nó, Diệp Thần Phong nhưng là có thể chiến thắng Minh Vương tạo thành viên người, ba người bọn hắn nếu như cùng Diệp Thần Phong giao thủ lời mà nói, không là thuần túy tìm tai vạ sao. Một đám phảng phất là lòng bàn chân lau dầu, hướng thao luyện bên ngoài tràng mặt chạy đi, để ở tràng cường binh trại huấn luyện binh lính mở rộng tầm mắt. Bọn họ cũng không có nhìn thấy qua lá huấn luyện viên cùng Lâm Giáo Quan chật vật như vậy chạy trốn qua đâu. Chương 40, tranh nhau tranh đoạt, van xin đề cử, van xin cất giấu. Cường binh trại huấn luyện viên trong văn phòng. Diệp Đông Kiện, Lâm Trung Hổ cùng với Vũ Khôn Minh trên mặt xanh một miếng, tím một khối, ngay mặc lên người quân trang cũng trở nên rách dưới, ba người cũng là một bộ rất không thoải mái vẻ mặt. Diệp Thần Phong cong lên hai chân ngồi ở trên ghế, trong miệng đập đập nói tiểu thúc. Vũ Thúc Thúc, Lâm Giáo Quan, các ngươi sau này được muốn nhiều rèn luyện a, ta còn không có buông tay ra đi công kích đâu rồi, các ngươi tự biến thành bộ dạng này bộ dáng, phải biết rằng các ngươi nhưng là đường đường hoa hạ bộ cao cấp nhân tài, chuyện như vậy truyền ra ngoài không phải là bị người chê cười sao? Diệp Đông Kiện và ba người liên tục phiên chứ bạch nhãn, hồi tưởng đến mới vừa rồi Diệp Thần Phong đuổi theo bọn họ, không nói lời gì tự một bữa dồn sức đánh, để cho ba người bọn họ căn bản cũng không có chút nào chống đỡ lực. Ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong chính là biến thái, kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, khiến cho bọn họ lòng tự ái một lần lại một lần bị nhục. Thần Phong, Vũ Thúc Thúc thương lượng với ngươi chuyện này được không? Vũ Khôn Minh hiện đầy ứ đả thương trên mặt lộ ra vẻ nụ cười, lộ ra vẻ vô cùng tức cười. Diệp Thần Phong nghi ngờ hỏi, Vũ Thúc Thúc, ngươi có chuyện gì đã? Vũ Thúc Thúc muốn mời đi kinh thành quân khu, giúp ta đi huấn luyện ta trên tay cái kia chút ít nhãi con, bất quá ngươi yên tâm. Vũ Thúc Thúc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, thiếu tướng cấp bậc không thể thiếu ngươi, chờ ngươi quen thuộc sau một thời gian ngắn, Vũ Thúc Thúc ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị trong đó đem cấp bậc, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta đứng thẳng mác lấy giúp ngươi an bài đi kinh thành quân khu. Vũ Khôn Minh trong hai tròng mắt lóe ra tinh quang. Diệp Thần Phong không nói gì, Diệp Đông Kiện cùng Lâm Trung Hổ cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng, không được. Lâm Trung Hổ, Diệp Đông Kiện, ta là đang hỏi Thần Phong ý kiến, quan hai người các ngươi chuyện gì? Vũ Khôn Minh tức giận nói, giống như Diệp Thần Phong như vậy toàn năng hình thiên tài hắn hôm nay là muốn định rồi. Đại Hắc Hùng, Thần Phong là cháu của ta, hắn dĩ nhiên muốn lưu lại giúp ta huấn luyện của ta tác xạ bộ. Ở được chứng kiến Diệp Thần Phong tài bắn sau, Diệp Đông Kiện trong lòng sớm đã có ý nghĩ này. Ngươi không phải nói Thần Phong là ngươi tay cầm tay huấn luyện ra đấy sao? Tác xạ bộ có ngươi không như vậy đủ rồi sao? Vũ Khôn Minh khẽ mỉm cười nói. Hai người các ngươi không nên tự quyết định. Thần Phong đã sớm gia nhập của ta phi dược bộ đội, hắn là phi dược bộ đội thành viên ban đầu. Lâm Trung Hổ mặc dù biết Diệp Thần Phong phía sau rất lợi hại, nhưng là hắn không nghĩ tới hội lợi hại như vậy ly phổ, hơn nữa thật giống như không có chuyện gì có thể làm khó Diệp Thần Phong, lần này nói gì hắn cũng không có thể đủ để cho Diệp Thần Phong rời đi phi dược bộ đội. Lâm Trung Hổ, lời này của ngươi là có ý gì? Ban đầu ta đem Thần Phong nhét vào ngươi phi dược bộ đội lúc, ngươi sống chết cũng không chịu nhận. Hiện tại ta quyết định muốn cho Thần Phong gia nhập của ta tác xạ bộ. Diệp Đông Kiện sợi không hề nhượng bộ chút nào nói. Thấy là vì hắn, tranh giành đến đỏ mặt tía tai ba người, Diệp Thần Phong mạn bất kinh tâm nói, ba vị, các ngươi còn giống như không hỏi qua ý kiến của ta đâu. Sau này ta không có tính toán ở lại quân khu phát triển, đợi ta liền muốn rời đi. Không được,
này tại sao có thể? Ba người đồng thời nói ra miệng, ở mặt đối với vấn đề này phía trên ba người bọn họ ý kiến lại là phi thường thống nhất. Thần Phong, vừa lúc ta cũng vậy muốn ở cường binh trại huấn luyện ở thêm mấy ngày, người coi như theo Vũ Thúc Thúc mấy ngày có được hay không? Vũ Thúc Thúc từ trước đối với ngươi nhưng là không phản ứng. Chẳng lẽ ngươi hiện tại trưởng thành, tự quên mất khi còn bé chuyện tình? Vũ Khôn Minh nhìn ra được Diệp Thần Phong thái độ rất mạnh cứng rắn, chuyện này hắn nhất định phải mời của mình lão đầu tử ra tay. Vũ gia lão gia tử nói gì cũng là hoa hạ khu nhị bả thủ, nếu như để cho Vũ lão gia tử biết rồi Diệp Thần Phong yêu nghiệt sau này, lấy lão nhân ra ông ta ái tài, tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp đem Diệp Thần Phong chuẩn bị tiến quân khu. Dù sao Vũ gia cùng Diệp gia từ trước đến giờ là lui tới, Vũ lão gia tử cùng Diệp lão gia tử lúc tuổi còn trẻ nhưng là tương đối tốt huynh đệ. Đại Hắc Hùng, ta lúc nào đồng ý ngươi ở tại cường binh trại huấn luyện? Diệp Đông Kiện khó chịu nói. Ngươi không đồng ý cũng phải muốn đồng ý, lần này ta là mang theo nhiệm vụ tới Thiên Hải, ngươi xem một chút đây là cái gì? Vũ Khôn Minh theo trên người móc ra một tờ đắp có quốc gia ngành hồng chương giấy, tiếp tục nói cấp trên cho chúng ta ở có lúc cần thiết, có thể điều hành địa phương phía trên hết thảy quốc gia thế lực, cho nên ta nghĩ ở tại cường binh trại huấn luyện, ngươi thật đúng là ngăn không được. Tốt ngươi Đại Hắc Hùng, hiện tại cũng biết giả công tể tư. Thấy quốc gia chuyên trúc phê bình văn, Diệp Đông Kiện nhất thời nghỉ ngơi món ăn. Thần Phong, người đang ở cường binh trại huấn luyện theo ta ở lại 2 ngày là tốt rồi, nếu như đến lúc đó ngươi còn không chịu đáp ứng gia nhập kinh thành quân khu lời mà nói, ta cũng vậy không có ở đây làm khó dễ ngươi. Vũ Khôn Minh nói. Vũ Khôn Minh nói rất đúng, Thần Phong, ngươi hiện ở chỗ này ở tới, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói sao? Lâm Trung Hổ biết là vì nay chi kế để cho Diệp Thần Phong lưu lại mới là hạng nhất đại sự. Nếu là Diệp Thần Phong rời đi nơi này, hắn còn nói gì để cho Diệp Thần Phong ở lại phi dược bộ đội đâu? Thần Phong, ngươi cần phải nhận rõ ràng, ai mới là ngươi tiểu thúc, ngươi lập tức gia nhập của ta tác xạ bộ. Diệp Đông Kiện trực tiếp chuyển ra trưởng bối thân phận. Diệp Thần Phong bị này ba cái trung niên nam nhân ngươi một câu ta một câu, ầm ĩ đầu óc cũng phát tăng, nói ta đối gia nhập quân khu và vân vân cũng không có hứng thú, ta vừa tới đến Thiên Hải sở dĩ hội tới nơi này huấn luyện. Chỉ là muốn tăng cường một chút của ta thể chế mà thôi. Diệp Đông Kiện sắc mặt tối sầm, vừa muốn mở miệng khiển trách, ngược lại nghĩ cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đủ tới mềm, muốn là hắn cháu của mình bị hai người khác đoạt mất, hắn cái này làm thiếp thúc còn có cái gì mặt mũi. Cuối cùng ở Diệp Đông Kiện cố gắng giữ lại, Diệp Thần Phong vội vả vào bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ đáp ứng bọn họ tạm thời trước ở lại cường binh trại huấn luyện ở lại 2 ngày thời gian. Dĩ nhiên Diệp Thần Phong không có quên Phương Nam Tường còn đang cường binh trại huấn luyện ngoài chờ đến hắn đâu, vốn là hắn muốn cho Phương Nam Tường đi về trước, bất quá Phương Nam Tường cố ý phải đợi 2 ngày sau cùng Diệp Thần Phong cùng nhau rời đi, Diệp Thần Phong còn có thể làm cho tiểu thúc giúp Phương Nam Tường tạm thời an bài một gian túc xá ở rơi xuống. Về phần Triệu Khải Hoa bệnh không vội ở nhất thời, dù sao độc tố trong cơ thể của hắn đã bị Diệp Thần Phong cho hoàn toàn thanh trừ, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Để cho Phương Nam Tường luôn luôn sống ở túc xá, Diệp Thần Phong vậy ý không tốt, cho nên liền dẫn đối phương đi thăm một chút cường binh trại huấn luyện, dọc theo đường đi rất nhiều binh lính thấy Diệp Thần Phong sau trong ánh mắt cũng mang theo kính sợ cùng sùng bái. Diệp Thần Phong cùng Vũ Khôn Minh thủ hạ chính là những người đó tỉ thí, rất nhiều binh lính đều ở tràng, thậm chí bọn họ đem Diệp Thần Phong xem làm trong suy nghĩ thần tượng. Phương Nam Tường đem binh lính cử động này nhìn ở trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn trước mặt cái này y thuật tốt thanh niên thêm rất hiếu kỳ, phải biết rằng ở trong quân doanh tốt đến rất nhiều binh lính tôn kính cùng sùng bái, thực lực của ngươi nhất định phải làm cho bọn họ đạt tới nhìn lên, thậm chí theo không kịp trình độ. Phương Nam Tường từng vậy là một gã ưu tú lính đặc biệt, kể từ khi giải ngũ sau cũng chưa có trở lại quân khu, lần này hắn đi theo Diệp Thần Phong bước vào cường binh trại huấn luyện một sát na, phảng phất lại nhớ tới rất nhiều năm trước. Trong thân thể lâu không sôi trào máu lại một lần nữa sôi trào lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.